Chương 21 Chương 21 Chương 21 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 21 Chương 21 Thon dài như ngọc ngón tay ở thiếp mời thượng cái kia thật to gừng tự điểm điểm, nam nhân dừng một lát, tiếng nói lành lạnh. Kéo dài thời hạn, ngày mai có việc. Bên kia Nga một tiếng kéo thật dài, nói. Ta đã biết ngày mai Khương gia lão gia tử khánh sinh lão đại ngài cũng đi. Mặt Lâm Thanh từ chối cho ý kiến, treo điện thoại sau, lên lầu theo quỹ bảo hiểm lý xuất ra một cái hồng nhạc tiểu hộp sắt. Hồng phấn phấn lộn nộn, mặt trên ấn phim hoạt hình thỏ đồ án, tính trẻ con đáng yêu, cùng hắn tuấn tú lãnh đạm bề ngoài hoàn toàn bất đồng, càng như là một cái tuổi nhỏ tiểu cô nương trộn tàn đồ ăn vặt dùng là tiểu bảo hộp, này cơ hồ đã là của hắn thói quen. Mỗi hồi theo phòng thí nghiệm xuất ra đều sẽ mở ra này hồng nhạc phim hoạt hình cái hộp nhỏ, lấy ra bên trong đường ăn thượng một viên. Mạc lâm thanh như thường ngày như vậy đem nắp hộp mở ra, bên trong tràn đầy đủ màu đủ dạng các loại một chút quà vặt. Hắn nhặt lên trong đó một viên nải đường, xé mở đóng gói túi bỏ vào môi mỏng bên trong, sắc mặt thủy chung hào không gợn sóng, lãnh đạm đến mức tận cùng, mặt mày lại ở đường hàm tiếng trong miệng nháy mắt hơn một tia ấm áp. Ngọt ngáy nải đường hương ở trong khoang miệng nổ tung, thanh lãnh nam nhân mặt không biểu cảm ăn động, ánh mắt dừng ở hồng nhạc hồng thượng ôm nhu vô cùng một viên đường ăn xong, hắn nhẹ nhàng cái thượng hòm, ngón tay thon dài sờ ở nắp vung thượng, hồi lâu chưa từng nhúc nhích. Trong đầu phản phát hiện ra thật nhiều năm trước hình ảnh, nho nhỏ phấn nắm tổng ở hắn đi phòng thí nghiệm thời điểm tránh ở trong văn phòng ôm chung ái tinh bột hộp, nơi đó đầu cất dấu của nàng bảo tàng, một điểm một điểm toàn đứng lên vụn trộm ăn. Có đôi khi một cái. Mặt lâm thanh khóe miệng dơ lên nhàn nhạt độ công, người nọ, tạm thời xưng làm ác ma đi, còn có thể trợ trụ vi ngược, giúp đỡ nắm lừa trên gạt dưới, cùng nhau vụn trộn ăn đồ ăn vặt. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, tể tể. Yến hội ở Khương Gia vùng ngoại thành một chỗ nghỉ phép sơn trang trung, đối liền không dứt đại nhân vật theo các nơi tới rồi. Cho đến tới gần Yến hội mở màn tiền nửa giờ, một chiếc màu lam Aston Martin xe thể thao cùng màu đen hãng mã, hung mơ, đồng thời tới, hai chiếc xe theo đối diện phương hướng chạy đến, đầu xe đối đầu xe, mãi cho đến mau đánh lên xe cự không đến 10 cm địa phương mới đột nhiên dừng lại. Phụ trách bãi đậu xe xe đồng nhìn xem kinh hồn tán đảm, lại không dám nói lời nào. Có mấy cái tới tham gia yến hội vừa lúc ở tràng, thấy này dấu hiệu tính hai chiếc xe nhếch miệng nhất nhạt, này lưỡng thủy hỏa bất dung chủ nhân đến đây, cái này có thể có trò hay xem. Hai nam nhân đều tự ở bên trong xe, xuyên thấu qua trắng phong thủy tinh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không khí phản phất động lại hãng mã, hung mơ, chủ xe nhân ánh mắt tà tứ kiêu ngạo, xe thể thao chủ nhân tắt bình tĩnh thu hồi ánh mắt, tắt lửa xuống xe. Đồng trong lúc nhất thời, đối diện hãng trên xe ngựa nam nhân cũng xuống dưới, hắn thân hình cao lớn, ước có một M9 đã ngoài, khuôn mặt tuấn Mỹ quanh thân khí tràn cường đại, mang theo duy ngô độc tôn tư thế. Ngao túc nhíu mày nhìn đối diện nam nhân liếc mắt một cái, cho hắn một cái hèn mọn ánh mắt, câu dẫn người khác tể tể, không biết xấu hổ nhân loại hỗn đản. Hai người sống vai mà đi, nhưng, vĩ đại long tôn các hạ há có thể khuất phục ở nhân sau. Hắn ngay cả đi đều phải cùng đối thủ một mất một còn tranh cái trước sau, đưa hắn áp ở phía sau mới thoải mái, vì thế bước một đôi đại chân dài đi nhanh về phía trước đem nhân vung ở sau người. Phải thay đổi trưởng thành không bao lâu lạc sinh lúc này khả năng hội hành động theo cảm tình, cùng ngao túc tranh cái cao thấp trước sau, đánh chết một cái quên đi sự nhưng mà hiện thời từ thường xuyên đau đầu nằm mơ sau, hắn tâm tính thu liễm rất nhiều, trở nên vũ phát lý trí nội liễm. Đã từng phô trương tùy ý vẫn chưa lau đi, mà là giấu ở trong khung, làm hắn giống như một thanh quan hoa nội liễm bảo kiếm giống như cường đại tao nhã. Nam nhân nghĩ đến phóng ở trên xe chỗ kế bên tay lái cái kia bút bê vải, khóe miệng toát ra mỉm cười. Màu đen tây trang, lạc thúc thúc bài, qua nhi thủ công non nớt ngốc, xấu kinh người, lại ngoài ý muốn nhường trong lòng hắn như nhũng ra yêu thích đến trong tâm khảm, thật đúng kêu bạch bạch nói trúng rồi, bởi vì nắm thích, cho nên nàng lạc thúc thúc nhất định sẽ thích. Lạc sinh càng là yêu thích qua nhi trên người cái kia xấu hề hề tiểu khăn quàng cổ, thậm chí đem nó sách xuống dưới dấu ở trong túi. Yến hội mở màn đêm trước, cửa đã không có gì nhân ra vào, phần lớn tân khách cũng đã ở đây trung, hoặc cho nhau bắt chuyện ôn chuyện, hoặc cùng nhau khe khẽ nói nhỏ nhìn nhìn lại ngũ đại gia trong tộc ngay cả lạc ngao hai nhà tuổi trẻ người cầm quyền đều đến đây, trừ bỏ. Mạc gia Mạc lão gia tử này hai năm thân thể không tốt đã không lại ra ngoài tham gia yến hội, nhưng là, cũng nên có cái tiểu bối đi lại. Còn có thể có ai? Mạc lâm thanh giáo sư Mọi người ánh mắt dừng ở cái kia hàng trước chủ bàn chỗ trống thượng có chút kỳ quái, Khương gia là hỏi thăm Mạc Lâm Thanh vừa làm xong một cái hạng mục đang ở nghỉ ngơi mới có thể mời của hắn, nhưng là hiện tại ngay cả tối ngạo mạng khó trị lạc ngao hai cái đều đến đây, hắn thế nào không có tới. Màu ngân bạch bin ly xe ở trên đường chạy, tới gần yến hội mở màn tiền 10 phút, Mạc Lâm Thanh tiếp đến một cái điện thoại. Hắn nhìn xuống điện báo nhân, mở miệng hỏi nói. Ngươi có manh mối. Bên kia đề cao âm lượng. Phía dưới nhân truyền đến tin tức, xê thị có tiếng sóng nghèo tiểu khu có cái cùng ngươi nói tin tức thật ăn khớp đứa nhỏ. Bọn họ nói năm nay ba tuổi, thân mẹ chạy đứa nhỏ một cái nhân sinh sống, hiện tại nhặt rác mà sống, trải qua khổ ba ba, đúng rồi nghe nói không biết ai giúp đỡ nàng đến trường, năm nay vừa rồi nhà trẻ. Mạc Lâm Thanh nghe được cả người phát nhanh, bên kia mỗi nói một câu, của hắn mày liền nhăn thượng một phần, nắm di động đầu ngón tay hơi hơi dùng sức trở nên trắng, nói giọng khàn khàn ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn bên kia biết vị này tìm đứa nhỏ này tìm mau điên dại cũng không dám nói bừa do dự một lát sau bảo thủ nói chỉ có chỉ có ngũ thành mặt lâm thanh mày nới ra ngũ thành vậy là đủ rồi đó là chỉ có nhất thành hắn đều sẽ đi hắn nói hảo ta lập tức đi màu ngân bạch pin ly xe ở chuyển biến phương hướng thay đổi cái đầu xe hướng tương phản phương hướng chạy mà đi hắn phát ra cái giọng nói tin tức cấp trợ lý giúp ta đến trương đi xe thị phiếu nhanh nhất như vậy hảo hương gia quản gia tiếp đến điện báo kinh ngạc ngài đừng tới hảo ta sẽ báo cho biết lão gia tử mặt lâm thanh ở trong vòng luẩn quẩn là cái quái già thanh lưu hắn xuất thân hậu đại cũng không tán gái không uống rượu không hút thuốc lá từ nhỏ đến lớn liền tự hạn chế đắc tượng cái hòa thượng vĩ đại kỳ quái cao chỉ số thông minh thiên tài, nhảy lớp thiếu niên bang to lớn bác học bá, hiện thời quốc khoa sinh dược viện nghiên cứu đại bảo bối, quốc bảo cấp nghiên cứu viên. Hắn còn rất trẻ, là bị quốc nội sinh dược lĩnh vực ký thác kỳ vọng cao, tương lai thế tất yếu độc diễn chính quốc gia cấp nhân tài. Người như vậy ở trong vòng luẩn quẩn cùng này đó quyền lợi phú quý hào không liên quan, cô độc thanh cao, cùng vòng luẩn quẩn không hợp nhau, là mọi người trong mắt vĩ đại kiệt xuất thanh niên tối lý tưởng bộ dáng nhưng đồng thời một điểm đều không tiếp đất khí, ở đây trung cùng tuổi phú gia tử đệ nhóm đều đối hắn thật xa lạ, nhiều nhất gần chỉ có vài lần chi duyên, liền ngay cả cùng mặt gia trụ thật sự gần lạc sinh cũng là như thế. nghe nói hắn có việc đừng tới sau người trẻ tuổi nhóm nhưng là nhẹ một hơi, nhân gia là quốc bảo cấp nghiên cứu viên, là tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiền đồ vô lượng đại giáo sư, thật muốn đi lại bọn họ ngược lại không biết cùng hắn thế nào trao đổi nhất nhìn đến hắn đã nghĩ đến học sinh thời đại đeo mắt kính nghiêm túc lão sư, chợt cảm thấy da ngứa. Nhưng là này tuổi hơi lớn chút trưởng bối nhiều niệm vài câu, nói tiểu đừng người này rất thanh lãnh đứng đắn chút, người trẻ tuổi hay là muốn nhiều đi lại tốt hơn. Lạc sinh cùng Mạc lâm thanh không quen, miễn miễn cường cường tính cái gật đầu dao, ngao túc này ngạo mạn gia hỏa càng không cần nói, hắn chỉ cùng bản thân đảng tể thục. Lúc này nghe được tên Mạc lâm thanh, hai người bọn họ đều không hề phản ứng, đợi đến ngày sau mới vừa rồi đối tên này hận nghiến răng nghiến lợi. Yến hội mở màn sau, Khương lão gia tử liền nắm hai cái hài tử xuất ra. Hai cái phấn điêu ngọc mài tiểu nắm một tả một hữu mặt tiểu lễ phục, nhắm mắt theo đuôi đi theo lão nhân bên cạnh, làm ở đây mọi người nhãn tình sáng lên. Ngao túc cùng lạc sinh cách khá xa chút, hai cái hài tử tuổi còn nhỏ ngày thường ải, bị người đàn cùng cái bàn che nhìn không thấy, bọn họ cũng không có hứng thú xem. Ngao túc hững hờ xem trên tay di động, tính toán chờ yến hội kết thúc phải đi xe thị tiếp của hắn đảng tể trở về. Lúc trước hắn ở bệnh viện ra không được chờ khang phục, thuộc hạ kia giúp phế vật ngay cả cái tiểu hài tử đều trị không được còn đem bản thân thua tiền cảnh sát đi một vòng, còn phải hắn tự thân xuất mã đi tiếp đảng tể trở về. Ngao túc nghĩ như vậy cũng tốt, hắn này phụ thân đại nhân tự mình đi tiếp đảng tể, đảng tể nhất định sẽ cao hứng. Khương lão gia tử đầu tiên là cùng mọi người đánh tiếp đón, nói vài câu lời dạo đầu sau, yến hội liền bắt đầu. Hắn này bối phận không cần phải cùng người trẻ tuổi cùng nơi, cùng bọn họ cũng không nói tán gẫu, liền tìm một vòng lão hữu nhóm cùng bọn hắn ngồi ở một cái tiểu cách trong gian, hưởng thụ lão niên nhân gian lạc thú, thuận đường đem lưỡng đứa nhỏ cũng mang đi qua giới thiệu cho bọn họ xem. Vài cái lão gia tử lão thái thái nghe được thổn thức không thôi, mới 4 tuổi bán đứa nhỏ bị bọn buôn người thưởng chạy, thật vất vả đứa nhỏ trốn tới lại bị thương phát sốt, chờ vừa tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ. Này không có xảy ra việc gì còn phải ít nhiều gặp gỡ tiểu quý nhân. Quen biết lão gia tử lão thái thái đem nắm hảo một trận triều mến, thấy nàng ngày thường tinh xảo đáng yêu, mặc một thân hồng nhạc tiểu lễ phục so kẻ có tiền gia xuất ra đứa nhỏ cũng không kém, thậm chí còn càng xuất sắc có linh khí chút, xinh đẹp kỳ quái có cái mặt sườn xám lão thái thái đem nắm ôm vào trong ngực hảo một trận xoa nắng, lại xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói. Ít nhiều đứa nhỏ này, bằng không tiểu loan chỉ sợ muốn xảy ra chuyện, ngày lạnh như vậy ở bên ngoài kia chịu được. huống chi lại ở thùng rác bên cạnh, không cái ngủ địa phương lại phát sốt. Khi lão thái thái theo trên cổ tay thốn cái vòng ngọc tử nhét vào nắm tà khóa tiểu trong túi, lại cười nói. Đứa nhỏ, nãy nãy hôm nay không mang cái gì lễ gặp mặt đi lại, này trước cho ngươi, là thưởng cho của ngươi, về sau lại cho ngươi bổ điểm tốt. Nắm không hiểu này ý, mở to mắt to ánh mắt trong suốt nghi hoặc, lại nhìn về phía gần gia gia. Khương lão gia tử cười nói. Đây là ngươi tiểu loan ca ca thân bà ngoại, âm âm cũng có thể kêu bà ngoại, nàng nhân hảo lắm, đưa ngươi lễ vật liền cứ việc thu, không cần khách khí, nếu khách khí ngươi bà ngoại còn phải thương tâm khổ sở, đối nắm mà nói ngươi đưa nàng vô giá châu báu trang sức nàng ngược lại nhìn không ra đến có bao nhiêu đáng giá, chỉ cho là cái tảng đá làm đẹp mắt trang sức phẩm, ngươi nếu trực tiếp cho nàng tiền mặt, chẳng sợ ngủ đồng tiền, nắm cũng sẽ cảm thấy rất nhiều. Bởi vậy nghe xong gần gia gia lời nói này, nắm không hề áp lực tiếp nhận rồi, béo thủ ôm bao nhỏ bao vẻ mặt là cười, thanh âm nhuyễn nhu ngọc đắc tượng đường cao, điềm điềm hô thanh bà ngoại, cảm ơn bà ngoại đưa âm âm lễ vật lão thái thái ôi một tiếng, cười đến nếp nhăn đều đi lên. Nhưng là một bên áo bành tô nam hài nhi nhĩ tim nổi lên một chút hồng. Nếu, nếu của hắn bà ngoại âm âm cũng kêu bà ngoại, kia âm âm cùng hắn là người một nhà sao. Nam hài vụng trộn mân khởi khóe môi. Nắm miệng ngọt trong trí nhớ hảo, gần gia gia giới thiệu một vòng, nàng sững sờ là một người đều nhớ không lầm. Một vòng gia gia nải nải kêu xuống dưới nhận không ít người, còn phủng bó lớn lễ gặp mặt, đem của nàng tiểu tay nải trang tràn đầy. Tiếp lễ vật nắm còn có chút ngượng ngùng, béo má hồng hồng, tiểu mặt béo vì nhăn thành một đoàn, bên cạnh có lão gia tử thấy kỳ quái, liền cười hỏi như thế nào, được lễ vật còn mất hứng. Nắm nâng bao nhỏ bao nhỏ giọng than thở. Âm âm xấu xa, thu gia gia nải nải nhiều như vậy lễ vật, nhưng là không có cấp gia gia nải nải chuẩn bị lễ vật. Lời này nói ra đem một vòng kiến thức rộng rãi lão gia tử lão thái thái chọc cười, Nói thẳng nàng là cái tiểu kẻ dở hơi. Nhân gia ước gì chỉ có tiếng không ra, liền ngươi tinh ngoan nghĩ lễ thượng vãn lai đâu. Dương bà ngoại xem nắm thật sự quá mức yêu thích, còn đề nghị nói nhường nắm cùng tiểu Loan đi nhà bọn họ ở vài ngày, nói khương lão gia tử. Nhà các ngươi không ai hội mang đứa nhỏ, kia nữ nhân lại không đáng tin, này lưỡng đứa nhỏ trong khoảng thời gian này rõ ràng đi nhà chúng ta, trong nhà còn có hai cái tiểu biểu ca có thể cùng bọn họ ngoạn đem Khương Lão Gia tự tức giận đến thổi râu trừng mắt. Lưỡng đứa nhỏ đều giới thiệu qua, liền nhường quản gia mang hai tiểu chỉ đi ra ngoài khu thiếu nhi dùng cơm, hôm nay đi theo đại nhân tới tiểu hài nhi cũng không ít, vài cái chuyên môn cho bọn hắn trù hoạch khu thiếu nhi có thể dùng bữa có thể chơi đùa. Lâm xuất môn là lúc, Khương Lão Gia tự nhớ tới cái gì, tiểu loan ngươi trước đợi chút, gia gia có chuyện cùng ngươi nói. Nam Hài nhìn nhìn nắm, gặp phía sau nàng cao lớn quản gia, mới điểm đầu chọc một đám người lão thành tinh lão gia này nhóm cười thầm. Khu thiếu nhi là dùng bọc biển làm tiểu lan Cang làm thành một vòng, đồng thú đáng yêu, nắm dè giặt cẩn trọng đẩy ra tiểu lan Cang môn đi vào. Tiểu bằng hữu nhóm đều đang đùa đùa giỡn, vài cái trang điểm đắc tượng cái tiểu công chúa nữ hài tử nhóm chính ngoạn màu sắc rực rỡ khí cầu, gặp nắm đi lại tò mò nhìn sang. Ngươi là ai? Mấy nữ hài tử trong lúc đó thật hiển nhiên là nhận thức, gặp nắm mặt sinh, tò mò hỏi nắm theo bản năng dơ lên cười, cổ chừng dũng khí đang muốn giới thiệu bản thân, một đạo chói tai bén nhọn thanh âm theo phía sau xuyên qua đến, thuận thế hướng phía sau đẩy nắm một phen, mặt màu vàng lễ váy tiểu cô nương giàu dạt đắc ý, nàng mới không phải chúng ta người nơi này, nàng là cái tiểu cùng quỷ, xê thị đến, ở nhà chúng ta ăn không phải trả tiền bạch uống. Trên người kia kiện váy đều là nhà chúng ta đâu, là ông nội của ta cấp mua. Nắm bị thôi đặt mông ngồi dưới đất, đỏ ánh mắt, đây là lần thứ hai, lần đầu tiên Bạch Bạch cùng Gia Gia giúp bản thân báo thù, lúc này đây Bạch Bạch cùng Gia Gia cũng không tại bên người. Tuổi nhỏ nắm từ trước đến nay lạc quan hồn nhiên, cũng không có đồng ngoại giới từng có nhiều lắm tiếp xúc, cũng rất khó hiểu thành cái gì có người sẽ như vậy hư, hội luôn thích nhầm vào nàng, khi dễ nàng. Cho dù là bị nhà trẻ cùng trong tiểu khu này hư tiểu bằng hữu nhóm khi dễ thời điểm, bọn họ cũng chỉ là động nói chuyện ba, nhiều nhất kêu nàng tiểu cùng quỷ, Trác đại vương linh tinh ngoại hiệu, cười nhạo nàng quần áo phá, nhưng đến nay mới thôi, còn không có tiểu bằng hữu động thủ đánh quá nắm. Nắm hơi hơi sững sờ, sững sốt một hồi lâu, nghe được nàng những lời này, tức giận đến gò má phình, hốc mắt đỏ bừng, vừa tức lại ủy khuất, phẫn nộ đắc tượng cái tạc mau tiểu nải miêu. Hoàng váy nữ hài đem mặt khác vài cái đang ở chơi đùa đứa nhỏ tụ tập ở cùng nhau, xem nàng trợn tròn mắt nhìn qua, không kiên nể gì cười nhạo, ngươi này sao chổi còn hại ta bị gia gia đuổi ra đi, ngươi đi nơi này không chào đón ngươi. Nàng làm cái mặt quỷ, ta đều biết đến, trong nhà ngươi lại cùng lại phá còn không có ba ba, mẹ ta nói với ta. Nắm không biết nơi nào đến dũng khí, đột nhiên xông lên đi toàn khí lực một phen đem so nàng lớn ba tuổi hoàng y nữ hài đẩy ra, sau đó chạy đi ra ngoài. Nàng ủy khuất mặt nước mắt, một đôi tiểu đoạn chân kén bay nhanh, thậm chí cam chịu tưởng, nàng không cần đãi tại đây cái không thân cận địa phương, nàng tưởng về nhà, của nàng tiểu oa tuy rằng thật phá rất nghèo, nhưng là có đại vương ở, chờ về sau tiểu hắc còn có thể trở về, không ai hội khi dễ của nàng. Nắm nước mắt càng mạc càng nhiều, chạy chạy đột nhiên thấy tiền phương một cái cao cao lớn lớn nam tử bóng lưng, nắm mơ hồ cảm thấy còn có chút quen thuộc. Nàng nhãn tình sáng lên đầu óc nóng lên, giống cái tiểu đạn pháo giống nhau xông lên đi ôm chặt lấy nam nhân đùi, lôi kéo của hắn ống quần hướng phía sau tha. Thành Thục anh tuấn nam nhân cầm trên tay một ly sâm banh, đang cùng nhân nói chuyện với nhau, cảm giác trên đùi chợt truyền đến sức nặng, hắn nghi hoặc cúi đầu xem đi xuống, sau đó đương trường sửng sốt. Đối diện người nọ thấy hắn ngẩn người, kỳ quái hỏi: "Tần Tam, ngươi làm sao vậy?" Nắm ôm thúc thúc đùi, từ phía sau lộ ra nửa tấm tiểu mặt béo phì, ngượng ngùng nói: "Thúc thúc, ngươi có thể làm âm âm ba ba sao?" liền, liền một lát, một lát là tốt rồi. Nàng ngưỡng tiểu mặt béo vì ánh mắt hồng hồng khẩn cầu xem hắn, trên mặt còn vương nước mắt chuỗi chuỗi, đáng thương kỳ quái. Chương 22 Chương 22 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 22 tầng vu lễ xem kia trương quen thuộc tiểu béo mặt, trong lòng chợt căng thẳng, vừa mừng vừa sợ. Có thể thấy được nắm này tấm rõ ràng bị khi dễ đáng thương hề hề bộ dáng, trong lòng nhất thời ngũ vị trần tạp, chua xót phát đau. Hắn bất động thanh sắc áp chế cảm xúc, sợ dọa đến nắm, đè thấp thanh âm có vẻ hơi khàn khàn, hắn nói. Hảo! Nam nhân cứng nắc đưa tay sờ sờ nắm mềm mại tiểu đầu, trong lòng than thở một tiếng, rốt cục tìm được của hắn bảo bối, của hắn tiểu khuê nữ. Chỉ là... Tể tể tự hồ không nhớ rõ hắn. Tần vu lễ đem nghi hoặc áp chế, chủ động vương bàn tay to nhường nắm nắm, đem nàng nho nhỏ tiểu thịt thủ bao vây ở ấm áp bàn tay to bên trong, sau đó đồng nàng cùng nhau tiến đến, báo thù. Phía sau, lúc trước còn đồng tầng vu lễ bắt chuyện người nọ cơ hồ trợn tròn mắt, vị này chủ nhân nháo cái gì đâu, chính đàm sinh ý đâu, có công phu bồi tiểu hài tử quá gia gia. Nắm lôi kéo, ba ba, thủ, thần thanh khí sản, tiểu đầu cao tăng lên khởi, tiểu cầm cũng nâng cao cao, giống cái đang muốn cùng người chiến đấu tiểu gà trống nàng một lần nữa đẩy ra bọc biển tiểu lan can môn, đứng ở tiểu bằng hữu nhóm phía trước, nhất là cái kia hoàng quần áo hư tiểu bằng hữu, non nớt tiểu nải âm chỉ cao khí ngẩn. Ngươi nói sai rồi, âm âm có ba ba, xem, đây là ba ta. Nắm đắc ý cực kỳ, xem các nàng xem ngốc bộ dáng, dơ dơ lên, ba ba, thủ, bồi thêm một câu. Ba ta đẹp mắt bá. Khắp thiên hạ đẹp mắt nhất. Tần Vu Lễ nghe thế câu quen thuộc thải hồng Thí luôn luôn nặng trịch tâm tình chợt buông lỏng, nhịn không được câu môi nở nụ cười. Vài cái nữ hài dương mắt nhìn lên, anh Tuấn Thành thuộc ba ba đứng ở nàng mặt sau giống cái quốc vương giống nhau tin cậy, còn rất tuấn tú, sau các nàng ba ba xuất hơn, nữ hài nhóm nhất thời phát ra hâm mộ tiếng hô. Hoàng y nữ hài không tin, ầm ĩ nang nàng gạt người, Tần Vu Lễ lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía cái kia nữ hài, khi dễ so với chính mình tiểu nhân đứa nhỏ cố tình gây sự, kiêu ngạo ương ngạnh, nửa phần gia giáo đều không có, Khương lão gia tử liền là như thế này giáo dục của ngươi. Hoàng y nữ hài bị hắn lạnh như băng ánh mắt kinh sợ trụ, lại nghe được hắn nhắc tới cái kia nghiêm túc dọa người tuyệt không thích nàng gia gia, nhất thời không phục nhắm lại miệng. Phía sau truyền đến một đạo thương lão tiếng hừ lạnh, Khương lão gia tử mang theo tôn tử không biết khi nào đi lại. Ta không có như vậy cháu gái. Âm âm là ta mời đến khách nhân, là chúng ta ân nhân cứu mạng là tiểu khách quý ngươi liên tiếp khi dễ nàng có ta đây da da để vào mắt sao khương lão gia tử thất vọng xem nàng ngoài giá thú tư sinh tử thân phận hắn cũng sẽ không trách đến trên đầu hài tử đến nếu nàng có thể có cái chính trực tam quan cùng tốt phẩm hạnh mặc dù đầu óc không thông minh không đủ vĩ đại kia cũng là hắn khương gia huyết mạch khả tiền này cháu gái hiển nhiên là dài sai lệch còn tuổi nhỏ liền yêu để tâm vào chuyện vụn vặt tâm tính hẹp tính toán chi ly, gần bởi vì hắn lần trước phê bình nàng vài câu liền cùng một cái so tiểu bản thân ba tuổi tiểu muội muội so đo, chẳng những động thủ thôi nhân còn triệu tập khác đứa nhỏ cười nhạo nàng, mặc dù đứa nhỏ còn nhỏ, nhưng như vậy hành vi cũng cũng đủ xưng được với cực đoan. Ngươi Khương Gia Gia đang muốn hảo hảo giáo dục hạ này tiện nghi cháu gái, khả lời còn chưa nói hết, một bên nam hài liền vọt đi lên, giống một đầu gầy yếu tiểu ngé con giống nhau toàn chừng khí lực một phen đem hoàng y nữ hài thôi ngã xuống đất. Cho dù hắn tuổi so nàng tiểu 2 tuổi, thân cao thể trạng cũng không như một cái 6 tuổi đại nữ đồng cao, nhưng không trở ngại hắn cấp âm âm báo thù. Cái gọi là cùng cha khác mẹ huyết thống ở Nam Hài trong mắt cũng không đáng giá được nhắc tới, hắn phản phất trời sinh không có cây này tình cảm, duy nhất để ý chính là ngày đó đưa hắn nhặt về nhà bạn tốt. Nam Hài thôi con người toàn vẹn, nhẹ bổng vỗ vỗ tay, đi đến âm âm trước mặt, vương tay đang muốn hướng thường ngày khiên trụ tay nàng, bị một cái bàn tay to chặn. Tần vu lễ mày chọn cao cao, theo dõi hắn cặp kia dục khiên bản thân khuê nữ thủ, trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Nhiều năm thương trường lịch lãm cũng không có thay đổi này nam nhân trong khung lưu manh sức lực, hắn đứng ở nơi đó trên cao nhìn xuống xem nam hài, cho dù đối phương chỉ là cái bốn tuổi nhỏ bé, cũng không thu liễm quanh thân khí tràng nam hài xem bản thân bị chặn lại thất bại thủ sửng sốt một hồi lâu mới chậm rì rì thu trở về ngẩng đầu nhìn hướng nam nhân hỏi lại ngươi là ai hắn đi theo âm âm bên người sinh hoạt thật dài một đoạn thời gian cũng chưa thấy qua này nam nhân thật xác định người này không phải là âm âm trưởng bối nhưng là khéo nam nhân câu môi cười trêu tức nói ta là âm âm ba ba nắm níu chặt thúc thúc ống quần nhi Tiểu béo thủ rối rắm giật giật, đang muốn không cần chọc thủng này thúc thúc nói dối. Rõ ràng nói xong rồi chỉ làm một lát ba ba, không thể lại gạt người, nhất là không thể lừa của nàng tiểu đồng bọn. Nhưng tần vu lễ hiển nhiên không có cấp nắm phủ nhận cơ hội, hắn hướng khương lão gia tử khẽ vuốt cầm, thuận tay ôm lấy nắm, nói với hắn. Lệnh tôn nữ giáo dưỡng còn chờ đề cao, âm âm ta trước mang đi một lát. Khương lão gia tử. Mang, mang đi chỗ nào? Đáp lại của hắn là nam nhân kiêu ngạo bóng lưng, đi dạo. Nam hài bạc khởi tiểu đoạn chân đang muốn truy đi qua, Khương lão gia tử kéo lại hắn, Trấn An nói. Không quan hệ, đây là ở chúng ta âm âm quan không được, ngươi có biết vừa rồi ôm đi âm âm nhân là ai không? Vị kia là phía nam nổi danh thương giới cự ngạc, nhân xưng bắt ngũ nam tầng, chúng ta đế đô ngũ đại gia tộc cùng hắn một người kỳ danh, ngươi nên biết người này có bao nhiêu lợi hại. Khương lão gia tử cảm thán thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ai có thể nghĩ đến lúc trước một cái cùng tiểu tử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thể làm đến trình độ này đâu. Hắn một người liền đỉnh nổi lên nam phương đại nửa bầu trời, ngưỡng mộ giả vô số, thủ đoạn thông thiên, nhân vật như vậy chỉ có thể giao hảo không thể là địch. Bất quá tiểu loa ngươi ngẫm lại xem, người như vậy hội vô duyên vô cớ quải đứa nhỏ sao. Chờ hắn ôm đủ sẽ hoàn trả đến, ai kêu âm âm đáng yêu như thế đúng hay không? Trên thực tế lão gia tử cũng làm không rõ tầng vu lễ vì sao đột nhiên bế âm âm đi, chưa từng nghe qua đây là một cái thích đứa nhỏ nhân A. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhà mình bị dừng ở tại chỗ tôn tử, thấy hắn banh khuôn mặt nhỏ nhắn cùng tiểu vọng thê thạch dường như, tuy rằng nói như vậy có chút không phúc hậu, nhưng hắn vẫn là cảm thấy buồn cười cùng không có nề hà. Sờ sờ tôn tử tiểu đầu treo gẹo nói. Không quan hệ, chờ ngươi về sau vừa được cao như vậy thời điểm, sẽ không sợ tiểu tức phụ bị người đoạt đi rồi. Nam hài mới vừa rồi nắm chặt nắm tay một mặt buộc chặt, nhìn nắm bị ôm đi phương hướng ngẩn người, đang muốn chạy đi truy, lúc này bị này gia gia vừa nói như thế, nhĩ tim mạng thượng đỏ ửng. Hắn khó được có chút tiểu hài tự tính tình đem tiểu đầu chuyển hướng một bên, không nhìn hắn gia gia. Kiến hội lầu hai phòng nghỉ. Nắm bị thúc thúc ôm lâu lắm, có chút ngượng ngùng, dãy dụ suy nghĩ xuống dưới, tần vu lễ như thế nào khẳng. Hắn tìm khuê nữ lâu như vậy, thật vất vả tìm được, hận không thể đem khuê nữ sủy ở túi quần thường, đi đến nơi nào đưa nơi nào, thế nào khẳng thả người. Nắm cuối tiểu đầu nói lời cảm tạ. Tạ, cảm ơn thúc thúc vừa rồi giúp âm âm. Tần vu lễ đem nắm ôm ở rắn chắc hữu lực khuỷu tay trung, điểm điểm nàng tiểu mũi cười nói. Thúc thúc. Âm âm không biết ba ba sao nắm kinh ngạc ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nhìn thúc thúc lắc lắc tiểu đầu âm âm không có ba ba liền âm âm một người nàng thấp tiểu đầu trạc trạc ngón úp đầu có chút tiểu thất lạc nhưng rất nhanh nàng ngưỡng tiểu mặt béo vì cười đến rực rỡ nhưng là không quan hệ âm âm có đại vương còn có tiểu hát bọn họ hội cùng âm âm bất quá tiểu hát gần nhất không biết đi nơi nào nói đến tiểu hát nắm hãy còn lầu bầu nói muốn tiểu hát còn nói một đống về tiểu hắc chuyện, nói tiểu hắc nhặt cái chai khả lợi hại, có thể nhặt rất nhiều, còn có thể dọa lui người xấu. Tần vu lễ cũng không biết nắm trong miệng đại vương tiểu hắc chỉ là ai, nhưng hắn như cũ nhẫn nại nghe, bức thiết muốn biết hắn không ở thời điểm, khuê nữ là sinh hoạt thế nào. Chỉ là càng nghe trong lòng càng trầm. Một viên lão phụ thân tâm như là bị ném vào nồi chảo lý tiên đến tạc đi thông thường, lại đau vừa chua xót chẳng sợ nắm không có oán giận quá bán câu sự tình theo nàng trong miệng nói ra đều mang theo một cổ làm người ta dở khóc dở cười tốt đẹp nhưng tần vu lễ nghe được xuất ra hắn nâng niu trong lòng bàn tay bảo bối ở trong này trải qua cũng không tốt thậm chí có thể nói rất kém vừa mới cái kia khương lão gia tử cháu gái không kiên nể gì cười nhạo nàng là cùng quỷ đồng dạng bằng chứng nắm cuộc sống hiện trạng không quá lạc quan này ở nắm trong mắt cốt lắm cuộc sống ở đại nhân xem ra quả thực là cái tiểu dân chạy nạn giống nhau bi thảm, tần vu lễ ôm chặt trong dạ nhuyễn hồ hồ nắm, hắn thanh âm nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp. Ngươi không phải là muốn mượn ba ba sao? Thúc thúc có thể làm ba ngươi. Hắn không rảnh đi tìm tòi nghiên cứu nữ nhi mất trí nhớ nguyên nhân, thầm nghĩ lấy phụ thân danh nghĩa đứng sau lưng nàng vì nàng che gió che mưa, muốn nghe nắm giống dĩ vãng giống nhau nải thanh nải khí kêu ba ba nắm lăng lăng xem này lâm thời bị nàng kéo đảm đương ba nàng dùng để hù nhân thúc 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 muốn làm ba nàng nắm nhét miệng nhớ tới trong mộng ba ba cảm thấy nếu nhận người khác làm ba ba kia trong mộng ba ba làm sao bây giờ cứ việc nắm đã không nhớ rõ trong mộng ba ba bộ dáng nhưng nàng biết ba ba đối nàng tốt lắm toàn thế giới tốt nhất nắm chần chờ ở tầng vu lễ dưới ánh mắt như củ kiên định lắc lắc đầu tầng vu lễ dở khóc dở cười hỏi nàng vì sao. Nắm suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định nói cho thúc thúc, vì thế nàng ghé vào tầng vu lễ bên tai nải thanh nải khí cùng hắn nói nhỏ, nói âm âm kỳ thực là có ba ba, chỉ là ba ba ở trong mộng không đồng ý xuất ra. Ba ba khả năng, khả năng tương đối thẹn thùng. Tầng vu lễ mày hơi nhíu. Trong mộng. Ngươi trong mộng ba ba lớn lên trông thế nào? Trong lòng hắn nhất nhạt, nghĩ rằng thằng nhãi con tuy rằng đem hắn quên mất, nhưng là ở trong mộng cũng có thể mơ thấy hắn, không hổ là hắn phụng ở trong lòng bàn tay sủng khuê nữ. Nắm lắc đầu, âm âm nghĩ không ra, nhưng là ba ba rất cao rất tuấn tú thanh âm còn rất êm tai, trả lại cho âm âm kể chuyện xưa, cấp âm âm mua rất nhiều rất nhiều này nọ, là tốt nhất ba ba. Tần vu lễ khóe miệng kiều rất cao, nắm nói này đó hoàn toàn ăn khớp, cái gì kể chuyện xưa mua 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 đều là hắn cùng thằng nhảy con trong lúc đó thiên thiên vạn vạn chuyện lý bình thường nhất cũng là tối thường xuyên việc nhỏ mắt thấy thằng nhảy con nhớ thương trong mộng bản thân tần vu lễ hào phóng tha thứ thằng nhảy con cùng trong mộng cái kia bản thân dỗ nói thúc thúc hôm nay giúp ngươi kia âm âm chuẩn bị hồi báo thúc thúc cái gì một câu cảm ơn là được rồi sao nắm nhất thời sắc mặt bạo hồng nàng bày biện tay nhỏ bé nói không có Âm âm mới không phải là người như thế, thúc thúc nghĩ muốn cái gì? Âm âm đều có thể cho ngươi. Nắm sờ sờ bao nhỏ bao, một mặt thịt đau nói: Muốn, đòi tiền cũng có thể. Tần Vu Lễ dở khóc dở cười xem thằng nhãi con một mặt thịt đau bộ dáng rất là bất đắc dĩ, hắn mỉm cười nhéo nhéo nàng tiểu béo má, nói: Thúc thúc không cần ngươi tiền, thúc thúc cho ngươi làm ba ba một tháng được không được? Hắn ôm nắm ngồi xuống cùng nàng tố khổ thúc thúc cũng có một giống người lớn như vậy, như vậy đáng yêu nữ nhi, nhưng là thúc thúc đem nàng làm đã đánh mất, hiện tại rất đau đớn tâm rất khổ sở, người có nguyện ý hay không giúp thúc thúc này vội. Nắm nghĩ đến bản thân vừa rồi bị khi dễ, khổ sở ủy khuất không biết như thế nào cho phải, là này cao lớn thúc thúc cấp bản thân làm bộ làm ba ba, hù dọa này hư tiểu bằng hữu nhóm cho nàng báo thù. Nắm thấy thúc thúc này tấm khó chịu bộ dáng, Vương tiểu béo thủ ở hắn nhíu chặt mày thượng sờ sờ, như là muốn đem nó vuốt lên, nàng chần chờ lại đau lòng hỏi. Kia, có phải không phải âm âm đáp ứng rồi thúc thúc, thúc thúc liền không khó chịu. Tần vu lễ trong mắt hàm một tia sủng nịch ý cười, chỉ biết hắn tri kỷ tiểu áo bông nhất định luyến tiếc hắn khổ sở, trên mặt vẫn cứ một bộ thất lạc khổ sở bộ dáng, lừa khởi thằng nhãi con đến không chút nào trùng tay, vì nghe thằng nhãi con kêu một tiếng ba ba, tần vu lễ không chút do dự gật đầu nắm vội vàng dỗ nói kia nàng chần chờ hạ gặp thúc thúc khổ sở bộ dáng lại nghĩ đến mới vừa rồi bản thân lập tức không chút do dự gật đầu liền liền một tháng bá thúc thúc không cần cùng trong mộng ba ba nói âm âm hô ngươi làm ba ba tần vu lễ dở khóc dở cười mềm lòng không được dù sao đều là hắn khác nhau ở chỗ nào hắn cúi đầu ở khuê nữ trên trán ấn hạ vang dội vừa hôn, không thành vấn đề, ba ba đều nghe ngươi. Nắm. Này thúc thúc. Thật nhiệt tình nha. Đi ra phòng nghỉ thời điểm, tần vu lễ phóng đảng đem nắm đặt ở bản thân trên bờ vai ngồi, một cái bàn tay to đem nàng chặt chẽ đỡ, trước kia khuê nữ thích nhất này ôm pháp. Nắm nhân sinh lần đầu tiên từng có như vậy thể nghiệm, ngồi ở cao lớn ba ba trên bờ vai, tầm nhìn mở rộng, lại không là ngưỡng tiểu đầu xem nhân, mà là quan sát toàn trường, nàng khó tránh khỏi có chút đè nén không được hưng phấn, một trương tiểu mặt béo vì hồng hồng. Dĩ vãng gặp khác tiểu bằng hữu bị bọn họ ba ba cử cao cao, nắm cũng từng ảo tưởng quá bị ba ba ôm vào trong ngực cử cao cao, giống siêu nhân giống nhau, sau khác tiểu bằng hữu đều cao. Hiện tại thực hiện. Tuy rằng này ba ba là có có tác dụng trong thời gian hạn định, nhưng cùng sinh câu đến thân cận cảm nhường nắm phi thường thích ứng, nàng phản phất rất sớm trước kia cũng có như vậy trải qua, bị ba ba cao cao ôm dơ lên, khoan khoái hô ba ba. Nàng non nớt tiểu nải âm tràn đầy hưng phấn. Ba ba, âm âm thật là cao hứng A, nơi này thật cao, phi thường cao, có thể nhìn đến toàn bộ nhân. Tần Vu Lễ lần đầu tiên đối bản thân tiếp cận một M9 thân cao vừa lòng, hắn cố ý hướng trong đám người đi, hắn muốn nhường ông bạn già nhóm mở mang kiến thức của hắn tiểu khuê nữ trên đường đụng tới đằng trước cùng tần vu lễ nói chuyện bị nắm đánh gãy người nọ, người nọ gọi lại tần vu lễ, hỏi hắn vừa mới đi chỗ nào. Tần vu lễ cười nói, không phát hiện ta khuê nữ, ta giúp nàng báo thù đi. Người nọ lần đầu kiến thức đến tần vu lễ này một mặt, cảm xúc lộ ra ngoài giống một đứa trẻ giống nhau, có chút không thích ứng, tần tam người này tin, bình thường gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, kê tặc thật sự, hiện tại bộ dạng này hoàn toàn không giống làm qua ngụy trang bộ dáng thật giống như giống như hắn là thật sự cao hứng như thế khuê nữ hắn nghi hoặc ngẩng đầu đánh giá tầng tam trên bờ vai béo qua nhi vừa rồi không phải là đứa nhỏ này lôi kéo tầng tam đi sao hắn vừa rồi không nghe thấy nàng cùng tầng tam nói cái gì nhưng là câu kia thúc thúc hay là nghe đến thế này mới lập tức sửa miệng chẳng lẽ là tầng tam khi nào thì ở bên ngoài vụn trộm sinh hạ đứa nhỏ hay sao tưởng là nghĩ như vậy nói tự nhiên không dám nói như vậy hắn kéo kéo miệng nói trước chúc mừng tần vu lễ liếc trắng mắt lễ gặp mặt đâu ta tần vu lễ khuê nữ ngươi này thúc thúc không nên tỏ vẻ tỏ vẻ tần vu lễ nhớ được bản thân khuê nữ yêu nhất thu lễ vật mỗi lần thu được lễ vật đều có thể cao hứng rất nhiều thiên điểm này cho dù đến sau này hắn rất nhiều tiền muốn cho khuê nữ mua bao nhiêu này nọ đều có thể thời điểm nàng vẫn cứ không thay đổi điểm ấy tiểu ham thích. Có một lần hắn tò mò hỏi một câu, lúc đó đã 6 tuổi đại tiểu cô nương đương nhiên nói. Bởi vì thích mới có thể tặng lễ vật nha. Nàng quý trọng người khác đối nàng yêu thích, cũng vui mừng thích loại này trân quý tâm ý, không quan hệ khác. Nắm nghe ba ba giới thiệu này thúc thúc, lập tức ăn ý phối hợp, giòn tan hô một tiếng thúc thúc hảo, thanh âm lại nhuyễn lại ngọt, kia tha thiết mong đáng yêu bộ dáng, chính là thánh nhân cũng không có cách nào khác ngăn cản người nọ gãi gãi đầu theo trong túi phiên đến phiên đi cũng không tìm được cái gì vậy nghĩ nghĩ rõ ràng theo trên cổ tay tháo xuống một quả đồng hồ cắn răng nhét vào nắm trong tay này trước cho ngươi chờ lần sau gặp thúc thúc lại chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt sau đó cũng không quay đầu lại bước đi chạy trong lòng thịt đau đến lấy máu đó là hắn hôm nay vì tham gia khương lão gia tử thọ yến cố ý thay tân biểu số lượng bản đồ cổ cấp lao động sĩ. Hắn quyết định lần sau cùng Tần Tam ký hợp đồng thời điểm, nhất định phải nhiều sao hắn một cái điểm. Nắm nâng trong tay vừa nặng lại đại đồng hồ, mờ mịt hạ, sau đó cảm khái nói. Này thúc thúc thật nhiệt tình a à? Nhưng là, nhưng là này đồng hồ làm sao bây giờ? Tần vu lễ đưa tay biểu nhét vào nắm tiểu trong túi, nhưng sau phát hiện của nàng tiểu trong túi đã phóng đầy một đống này nọ, cái gì đế vương lục thủ trạc, cái gì kim vòng cổ ruby đều có. Hắn sửng xuất hạ, sau đó nhếch miệng nhất nhạt, không hổ là của hắn thằng nhãi con, thu lễ vật một điểm cũng chưa trùng tay, điểm ấy theo hắn. Tần vu lễ tiếp theo ôm nắm ở trong đám người chạy, thấy một cái đã nói đây là bản thân khuê nữ, hoàn toàn đem thọ yến biến thành hắn cá nhân huyễn nữ tú, mọi người làm cho hắn chỉnh cái mộng, không nghe nói qua tần vu lễ kết hôn A, từ đâu đến đứa nhỏ tòa ở phía trước những người đó vừa đúng gặp qua nắm, khi đó là nhường Khương Lão Gia Tử khiên xuất ra, tuy rằng Khương Lão Gia Tử không giới thiệu, nhưng tưởng cũng biết phải là Khương Gia đứa nhỏ, bằng không Khương Lão Gia Tử làm chi sẽ ở bản thân thọ yến thượng khiên nàng xuất ra. Hiện tại làm sao lại biến thành tầng tam khuê nữ? Tần vu lễ chính là không giải thích, dù sao thấy nhân liền nói chuyện này bản thân khuê nữ, nếu quen thuộc một ít ông bạn già liền để cho mình khuê nữ kêu nhân, sau đó thu lễ gặp mặt thu tới tay nhuyễn. Hắn luôn luôn đi đến cuối cùng một bàn, lúc đó lạc sinh cùng ngao túc không biết khi nào ngồi xuống một cái bàn, khi trương trên bàn liền bọn họ hai người, lẫn nhau ngồi ở đối diện, chính cho nhau liều mạng uống rượu, góp dùng sức. Ngao túc kinh miệt nói, liền ngươi này nhược kê hình dáng, còn tưởng thưởng người khác tể nhi. Lạc sinh ngước mắt lười biến lít hắn một cái, trụ tới đang say hắn thoáng lộ một tia thiếu niên khi phô trương khí phách, một ngụm uống xong trong chén rượu, ngao túc, ta muốn cái gì không có, với ngươi thưởng tể nhi. Ngươi ngao da gia gian. Lạc sinh ngã ngớn nói. Ta còn kinh thường cho thưởng. Tần vu lễ nhưng vào lúc này đi tới này một bàn, hắn lấy quá trên bàn một ly không uống qua rượu một ngụm buồn hạ, lại cười nói. Ngao tổng lạc tổng, thật lâu không thấy. Tần vu lễ ở trên thương trường đồng này hai người đánh quá giao tế, đều là bạn cùng lứa tuổi lại là đều là đều tự lĩnh vực cầm quyền giả, hắn rất thưởng thức này hai người, quan trọng nhất. Này lưỡng giàu đến chảy mở, nhưng khuê nữ nhận thức nhận thức kêu bọn họ thúc thúc tuyệt đối không mệt. Gặp hai người dương mắt đi lại, tần vu lễ đem nắm ôm ở trên tay, điên điên, lại cười nói. Đây là ta khuê nữ âm âm. Sau đó nhéo nhéo nắm tiểu béo thủ, nắm đã có kinh nghiệm, lập tức cười tủm tỉm kêu nhân hai cái suất thúc thúc hảo. Bị điềm điềm khoa suất thúc thúc, đã say chuyến choáng hai người cũng không vui, bọn họ sửng sốt hồi lâu. Lạc sinh xuất thần dường như nhìn chầm chầm kia đứa nhỏ xem, xem kia trương quen thuộc khuôn mặt, kia nải thanh nải khí quen thuộc thanh âm, giống như thật lâu thật lâu trước kia, cũng có cái gạo nếp nắm niêm nhân tin dùng như vậy hô qua hắn, lúc ấy kêu là ba ba. Trong đầu rồi đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, rồi sau đó khổng lồ trí nhớ hướng hắn vọt tới, Lạc sinh cho mày, đỡ cái bàn hảo để cho mình không mất thái ngã xuống đi. Ngao túc phản ứng mau một ít, hắn hạng nặng tâm thần bị tần vu lễ trong ngực nắm hấp dẫn, vẫn chưa chú ý tới bên cạnh lạc sinh thất thố khác thường. Hắn đột nhiên đứng lên, thình lình theo tần vu lễ trong tay đoạt lấy nắm, cắt gao ôm vào trong ngực, mắt lạnh nghệ hắn, ai nói đây là của ngươi nữ nhi. Chương 23 Chương 23 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 23 lạc sinh như củ tọa ở chỗ ngồi thường, lấy tay viện ngạch biểu cảm ẩn nhẫn, trong đầu từng đợt trí nhớ mãnh liệt mà đến, suýt nữa đưa hắn bao phủ. Trong lúc nhất thời không rảnh bận tâm khác. Ngao túc vừa dứt lời, không khí có trong nháy mắt yên tĩnh, đông lạnh. Sau đó, tần vu lễ cúi đầu nhìn nhìn bản thân trống rỗng hai tay, nhưng lại cảm thấy vớ vẫn đến cực điểm, hắn ôm chính hắn nữ nhi, làm sao lại thành người khác gia. Tần Vu Lễ cảm thấy Ngao Túc là nhận sai người, hắn đằng trước vừa nghe xong thằng nhãi con nói bản thân chuyện, nàng không có nhà nhân càng không có ba ba, chỉ có một cái cẩu cùng một cái miêu cùng, Ngao Túc là nơi nào toát ra đến ba ba. Hắn có tiền có thế, như thật sự là tể tể ba ba, lại làm sao có thể nhường âm âm quá như vậy cuộc sống. Làm cho nàng nhặt cái chai, làm cho nàng cô Linh Linh ở tại xóm nghèo, ngay cả đi nhà trẻ đều là người khác hỗ trợ thượng tần vu lễ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trà trộn giang hồ đã lâu đều có một bộ xử sự, sự thủ đoạn hắn thích tiên lễ hậu binh nếu là hiểu lầm hoàn hảo như cố ý muốn cướp của hắn nữ nhi quản hắn là ngũ đại gia tộc vẫn là năm hoàng đế trang liền xong việc tuấn giật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hàm cười hỏi ngao tổng có phải không phải nhận sai người ngao túc nhanh ôm chặt thằng nhãi con còn cúi đầu ở thằng nhãi con tiểu phì má hôn hôn Hắn đã sớm tưởng làm như vậy, biến thành miêu thời điểm, hắn sợ miêu trên người không sạch sẽ, tổng không dám dễ dàng thân cận thằng nhãi con, hiện tại được không, của hắn tể tể liền ở trong lòng hắn, tưởng thế nào thân thế nào, thân tưởng thế nào niết thế nào niết. Tần Vu Lễ thấy vậy đồng tử chợt co rụt lại, ngữ khí chỉ chuyển thẳng hạ, trầm giọng nói: "Ngao tổng, kính xin chú ý của ngươi ngôn hành." Đại để là thế gian này ba ba xem bất cứ cái gì khác phái đều như là đang nhìn tình địch quản hắn 3 tuổi vẫn là 30 tuổi, cũng không có thể tùy ý thân cận bản thân thằng nhãi con. Cho nên lúc này tần vu lễ rốt cục kéo sụ mặt sắc, khuôn mặt tuấn tú thượng khó nén tức giận. Ngao túc nước mắt, mi mày gian đều là bừa bãi tùy ý, hắn nói. Tần vu lễ lão tử nói lại lần nữa, này là của ta tể nhi, không phải là của ngươi. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, vừa rồi là chuẩn bị ôm nữ nhi của ta đi chỗ nào. Ngươi tùy tiện ôm người khác gia tể nhi làm cho người ta kêu ba ngươi, ngươi đây là phạm pháp biết không? Ngạo mạn Long Tôn các hạ cũng biết ở nhân loại thế giới còn có pháp luật cái trò này. Lại nhắc đến một bộ một bộ, còn nói hợp lý hoài nghi Tần Vu Lễ là chuẩn bị lừa bán người khác gia ấu tể, động cơ khả nghi. Tần Vu Lễ Tần Vu Lễ hiện tại là đầu đầy mờ mịt, hắn hảo hảo ôm thật vất vả tìm được khuê nữ nhận thức nhận thức, thuận tiện thu thu lễ gặp mặt, là như thế nào người này? Nhảy lên liền cướp đi người khác khuê nữ, còn cố tình gây sự, cứng rắn muốn nói của hắn nữ nhi là hắn tể nhi. Hai người cho nhau dằn co, ai cũng không nhường ai, vị dày đặt đến cực điểm, mắt thấy một lời không hợp liền muốn đánh lên, đột nhiên một đạo non nớt tiểu nải âm hưởng khởi. Ba ba. Ôi. Lưỡng đạo hòa cùng thanh đồng thời vang lên, hai cái anh tuấn nam nhân cho nhau nhìn thoáng qua, đều tự trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, ghét bỏ dời đi chỗ khác. Tọa cách vách bàn, không cẩn thận nhìn đến náo nhiệt tân khách. Nắm cũng sửng sốt hạ, nâng lên tiểu béo trảo khó xử gãi gãi đầu, nàng nói đều còn chưa nói hoàng đâu. Theo vừa rồi bị này quái thúc thúc thưởng sau khi đi, nắm liền luôn luôn bị vây mờ mịt tình huống, lúc này nàng tỉnh quá thần đến đây. Muốn hỏi hạ cái kia một tháng có tác dụng trong thời gian hạn định ba ba cùng thúc thúc là chuyện gì xảy ra, nhưng là hai cái ba ba xông về phía trước nghiện không cho nắm cơ hội ngạo mạng long tôn đại nhân kiên quyết cho rằng vừa rồi thằng nhãi con là ở kêu bản thân hắn nhéo nhéo thằng nhãi con béo má nói không sợ chờ ba ba giải quyết tên hỗn đảng này liền mang ngươi về nhà nắm thúc thúc gọi cái gì thúc thúc kêu ba ba nhưng vào lúc này yến hội trong phòng ngọn đèn bỗng nhiên tối lại yến hội người chủ trì thanh âm vang lên hiện tại chúng ta đến chúc thọ khâu đoạn, Khương lão gia tử con lớn nhất vì hắn lão nhân gia chuẩn bị nhất thủ chúc thọ ca, mời trứ danh ngôi sao ca nhạc. Tiếng nhạc vang lên, nam nữ tân khách tốt năm tốt ba thành quần kết đội vào sàn nhảy đông đưa thân hình. Một gã đi ngang qua nữ tử không nghĩ qua là cùng nên diện nâng rượu tới được bồi bàn đụng vào cùng nơi, trùng hợp ngay tại tầng vu lễ bên cạnh, rượu đụng ngã vết rượu chiếu vào hắn sang quý tây trang thượng. Tần vu lễ cao mày xuất ra khăn thanh lý, bồi bàn cùng nữ nhân đều ngượng ngùng thấu ở trước mặt hắn liều mạng tạ lỗi. Một bên ngao túc xem xét chuẩn cơ sẽ ôm thằng nhãi con bỏ chạy, một đôi đại chân dài bất quá trong nháy mắt công phu liền đến yến hội thính cửa. Ngao túc ôm thằng nhãi con xem bên ngoài, ý cười thoải mái, phụ thân cái này mang ngươi về nhà. Cửa bồi bàn có chút mờ mịt xem, vị này thế nào trong lúc này bước đi. Màu đen hãng mã hôn mơ, nghênh ngang mà đi. Bị người đàn ngăn trở, lại có hai người ở trước mặt quấy rối, tần vu lễ ngẩng đầu thời điểm chỉ cập thấy cái kia nam nhân rời đi bóng lưng, cùng với khoác lên hắn trên bờ vai lộ ra kia chỉ tiểu béo thủ. Lạc sinh đau đầu dục liệt cảm giác như thủy triều giống như rút đi, thủ nhi đại chi là chưa bao giờ từng có thanh tĩnh. Hắn rốt cục càng nghĩ tới. Lạc sinh có tam phân trí nhớ, một phần là ở thế giới này trí nhớ, một phần là có tể tể cái thế giới kia, một khắc phân, lạc sinh nhíu mày. Tuyệt vọng mà cô độc, kia phân trong trí nhớ không có tể tể, chỉ có hắn một người. Cha mẹ xảy ra chuyện công ty phá sản sau, lạc sinh lựa chọn cô độc dài dòng báo thù đường, khởi xướng tài chính chiến tranh khiến cho cừu gia cửa nát nhà tan, rơi vào cùng hắn lạc gia đồng dạng kết cục sau, lạc sinh bị toàn thế giới truy nã. Hắn được xưng là đáng sợ nhất tài chính đồ điên, hắn chạy ở pháp luật bên cạnh, lợi dụng nhân tính thành công báo thù, thế nhân không biết hắn là vì báo thù, chỉ biết là của hắn chỗ đáng sợ, cho nên quản hắn gọi tài chính đồ điên, ác quỷ. Nhưng thì tính sao đâu? Lạc Sinh không quan tâm. Hắn cũng từng theo cao cao tầng cao nhất nhảy xuống lòng tràn đầy tuyệt vọng xuất thành bùn nhão, ai có thể cứu hắn? Sau này hắn liền phát ra thể muốn bản thân cấp bản thân thảo cái công đạo thẩm phán này giấu ở trong đám người nhìn như ngăn nắp kỳ thực tanh tưởi dơ bẩn dòi bọ chỉ là lạc sinh mặt mày uẩn dạng khởi nhu hòa ý cười sau này phục hoàng cừu hắn làm giấc mộng trong mộng thế giới kia hắn không có trải qua này bi thảm hắn phi thường hăng hái hạnh phúc mỹ mãn chỉ vì hắn so với hắn hơn cái nữ nhi một cái mềm yếu hồ hồ làm nũng xấu lắm phải muốn lại thượng của hắn tiểu nắm vì thế lạc sinh cải biến lại đùa dẫn thế nhân một phen sau đó kết thúc này nhàm chán sinh mệnh quyết định. Hắn muốn đi tìm của hắn tể tể. Hiện tại nhiều phân trí nhớ dung hợp mà thành, lạc sinh một lần nữa chảy vuốt một lần sau, đầy mắt đều là nhu hòa cười, hắn nhìn đến hắn tể tể, này một ít ngày tới nay đau đầu cùng thiếu hụt bổng chốc tất cả đều bổ mãn. Lạc sinh ngước mắt khi ngao túc sớm nghênh ngang mà đi cũng không ở đây, hắn nhíu mày hỏi. Tần tổng, âm âm ở nơi nào. Hắn tả hữu nhìn xuống phát hiện Ngao Túc cũng không tại đây, Ngao Túc đâu. Tần Vu Lễ bị tức điên rồi, trong lúc nhất thời nhưng lại xem nhẹ lạc sinh xưng hô hắn khuê nữ khi cái loại này rất quen cùng sủng nịch, cùng hắn này lão phụ thân nhưng lại không có chút khác biệt. Hắn cười lạnh nói. Tên hỗn đảng này cướp đi nữ nhi của ta bỏ chạy, lão tử muốn làm tử hắn. Sau khi nói xong đi nhanh rời đi, cấp lạc sinh lưu lại một cái nổi giận đùng đùng bóng lưng. Lạc sinh vừa rồi ở khổng lồ trí nhớ đánh sâu vào hạ, hoàn toàn che chắn chung quanh cảm quan, thế cho nên hắn hiện tại không hiểu ra sao, ngao túc. Khi người điên thưởng hắn nữ nhi làm cái gì? Lại, vì sao Tần Tam nói âm âm là hắn nữ nhi? Lạc sinh mảnh quán một ly whisky, thông minh đầu óc đột nhiên bình tĩnh chút, hắn suy nghĩ hồi lâu, bởi vì đối âm âm ở thế giới này thân phận hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng phỏng đoán ra kết quả, làm hắn chua xót khó nhịn. Âm âm là nhường tầng tam ôm xuất ra, còn ngay trước mặt bọn họ khoe ra nữ nhi, tuy rằng chưa từng nghe qua tầng tam kết hôn sinh con, nhưng là ở bọn họ này trình tự, kết không kết hôn đã không trọng yếu, nữ nhi thế nào đến cũng không trọng yếu, quan trọng là ở thế giới này, thân phận của âm âm có phải không phải chính là tầng tam nữ nhi? Lạc sinh túc nhanh mày thật lâu chưa từng rơi xuống, liên tục uống lên hảo vài chén rượu, mới vừa rồi theo trên chỗ ngồi đứng lên. Lúc này đã thay đổi thứ ba bài hát, sàn nhảy tiếng vào, cả trai lẫn gái nhóm bước chậm ca múa, trong lúc nhất thời vậy mà ít có người chú ý tới này bàn đã không. Canh giữ ở cửa phục vụ khách nhân bồi bàn đã trải qua ngao gia gia chủ ông một đứa trẻ vội vàng rời đi, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, theo bên trong lại đuổi theo ra đến một người nam nhân người nọ mày kiếm mắt sáng anh tuấn cao lớn, bồi bàn nhận ra vị này là được xưng nam tầng vị kia đại lão, nam nhân đi nhanh rời đi, chỉ để lại một câu nói. Giúp ta nói với Khương Lão Gia Tử một tiếng, Tần Tam có việc, ngày khác lại đến bồi tội. Mà lúc này, lại xuất ra cái nam nhân. Lạc thị tổng tài, đồng dạng lý do thoái thác, khuôn mặt nghiêm túc, vội vàng rời đi. Cách xa nhau bất quá khoảng 10 phút, ngao lạc hai nhà người cầm quyền, nam tần tần vu lễ đều rời khỏi yến hội bồi bàn lo lắng ra cái gì đại sự dù sau này ba vị đều là thiên sụp cũng không thay đổi sắc mặt chủ nhân là cái gì làm cho bọn họ sắc mặt kém như vậy rời đi như vậy vội vàng có thể nhường này ba vị biến sắc mặt nhất định là đại sự bồi bàn nhớ tới đầu một vị đi ra ngoài ngao tổng vị kia giống như sắc mặt không khó xem cùng trộn tin dường như còn rất đắc ý hắn vội vã chạy tới nói với khương lão gia tử chuyện này Khương lão gia tử dừng lại, hỏi. Ngao túc ôm cái tiểu hài nhi. Nơi này bồi bàn cũng không thừa nhận thức nắm, nhớ lại nói. Hẳn là cái không sai biệt lắm khoảng 3 tuổi nữ hài, bộ dạng đặc biệt xinh đẹp đáng yêu. Một bên nam hài nóng nảy, thưởng ở gia gia đằng trước hỏi. Có phải không phải mặc hồng nhạt tiểu váy, trên đỉnh đầu còn đội cái tiểu vương miệng. Ánh mắt rất lớn rất tròn, đặc biệt đẹp mắt, so toàn thế giới mọi người đẹp mắt bồi bàn khương lão gia tử bất đắc dĩ phù ngạch theo sinh hạ đến sẽ không nói qua như vậy một chuỗi dài nói tôn tử rốt cục đánh vỡ của hắn ghi lại còn những câu đều là tự mang lọc kính miêu tả hắn có chút bất đắc dĩ cùng bồi bàn nói ngươi xác định sao đem theo dõi điều ra đến xem vì thế khương lão gia tử cùng tôn tử cùng vùi đầu ở màn hình tiền bọn họ xem tần vu lễ ôm đứa nhỏ tứ đi dạo cuối cùng chuyển tới ngao túc cùng lạc sinh này bàn đến lúc đó bọn họ đang ở uống rượu tần vu lễ nói gì đó sau này hai người ngẩng đầu nhìn đi lại rõ ràng biểu cảm không thích hợp ngao túc cùng tần vu lễ trong lúc đó tựa hồ bạo phát xung đột lạc sinh cúi đầu nhìn không ra cái gì khác thường qua một lát thừa dịp ca múa thời gian tần vu lễ bị người vẫy rượu ốc còn không mang nổi mình ốc ngao túc ôm đứa nhỏ bước đi trận này cảnh thấy thế nào thế nào giống thưởng tể Khương lão gia tử vạn vạn không nghĩ tới ngao túc theo tầng tam trong tay đoạt lấy âm âm, còn chạy, chạy. Hắn ngao túc muốn cái gì không có, thử người khác đứa nhỏ. Bởi vì không quá dám tin tưởng, Khương lão gia tử đem theo dõi từ đầu tới đuôi nhìn nhiều lần, rốt cục tin ánh mắt, ngao túc hắn thật sự cướp người. Yến hội thính sở dĩ thiết lập theo dõi là sợ nhiều như vậy quý trọng nhân ở đây ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng là vì bảo hộ những khách nhân hòa đàm trong lời nói dung, theo dõi là không tiếng động bởi vậy khương lão gia tử cũng vô pháp phán đoán ra bọn họ ba người kết quả nói gì đó theo theo dõi thượng xem chính là tầng vu lễ ôm đứa nhỏ đến hai người trước mặt cùng ngao túc bạo phát xung đột ngao túc cướp người sau đó chạy tầng tam đuổi sát đi ra ngoài tiếp theo lạc sinh ngồi ở kia uống lên vài chén rượu cũng đi rồi khương lão gia tử thì thào tự nói này ba người có phải không phải từng có chương Ngao túc cùng lạc sinh ân ân oán oán thật rõ ràng, thêm cái trước tầng tam, hắn bắt đầu âm mưu luận. Bên cạnh nam hài đột nhiên liền xông ra ngoài, một đôi tiểu đoạn chân kén bay nhanh. Khương lão gia tử hô. Tiểu loan ngươi đi nơi nào? Không cần chạy loạn. Đáp lại của hắn nam hài vội vàng tiểu bóng lưng. Âm âm toàn bộ nắm đều mông, một trương tiểu mặt béo vì mờ mịt cực kỳ, may mà không biết vì sao, nàng cũng không có cảm giác sợ hãi, nguyên tự trong khung tin cậy làm nắm không có hoài nghi này thúc thúc là người xấu. Nàng ghé vào bị quái thúc thúc theo trên xe bế xuống dưới, ghé vào hắn trên bờ vai, tiểu mặt béo vì nhăn thành một đoàn, thúc thúc ngươi như vậy không đúng, ngươi không thể cướp đi âm âm bỏ chạy, như vậy ba ba hội mang cảnh sát thúc thúc tới bắt ngươi. Ngao túc khóe miệng rút trừ, ai mới là ba ba a? À? Hắn cường điệu nói, thằng nhãi con, ta mới là cha ngươi. Nhớ năm đó bản tôn tân tân khổ khổ hao phí vạn năm đem ngươi ấp nở. Ngao túc dừng lại, tiểu đảng tể đều không nhớ rõ, còn nói này đó làm gì. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn nhất định là đảng tể thân nhất phụ thân, này không hề nghi ngờ. Tần tam người này loại nhất định là mơ ước hắn ngao túc thằng nhãi con tốt đẹp gian, xem đảng tể quá mức đáng yêu cho nên nổi lên bắt cóc người khác gia thằng nhãi con ý tưởng. Ngạo mạng long tôn hạ định nghĩa, cũng đem tần vu lễ liệt vào cự tuyệt lui tới hộ ngao túc tưởng tiểu thiên đạo lúc đó nói với hắn đảng tể nơi đi khi nói được cũng không phải không có lý hắn làm cho hắn thuận theo tự nhiên liền sẽ tìm được đảng tể những năm gần đây ngao túc luôn luôn tại tìm đảng tể ra ngoài ý muốn biến thành hắc miêu nhưng là tìm được đảng tể khả lại không có cách nào khác dùng người hình cùng nàng lẫn nhau nhận thức sau này phái quản gia trợ lý đi tìm này lưỡng đem bản thân nháo đến cục cảnh sát suýt nữa bị trở thành bọn buôn người hắn tận lực đi tìm lại biến đổi bất ngờ không nghĩ tới tham gia cái nhàm chán thọ yến ngược lại đảng tể xuất hiện tại bản thân trước mặt này đại khái tựa như tiểu thiên đạo nói thuận theo tự nhiên ngao túc ôm hồi đảng tể sau trên mặt ý cười liền không thiếu xuống đã tới quản gia khiếp sợ xem cái kia nữ hài nhi đó không phải là đem hắn cùng trợ lý đưa vào cục cảnh sát tiểu hài nhi cái kia nhà mình tiên sinh chết sống muốn tiếp về nhà cũng tự xưng là hắn nữ nhi đứa nhỏ quản gia lăng lăng xem nhà mình tiên sinh đường làm quan trọng mở ôm đứa nhỏ lên lầu đi đến cái kia cho tới bây giờ không ai có thể đi vào đi tiên sinh tự thân tự lực một gian phòng hồng nhạc giấy dán tường phim hoạt hình trò chuyện bối cảnh tường hồng nhạc màng sa mảng tường các màu gấu bông hoa nhi đây là hắn ngay từ đầu liền vì đảng tể chuẩn bị công chúa phòng long thích sáng lấp lánh gì đó vì thế trong phòng trừ bỏ đảng tể thích gấu bông đồ chơi chờ, còn thả rất nhiều sáng lấp lánh tiểu rối vật trang trí, liền ngay cả đăng sức, giường mạng đều có rất nhiều sáng lấp lánh trang sức phẩm. Ngao túc cơ hồ trở lại như cũ năm đó ở ma huyễn đại lục khi long cung đảng tể tẩm điện, đáng yêu lại kim lóng lánh. Không từng trải việc đời nắm đích xác bị trấn trụ, theo nàng sáng lấp lánh gì đó đều rất đắt, nàng trợn tròn ánh mắt, kinh tháng nói. Thúc thúc nhà ngươi thực sự tiền nắm còn có chút hâm mộ, chờ nàng toàn đến 5.000 khối cũng trụ không lên như vậy hảo căn phòng lớn, nàng còn muốn trả lại cho lạc thúc thúc tiền. Ngao túc nhíu mày, không lưng bàn tay to nâng nắm tiểu mặt béo phì, khó chịu nhéo nhéo, đảng tể, kêu ba ba có nghe thấy không? Ta là ba ba, không phải là thúc thúc. Long tôn đại nhân cảm thấy hắn đường đường một cái thần long, còn rất xót xa, vậy mà bị bản thân tể nhi quên sạch sẽ, một ngụm một cái thúc thúc, còn làm người khác ba ba. Nắm bị nắm mắt mặt, mồm miệng không rõ vù vù nói. Âm âm kêu âm âm, không phải là đảng tể. Thúc thúc, ngươi mau buông ra âm âm. Kêu ba ba. Thúc thúc. Ba ba. Thúc thúc. Ba ba. Ngao túc sửng sốt, nâng thằng nhảy con mặt không thể tin được, ngươi lại kêu một lần. Nắm đồng dạng sửng sốt, nàng vừa rồi gọi cái gì? vì phòng ngừa nhân loại vô sĩ đến trong nhà trộn tể nhi, ngao túc trước tiên nhường quản gia thăng cấp trong nhà an bảo hệ thống, cam đoan nhất con ruồi đều phi không tiến vào. Sau đó sung sướng đem mệnh quản gia chuẩn bị yến hội, hắn muốn chiêu cáo thiên hạ, hắn long tôn các hạ tể nhi đã trở lại. Hắn có nữ nhi. Nhất là nên nhường tầng tam tên hỗn đảng này nhìn một cái, ai mới là chân chính tể cha. Tần vu lễ thật là tưởng trộn tể nhi, không, là đoạt lại của hắn nữ nhi. Hắn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ trong trong ngoài ngoài phân tích một lần, xem thế nào tài năng đoạt lại của hắn khuê nữ, thậm chí yến hội sau khi kết thúc không có trước tiên trở về thành phố S, mà là giữ lại. Chương 24 Chương 24 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 24 đằng trước ngao túc làm cái tao thao tác ở khương lão gia tử thọ yến thượng công nhiên đoạt đi rồi thằng nhãi con bỏ chạy, phía sau hắn lại tới nửa nhất ba càng tao. Đêm đó quảng đại nhân dân quần chúng lại có qua ăn. Kế lần trước Ngao Túc dùng tập đoàn công ty quan bác phát ra một cái đếp lạc sinh âm hiểm tiểu nhân ủy bộ sau, hắn hiện tại lại phát ra một cái. Chẳng những như cũ lạc thị tập đoàn tổng tài lạc sinh, còn ngạc nhiên phía nam thương giới cự ngạc nổi danh quốc nội xe xí đầu lĩnh nhân tần vu lễ tiên sinh, nhân xưng nam tần đại lão vị này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại lão nhưng là vô số phấn đấu nam nữ trong cảm nhận thần tượng xuất thân tiếp đất khí diện mạo anh tuấn thân hình cao lớn tuổi trẻ đầy hứa hẹn bốn chữ đều không đủ để hình dung hắn quan trọng là nhân gia vẫn là cái đại lão bên trong đại lão như nói ngao túc đồng lạc sinh quá tiếc trên mạng vẫn là có chút manh mối lưu lạc xuất ra nhưng tần vu lễ tiên sinh là làm cái gì nhất là hắn cái kia uy bộ nội dung là cứ như vậy của ta tể nhi năm nay 3 tuổi tầng tam lạc sinh. Hình minh họa là một tấm hình cùng với một trương biểu cảm bao trên ảnh chụp một đôi rõ ràng là hai ba tuổi đứa nhỏ mập mạp tiểu đoạn chân nhi, mặt ren biên tiểu tất, chân bó nha bị một cái bàn tay to phủng ở trong lòng bàn tay. Phía sau kia trương biểu cảm bao quả thực làm cho người ta dở khóc dở cười, đủ để thấy được phát bác nhân n sắc tâm tình, biểu cảm bao là một cái nhị ha miệt thị thiên hạ biểu cảm, mặt trên viết, lão tử thắng này ôi xem như dẫn phát rồi nhất ba không nhỏ chấn động, bạn bè trên mạng trừ bỏ khiếp sợ chưa hôn kiếm chú cô sinh long khi nào thì sinh cái nữ nhi ngoại, còn phi thường không thể lý giải ngươi tuyên bố có thể là ngươi chuyện này, mặt khác hai vị đại lão là làm cái gì? Chẳng lẽ là đơn thuần vì khoe ra? Tìm đồng trình tự đại lão, ở chưa hôn vô tể bọn họ trước mặt khoe ra nhất ba, khiến cho hâm mộ ghen ghét. Em nếu là như vậy nói, này ngao tổng rất thiếu đi hắn cùng Long Nhất tập đoàn là thế nào sống đến bây giờ? Không sẽ bị người vây ẩu sao? Nghe nói vị này không thương tiền tài cũng không coi trọng hư danh, năm đó Long Nhất tập đoàn cứu trở về đến phát triển vừa vặn, hắn chẳng những không có nhân cơ hội này nổi danh một phen, tiếp tục tạo một phen, còn theo ngoại giới đào một vị bí mật quản lý nhân tới đảm nhiệm tập đoàn chấp hành tổng tài, bản thân buông tay mặc kệ làm phủi tay trưởng quầy. Khó trách đến bây giờ trên mạng còn không có vị này ảnh chụp, hảo muốn biết lớn lên trong thế nào. Chỉ có ta tò mò lông nhất tập đoàn tiểu công chúa lớn lên trong thế nào sao? Ha 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 cặp kia chân bó nha rất đáng yêu thôi, yêu yêu. Não bổ ra có loại gì cha liền có loại gì tể nhi, đại long ngạo thiên phía sau đi theo tiểu long ngạo thiên, chắp tay sau lưng bước bác tự chạy bộ lộ, buổi tối khuya cười ra trư thanh. A a a a a a a, long bá bá ngươi phơi ra một chân nha tính cái gì anh hùng hảo hán có bản lĩnh đem tể hình dáng phơi xuất ra a à. nhìn ra lạc tổng tần tổng đang ở đuổi trên đường tới làm bị huyễn hoa trực tiếp thụ hại nhân bọn họ có tư cách phát biểu nói chuyện lạc phấn tại đây long ngạo thi ngươi đừng rất càng rỡ tần phấn tại đây long ngạo thi ngươi đừng rất đắc ý tần vu lễ ngủ lại ở nhà mình danh nghĩa khách sạn tần đỉnh phòng nội lúc này ban đêm đế đô đèn đúc sáng trưng đứng ở tầng cao nhất cửa sổ sát đất tiền phía dưới dòng xe dòng người đi đi lại lại hắn đôi mắt thâm trầm như nguyệt giật mình trung nhớ tới ở rất sớm trước kia cái kia núi nhỏ trong thôn cái kia miêu ngại cậu ghét chơi bời lêu lỏng trẻ tuổi nhân là khi nào thì bắt đầu tức giận phấn đấu hình như là xem khuê nữ tham một viên nải đường thời điểm đưa của nàng đường muốn toàn thật lâu thật lâu mới bỏ được ăn nhất kiện xinh đẹp tiểu váy có thể làm cho nàng vui vẻ thật lâu lão nhân muốn đánh của hắn thời điểm sẽ ôm da da đùi nói không được đánh ba ta. Rất nhiều rất nhiều chuyện hiện tại nhớ lại đến giống như thoáng như hôm qua, đến thế giới này sau, tần vu lễ phát hiện hắn ở nguyên thế giới gia nhân đồng dạng ở trong này tồn tại, thật giống như song song thế giới giống nhau, hắn vẫn cứ là cái kia chơi bời lêu lỏng chịu cha mẹ thiên vị tần tam, chỉ là vị trí thế giới cùng thời gian tuyến bất đồng. Hắn đợi hồi lâu cũng không đợi đến nhà hắn lão thái thái đi ngọn núi nhặt một đứa trẻ trở về, hắn thậm chí mỗi ngày đều đi chỗ đó tòa sơn lý chờ, cũng không đợi, sau này mới nhớ tới, này không phải là đồng nhất cái thế giới, của hắn tể tể có lẽ không lại ở chỗ này xuất hiện. Vì thế tần vu lễ phục chế một đời trước thành công, gây dựng sự nghiệp tích lũy tư bản, thậm chí làm được sau một đời trước còn muốn xuất sắc, hắn một tay sáng lập ô tô tập đoàn trở thành quốc nội thứ nhất ô tô chế tạo thương, cùng quốc tế thượng này lão bài ô tô tập đoàn so sánh với, cũng không kém cỏi cái gì tất cả mọi người vì hắn xem thế là đủ rồi ngưỡng mộ sùng bái cũng khoe nói tần tam là buôn bán kỳ tài là ô tô chế tạo nghiệp long đầu nhưng không người nào biết tần vu lễ làm này đó chẳng qua là vì có thể lợi dụng này đó tiền tài nhân mạch sớm một chút tìm được khuê nữ hiện tại khuê nữ là tìm khả hắn còn chưa có ông nóng hổi đâu liền bị người đoạt đi rồi di động linh tiếng vang lên tần vu lễ xem mặt trên biểu hiện điện báo có chút đau đầu hắn chần chờ hai giây sau tiếp lên, đối diện truyền đến một cái lão thái thái trung khí mười phần tiếng gầm gừ, tam nhi, ngươi gì thời điểm trở về. Không phải nói hôm nay nên đến. Ta cho ngươi an bày vương gia khuê nữ thân cận, ngươi trông thấy nhân gia. Nam nhân bất đắc dĩ nhíu mày, hắn chính tìm khuê nữ đâu còn chưa nghĩ ra thế nào cướp về đâu, lão thái thái sẽ đến thêm phiền. Hắn nói, mẹ, ngài nghỉ ngơi một chút biết không? ép thị nhất đại hào trạch nội, lão thái thái ngồi ở trung thức trang hoàng trong phòng khách cầm microphone, tức giận đến lông mày dựng thẳng lên, ngươi đều trưởng thành, ngươi đại ca nhị ca cái nào không phải là sớm kết hôn. Hiện tại ngươi này cháu chất nữ đại đều nhanh 20, tiểu nhân cũng có thể đi ngang qua, ngươi chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại hay sao? Tần vu lễ bất đắc dĩ, hắn một đời trước mang theo khuê nữ cũng không kết hôn, lão thái thái làm sao lại không nóng nảy. Còn Mỹ Kỳ danh viết như vậy rất cốt chiếu cố của nàng cháu gái, đối nàng cháu gái so với ai đều đau, hắn này con trai ngược lại dựa vào sau đi. Tần Vu lễ ý đồ thuyết phục lão thái thái, "Mẹ, giao bạn gái không thành vấn đề, nhưng là không kết hôn cũng không cần đứa nhỏ, ai muốn có thể nhận điều kiện này sẽ đến, ngày khác cũng đừng quan tâm." Lão thái thái vừa nghe này còn phải, dựng thẳng lên mày thẳng nói, "Tam Nhi a, à, kết không kết hôn không trọng yếu." ngươi cho ta ôm một đứa trẻ trở về không quan tâm là tôn tử vẫn là cháu gái chỉ cần là cái có thể nói hội khiêu đứa nhỏ là được treo điện thoại lão thái thái đồng nhất bên cạnh đang ở tước đầu gỗ làm oa nhi lão nhân nói thầm ta tam nhi không muốn kết hôn khả như thế nào cho phải không kết hôn cũng thành a à, có một đứa trẻ về sau chúng ta lớn như vậy gia nghiệp cũng không thể không ai kế thừa còn phải cấp ta tam nhi dưỡng lão tống chung đâu lão nhân túc một trương mặt, chuyên chú tước trên tay đầu gỗ, một cái nho nhỏ bộ một qua nhi tại kia song thương lão bàn tay to lý có sơ hình. Lão thái thái thấy vậy mày một điều, ngươi nhưng là nói chuyện a, à, cả ngày làm này đó qua nhi làm gì? Chúng ta đứa nhỏ đều lớn, ai còn hiếm lạ ngoạn này? Lão nhân ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, rầu rĩ nói. Cấp ta tam nhi về sau khuê nữ làm. Ngươi động biết là khuê nữ lão nhân tiếng trầm không nói chuyện rồi. Tần vu lễ treo điện thoại, di động đột nhiên lấy ra một cái tin tức đạn mạc, long nhất tập đoàn lão bản cách không huyển qua khiêu khích bắt lạc nam tần. Hắn mày nhảy hạ, điểm đi vào xem. Đây là một cái giải trí tin tức, mặt trên đem ngao túc dùng nhà mình công ty quan bác phát ra điều ủy bộ lạc thị tập đoàn tổng tài cùng bay lên tập đoàn tổng tài chuyện nói một lần, còn tiệc đồ ngao túc ủy bộ. Tần vu lễ theo Linh đi long nhất tập đoàn quan bác, Trí đỉnh mới nhất quay bộ đúng là trên tin tức cái kia, phía dưới bình luận phát ngắn ngủn một giờ nội đã mấy chục vạn điều, còn tại không ngừng nhanh chóng tăng trưởng. Tần vu lễ mày chọn cao cao, ngón tay thon dài mở ra phía dưới hình ảnh, hắn nhìn đến kia trương kẻ chân ảnh chụp cùng biểu cảm bao, giận dữ phản cười, thanh âm theo trong kẻ răng phát ra. Ngao, túc. Nam nhân mau khí tạc, mấy năm nay lịch lãm giáo dưỡng suýt nửa bị này Weibo bộ ép buộc băng phôi, bất cứ cái gì một cái lão phụ thân nhìn đến này trương ảnh chụp, đều không khác một người buôn lậu đang ở hướng hắn cách không khiêu khích thông thường. Ở tầng vu lễ trong lòng, ngao túc này đáng chết gia hỏa sao bọn buôn người còn đáng giận. Hắn trùng trùng ném xuống di động, qua một lát có nhặt lên, đang muốn đáp lại. Phát hiện ủy bộ thượng lại nổi lên biến hóa, lúc này đã kết nối với tam điều hot search. Long bá bá khiêu khích huyển hoa Bắc Lạc Nam tầng tâm lý bóng ma lạc thị tập đoàn tổng tài đáp lại tầng vu lễ điểm tiếng uầy bộ tên là lạc sinh uầy bộ, mặt trên chứng thực vì lạc thị tập đoàn keo, mặt trên biểu hiện ở 10 phút trước kia, hắn phát nhau túc phát cái kia uầy bộ, cũng đáp lại nói. Cá nhân ân oán thỉnh chớ lan đến gần đứa nhỏ trên người. Như vậy một cái ý tứ hàm xúc tràn đầy, làm cho người ta lưu lại vô hạn tưởng tượng không gian đáp lại uầy bộ nhường quảng đại quần chúng nổ tung trước kia như vậy câu thức thông thường dùng sắp tới đem ly hôn vợ chồng trên người hoặc là hỗn nói người trên, nhưng hiện tại hai người đều là đường đường chính chính xí nghiệp lớn người cầm quyền, tuổi trẻ đầy hứa hẹn xuất thân tôn quý có uy tín danh dự, vừa không là vợ chồng cũng không phải có cựu oán trên đường nhân sĩ, như vậy đáp lại là cái có ý tứ gì? Trên thực tế lạc sinh sau khi trở về làm một phen điều tra, phát hiện ngao túc vừa không là tể tể phụ thân, ở trước đây cũng cùng tể tể không hề liên quan, thậm chí không có tiếp xúc quá, cho nên tể tể tuyệt đối không có khả năng là ngao túc nữ nhi. Ra được cái sự thật này thời điểm, lạc sinh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng phải như hắn phía trước suy nghĩ như vậy, ở thế giới này, âm âm là ngao túc nữ nhi. Căn cứ vào cái sự thật này, lạc sinh nghĩ đến bản thân cùng ngao túc trực tiếp cho tới nay không hợp cùng với hắn đối bản thân đối địch thái độ, liền bởi vậy phỏng đoán ngao túc là cố ý cùng hắn đối nghịch cho nên mới cướp đi âm âm. Nguyên nhân là Lạc sinh nghĩ đến đây lộ ra khóe môi chậm rãi gợi lên Bởi vì hắn tra được âm âm hắn trong lúc vô ý giúp quá kia một đứa trẻ Theo nàng lần đầu tiên không yên bất an ký đi lại một phong dùng non nớt ngốc bút họa họa xuất ra tính khi Hắn cùng tể tể trong lúc đó liền thành lập liên hệ Sau này không ngừng mà thông tính Quan hệ dần dần thân mật đứng lên Tể tể gặp mặt thiết kêu hắn lạc thúc thúc Sẽ cho hắn tự tay làm lễ vật Như vậy quan hệ, mặc dù là không có cha và con gái tầng này cũng thân giống như cha và con gái hắn còn ở không có trí nhớ thời điểm lần đầu tiên có nhẫn nại cùng một cái ba tuổi đứa nhỏ dùng nguyên thủy nhất phương thức trao đổi thông tín tự mình vì nàng chọn lựa mừng năm mới quần áo lễ vật hiện đang nghĩ đến ước chừng khi đó còn có vô hình cảm ứng hắn cùng tể tể quan hệ cho dù thay đổi một cái thế giới không có trí nhớ cũng không có biện pháp thay đổi vì thế lạc sinh trở nên tính trước kỹ càng Thành thạo, chỉ cần đem âm âm theo ngao túc bên người tiếp trở về, ngao túc khai điều kiện gì hắn đều có thể nhận. Hắn hiểu biết ngao túc tính cách, kia ngạo mạng gia hỏa còn không tiếc cho đối một cái ba tuổi tiểu ấu tể làm cái gì, như lần này làm là nhằm vào lời nói của hắn, khả năng hội mượn cơ hội này làm cho hắn ăn mệt cũng hoặc là ở mổ cái điểm thượng chiếm cứ thượng phong mượn này cười nhạo hắn. Này đó đối lạc sinh mà nói không quan hệ đau khổ, đã trải qua nhiều như vậy, với hắn mà nói trọng yếu nhất là cái kia luôn là đi theo môn mặt sau kêu ba ba nải nắm hắn như cũng muốn hộ nàng cả đời an ổn bình an hòa thuận vui vẻ mãi cho đến ngao túc phát ra này ủy bố này đã đánh mất khuê nữ nam nhân mới vừa có cân tức hắn hồi hoàng ủy bố sau suy nghĩ ước chừng nửa giờ bác thông tần vu lễ điện thoại tần vu lễ đang xem lạc sinh uy bố nhớ mày trầm tư hắn không rõ vì sao ngao túc hội lạc sinh lạc sinh còn có thể hồi phục lời như vậy Tần Vu Lễ cảm thấy vớ vẫn cực kỳ, thật vất vả tìm hắn tể, này một cái hai cái đều khẩn cấp bậc quy xuất ra làm chi. Của hắn nữ nhi cùng bọn họ có gì quan hệ. Nhưng vào lúc này, điện thoại vang, hắn nhìn đến trên màn hình điện thoại, A Hạ miệng, tiếp khởi, miễn cưỡng nói. Quy! Khi đầu không biết nói gì đó, nam nhân mày cao gầy, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ta nói lạc đại tổng tài ta đã đánh mất khuê nữ can ngài chuyện gì? Ngài cũng vô giúp vui. Hợp tác. Phi, ta tần tam khuê nữ quản ngươi đánh rắm. Bởi vì quá mức tức giận, tần vu lễ mấy năm nay tu dưỡng toàn uy cẩu đi, tam câu ít nhất mang theo một câu lời thô tục. Qua một lát, hắn mày nhăn lại, ta lo lắng hạ, gặp mặt lại nói. Ngao túc hơn nửa đêm đánh cái hát xì, hắn xuống dưới cười cười, nhất định là hai cái thủ hạ bại tướng đang nói hắn nói bậy. Hắn xuống giường, đi đến kia gian đồng long cung khi tương tự tiểu công chúa phòng, nhẹ nhàng mở cửa, hồng nhạc tràng thượng đang nằm nho nhỏ một đoàn, miệng một trương một trương vù vù, ngao túc trong mắt mãn chứa ý cười, vương đầu ngón tay ở thằng nhảy con nhất cổ nhất cổ béo má thượng trạc trạc, nguyễn hồ hồ thịt đô đô, nhất trạc một cái hố. Cảm thấy hảo ngoạn, ngao túc nhiều trạc vài cái, cái này đem nắm đánh thức, nàng nhu ánh mắt, theo bản năng nói. Ba ba không cần ầm ĩ âm âm. Ngao túc quả thực không thể tin được, trừ bỏ ban ngày thằng nhãi con vừa tới thời điểm vô ý thức hô qua hắn một tiếng ba ba, lại không hô qua, hiện tại lại hô ba hắn. Hắn nâng nắm béo mặt, hỏi. Đảng tể ngươi nghĩ tới. Nắm mờ mịt chớp ánh mắt, thúc thúc làm sao ngươi ở chỗ này. Ngao túc. Nam nhân giống như đấu đánh bại công kích, vỗ vỗ nắm tiểu đầu, cho nàng một lần nữa cái chăn, quay đầu đi ra ngoài, trên đỉnh đầu ngốc mau tựa hồ đều bởi vậy cúi rơi xuống. Âm âm mờ mịt xem thúc thúc rời đi bóng lưng, vòng vo cái thân mình, ghé vào mềm mại trên giường lớn, béo trảo chống cằm, làm suy xét trạng. Nắm dùng nàng kia khỏa nho nhỏ đầu cấp bản thân vân vê, nàng ở Khương Gia Gia trên yến hội mặt danh kỳ diệu hơn cái một tháng kỳ hạn ngắn ngủi ba ba, cùng với một cái đêm nàng cướp đi bá đạo thúc thúc nàng ngủ bá đạo thúc thúc da giường lớn, ăn trước kia không có ăn qua thứ tốt, nhưng nắm còn là có chút thất lạc, nàng tưởng về nhà, đại vương phó thác cấp vương nải nải chiếu cố, còn có tiểu hắc có khả năng tùy thời sẽ về đến, nếu tìm không thấy nàng làm sao bây giờ, ngày lạnh như vậy tiểu hắc sẽ cảm mạo bá. Nắm cảm thấy bản thân không thể vứt bỏ hảo đồng bọn bản thân hưởng phúc, lại nói, nàng thật sự không phải là thúc thúc nữ nhi, không thể lấy không thúc thúc gì đó. Qua một lát không biết nghĩ đến cái gì nắm thỏa mãn cười mị ánh mắt, ở trong ổ chăn hưng phấn lăn lộn nhi. Vừa rồi trong mộng nàng lại mộng ba ba, cùng trước kia bất đồng là, lúc này đây nàng có nhìn thấy ba ba bộ dáng, tỉnh lại sau cũng nhớ được, không giống trước kia, nắm luôn là tỉnh lại sau đem ba ba bộ dáng quên sạch quan. Nàng che miệng trộn nhạt, sợ bị cách vách bá đạo thúc thúc nghe thấy, nàng âm âm tiểu bằng hữu rốt cục gặp được trong mộng ba ba, nắm vui mừng nghĩ như vậy nàng cũng coi như có ba ba. Nắm tưởng, chờ có một ngày nếu gặp được ba ba, nàng nhất định có thể nhận ra đến. Ba ba cao như vậy, còn như vậy suốt. Ngao túc lại đánh cái hắc xì, kinh thiên động địa khụ vài thanh, theo ác mộng trung bừng tỉnh. Hắn vừa rồi làm giấc mộng, trong mộng đảng tể bước tiểu đoạn chân nhi chạy hướng người khác, kêu người khác kêu ba ba. Ngao túc mảnh quán mấy khẩu nước lạnh, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, của hắn đảng tể làm sao có thể nhận thức những người khác loại làm phụ thân đâu. Ngạo Mạn long cấp bản thân đè ép kinh sau, đối bản thân tin tưởng vững chắc vô cùng, ngã đầu liền ngủ. Ngày kế, quê bô thượng hót sớt vẫn như cũ không thay đổi, nhiệt độ không giảm dù sao, nhưng vào lúc này lại truyền ra cái tin tức. Long nhất tập đoàn lão bản ngao túc chuẩn bị khai cái giới thiệu của hắn tiểu công chúa Yến hội. Mà lạc sinh, tần vu lễ đều ở mời danh sách thượng ngạo mạng long chưa bao giờ e ngại cho đối thủ cho nên cũng không hội bởi vì sợ tể bị thưởng cũng không dám mời này hai người hắn vĩnh viễn sẽ chỉ ở đối thủ trước mặt giàu giặc đắc ý mà phi đóng cửa trốn tránh cùng lúc đó mạc lâm thanh đến xe thị hắn xem này dài mãn cỏ dại kiến trúc cũ kỹ tiểu khu một hồi lâu mới bước ra bộ pháp đi vào chương 25 chương 25 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 25 Vương nãi nãi vừa ăn cơm no chính nắm đại vương mãn tiểu khu loạn dạo lưu cẩu đâu, nhìn thấy một cái tuấn tú trẻ tuổi nhân ở dưới lầu chuyển động, nàng dắt chó tiếng lên hỏi. Tiểu tử ngươi tìm ai? Mặt lâm thanh đối lão nhân khẽ vuốt cầm, tuy rằng mặt không biểu cảm nhưng lễ phép đoan chính, rất được lão nhân gia hảo cảm. Một người tên là hứa âm âm đứa nhỏ, năm nay khoảng 3 tuổi, ngài biết nàng ở đâu như sao? Vương nãi nãi nhất thời cảnh giác nhìn hắn, Ngươi là âm âm người nào? Chẳng lẽ ngươi là ba nàng? Vương nãy nãy nghĩ tới cái này cao thấp đánh giá người trẻ tuổi, rất cao thật tuấn trên người ăn mặc cũng là nhất tề vẻn vẹn, vừa thấy chính là bài tử hóa. Nàng gật gật đầu, đối người trẻ tuổi này diện mạo bề ngoài rất hài lòng, nhưng là lập tức nghĩ đến âm âm mẹ nàng chạy lâu như vậy cũng chưa trở về cũng không quản quá đứa nhỏ, âm âm cái kia không biết tên cha cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện quá nàng nhất thời thưởng thức ánh mắt biến thành hèn mọn mạc lâm thanh dừng một chút gật đầu ta là ba nàng vương nải nải vừa nghe lời này nhi nhất thời tinh thần tỉnh táo đem mạc lâm thanh cao thấp đánh giá soi mói một lần sau đó hèn mọn xem hắn ngươi mới biết được đến ngươi khuê nữ đều hơn ba tuổi ngươi mới xuất hiện ngươi người này động hồi sự a à, thế nào làm cho người ta làm cha quản sinh mặt kệ dưỡng thích liền xong việc đáng thương chúng ta tiểu âm âm từ nhỏ đến lớn sẽ không ăn qua một chút cơm no, còn chưa có học có thể nói đâu, chỉ biết muốn kiếm tiền phải làm cơm nuôi sống bản thân, mỗi ngày kéo cái mồm to túi ở bên ngoài du đẳng nhặt cái chai. Đáng thương đứa nhỏ nhất kiện quần áo mới cũng không có mặt quá, lần trước nàng tiểu di đi lại cho nàng báo cái nhà trẻ, thật vất vả thượng học lại bị nhân khi dễ, ta cho nàng làm cái sách cũ bao đều phải nhường này có tiền đứa nhỏ cười nhạo, Ngươi nói một chút làm sao ngươi làm cho người ta làm cha Nói lên âm âm bị tội chuyện Từ nhỏ xem nàng lớn lên vương nải nải có một đống lời muốn nói Đứng ở kia cậu cũng không lưu Xoa thắt lưng đem chuyện này nhất kiện nhất kiện nói Nói xong lại ghét bỏ kể lễ đứa nhỏ ba Đem mặt lâm thanh từ đầu đến chân nói một lần Đáng thương rất lớn giáo sư Quốc khoa viện sinh dược viện đại lão nhường một cái chữ to không biết Sống nghèo lão thái thái chỉ vào cái mũi mắng hắn trầm mặt đứng ở nơi đó nghe, một câu nói cũng không từng phản bác. mặt Lâm Thanh cảm thấy này lão thái thái nói được cũng không sai, nếu hắn có thể sớm hơn tìm được tể tể, cũng sẽ không thể làm cho nàng chịu này đó tội, mặc dù không phải là hắn, một cái hắn, cũng có thể đem âm âm chiếu cố rất khá. Lão thái thái những lời này giống như lợi kiếm giống nhau trạc tại đây cái thanh lãnh đoan chính nam nhân trong lòng, hắn môi mỏng nhếch, ở gió lạnh trung giống một gốc cây thanh tùng thụ giống nhau, đứng thẳng tắp, tùy ý phong tuyết diễn tấu. Nói một hồi lâu, vương nãi nãi mới vừa nói đã nghiền, thở phì phò nhi cấp mặt lâm thanh chỉ lộ, thấy không, liền trên lầu, kia gian cửa sổ liệt chính là âm âm trụ địa phương. Mặt lâm thanh vuốt cầm nói tạ, đang muốn nhấc chân lên lầu, vương nãi nãi thở dài, nói. Ngươi đã tới chậm, âm âm bị nàng Khương Gia Gia tiếp đến đế đô hưởng phúc đi lâu. Nam nhân bước chân dừng lại, Khương Gia Gia kia cũng không này họ khương lão nhân nhưng là cái kẻ có tiền, đến thời điểm kia nhiều có phô trương A, một chiếc hảo xe chạy, còn có một nhà ba người tôi tớ cho hắn phục vụ, đưa hắn trong trong ngoài ngoài chiếu cố rất khá. Cũng là âm âm phúc khí, được nhân gia nhãn duyên, đối nàng rất là chiếu cố, lúc này nói là muốn làm kia gì 70 tuổi thọ yến, cho nên đem đứa nhỏ cũng tiếp nhận đi chơi một đoạn thời gian rồi trở về. Vương nãi nãy kêu mặt lâm thanh lên lầu, vừa đi vừa nói. Ta nhất cân nhắc, điều này cũng đi, âm âm một cái hài tử mừng năm mới đa tâm toan a, tiếp nhận đi có ăn có uống có người cùng thật tốt a. Khương gia gia. 70 đại thọ. Mạc Lâm Thanh nhíu mày nhớ tới còn ở trên xe kia Trương Thiệp mời, hắn là vào ngày ấy đi Khương gia trên đường tiếp đến tin tức, sau đó quay đầu đến xe thị. Nếu hắn không đoán sai lời nói, nếu ngày ấy vừa vặn người nọ là hắn suy nghĩ cái kia Khương lão gia tử, kia hắn có phải không phải vừa vặn cùng âm âm bỏ lỡ. Lên lầu đi đường vòng nhi chính là nắm da, chìa khóa là phó thác cấp vương nải nải, vương nải nải lưu loát cấp mở cửa, vào đi thôi, cũng xem xem ngươi nữ nhi từ nhỏ trụ là cái chỗ nào. Nghe nói bên ngoài đứa nhỏ hiện tại khả bảo bối, từ nhỏ không nói thịt cá, kia cũng là hữu cầu tất ứng, ngươi nhìn một cái chúng ta âm âm trụ địa phương, gì đều là cũ, tường là điệu nước sơn, ngay cả cái bàn chân nhi đều là thiếu chân, không một cái hoàn hảo địa phương vương nãi nãi chỉ vào cách gian phòng bếp nhỏ nói bình thường âm âm nấu cơm liền điếm kia trương tiểu ghế trèo lên đi làm đứa nhỏ cũng làm cũng không được gì mặc kệ là gì tài liệu đều hướng trong nồi cơm điện nhất ném thủy nhiều hơn một điểm chỉ cần không hồ điệu có thể ăn mặt lâm thanh đầu ngón tay lạnh như băng sắc mặt càng thanh lãnh không ai nói tiếp vương nãi nãi bỗng nhiên xấu hổ hạ sau đó giận dữ nói ngươi đều bản thân nhìn xem đi, cũng không cần ta nói thêm cái gì, này hoàn cảnh, không cái đại nhân chiếu cố, gập gập gền gền bản thân lớn lên, muốn nhiều khó có nhiều nan. Nói xong nàng nhớ tới cái gì mà nói. Ngươi lúc này tới là muốn tiếp đứa nhỏ trở về. Ta xem ngươi này thân trang điểm cũng như là kẻ có tiền, muốn thực tiếp đi trở về chăm sóc thật tốt, không được giống nhau đứa nhỏ mẹ giống nhau, từ bỏ đứa nhỏ bỏ chạy. Vương nãy nãy đi rồi, nam nhân tại cửa đứng hồi lâu lâu đến giống tòa điêu khắc thông thường cũng không nhúc nhích cho đến khi hắn tất bước đi trở về phương mới phát giác này nguyên lai cũng là cái người sống là cái thanh tuyển anh tuấn trẻ tuổi nam nhân đi khởi lộ đến hợp quy tắc tràn ngập vận luật dáng người thẳng đứng cao gầy lượt gầy gầy vừa đúng có loại thanh phong minh nguyệt giống như ngọc khuynh hướng cảm xúc lãnh lăng lăng lại giống sương thông thường vương nải nãy, nãy mở cửa sổ vụn trộn hướng dưới lầu xem chỉ vào trẻ tuổi nam nhân bóng lưng cấp tôn a di xem hắn nói là âm âm ba ba không biết thật giả tôn a di có chút hưng phấn âm âm nàng thân ba ba đẹp mắt như vậy a hảo một cái tuấn tú xuất khí tiểu tử rất có tiền bộ dáng xem tựa như cái người làm công tác văn hóa âm âm thật đúng là muốn hưởng phúc ngươi động biết hắn thật sự là ta âm âm ba ba không phải gạt nhân vương nãi nãi nhân lão tâm cũng không hạt nàng nói ta xem xét nhân gia xem đường đường chính chính nhất người trẻ tuổi, lại cả người khí phái, nhìn liền không giống như là hội gạt người nhân, lại nói nhân gia như vậy ngăn nắp, về phần lừa chúng ta một cái cùng đứa nhỏ sao. Thật muốn là thiếu đạo đức muốn gạt cũng nên đi lừa nam qua tử đối không? Xe thị trên không, một trận bay đi đế đô máy bay nhanh chóng xẹt qua. Mổ trong nháy mắt, hai mắt nhắm nghiền dựa vào ở chỗ ngồi thượng thiển tức nam nhân bỗng nhiên cho mày, biểu cảm ẩn nhẫn khắc chế, có trong nháy mắt vạn vẹo cùng trào phúng, sau đó khôi phục bình thường. Vô luận ngoại giới như thế nào bình luận, nên đến luôn là sẽ đến, nên khai yến hội đều sẽ khai. Ngao túc mời nhân cũng không nhiều, ngạo mạng long tôn các hạ để mắt nhân loại quá ít, trừ bỏ tầng vu lễ cùng lạc sinh ngoại, còn lại ít ỏi 20 đến cái tân khách không phải là đến, nghe, giúp, xử, vội, gọi, ngao gia chi thứ, chính là vài người phẩm làm đều coi như vĩ đại cùng tuổi tuấn kiệt. Về phần thất lão bác thập trưởng bối ngao túc một cái không thỉnh, dùng lời nói của hắn mà nói, lại lão có thể có hắn long tôn đại nhân lão sao? Toàn bộ trong vòng luẩn quẩn trưởng bối cộng lại đều không có hắn long cuộc sống dài. Yến hội khai ở Diễm Dương cao chiếu mùa đông, hôm nay khí đối trong hàng đông đế đô mà nói rất là khó được, ngao gia đại viện rộng mở nhóm, nên đón tuổi trẻ tuấn, Quang, kiệt, đại, nhóm, đầu nắm một buổi sáng bị dỗ thay nhất kiện kim lóng lánh ngay cả thể tiểu long phục, ngao túc nhìn xem rất hài lòng, lúc trước đảng tể chính là này tấm bộ dáng, béo đô đô nho nhỏ một cái, còn tham ăn, thế cho nên thế nào phi đều phi không cao. Tuy rằng long miệng ghét bỏ đảng tể vi bối long tộc gian, cũng không giống hắn ngao túc giống nhau cường đại uy nghiêm, có mạnh mẽ tao nhã long khu, nhưng trên thực tế, ngao túc so với lúc trước này các tính đồ còn vô pháp ngăn cản đảng tể tiểu nải long khi manh dạng mặc dù là đảng tể nói muốn hủy đi Long Cung, hắn cũng ánh mắt đều sẽ không trách một chút, thậm chí hội vung đuôi giúp đỡ nhà buôn. Nắm kỳ quái lôi kéo đoạn vì đuôi nhỏ, mờ mịt không hiểu, thúc thúc, vì sao muốn âm âm mặt này. Nắm nhức đầu nói. Âm âm luôn cảm thấy rất quen thuộc tất. Ngao túc tươi cười tiệm đại, quen thuộc là được rồi. Bởi vì ngươi trước kia chính là một cái tiểu long tể. Hắn lại sửa chữa nói hôm nay phải gọi ba ta kêu ngày mai để lại ngươi về nhà dù sao có hắn này vĩ đại phụ thân ở địa phương chính là tể gia nắm lượt nhất do dự gật đầu trong mộng ba ba nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tuy rằng không biết gì ý tứ nhưng là nghe lời là được rồi nắm lôi kéo một ngày phân ba ba thủ hướng ra phía ngoài đi vừa đi vừa đưa ra rất nhiều nghi vấn tỉ như thúc ba ba này là nhà ngươi sao nam nhân gật đầu cũng là ngươi gia. Ba ba một người sao? Ngao túc cúi xuống, rốt cục nhớ tới kia đối chết đi nhân loại cha mẹ cho hắn để lại một cái tuổi kém vài tuổi đệ đệ. Nga, còn có một đệ đệ, của ngươi tiểu thúc thúc. Nắm bốn phía nhìn quanh hạ, âm âm không phát hiện tiểu thúc thúc giác, hắn nha xuất ngoại du học đi. Nắm nhất thời bội phục tán thưởng, tiểu thúc thúc nhất định thật hội đọc sách. Ngao túc suy cười một tiếng, Lừa nhớ tới cái kia hỗn vui lòng nhân loại đệ đệ, trừ bỏ có nhất nghệ tinh bị đặt chiêu ngoại, hắn thành tích lạng long đều cảm thấy đòi mạng. Liền lôi kéo nắm nói sang chuyện khác, nói cho nàng hôm nay có rất nhiều thúc thúc a di đến xem nàng, kêu nàng muốn bảo trì phong độ, không cần hoảng không phải sợ, ngẩng đầu ửng ngực trấn trụ bọn họ. Nắm mông hạ, thúc thúc nói được giống như muốn cùng người ta đánh nhau dường như, nếu, nếu người khác tới xem nàng, không phải hẳn là cùng người ta thân cận chào hỏi sao. Ngao túc không đi tầm thường lộ, cho nên của hắn yến hội vừa không là ở giữa trưa cũng không phải ở buổi tối, mà là tại đây cái xinh đẹp mùa đông sáng sớm. Ước chừng Thái Dương vừa mới có chút độ ấm thời điểm, lục tục có người đến đây, khi đến bọn họ cũng do dự thật lâu, xem trên mạng ngao túc cùng mặt khác hai vị cách không đánh nhau đánh cho chính hoang, bọn họ còn muốn ăn qua xem diễn đâu, sợ nhất tham gia yến hội bị cuốn đi vào liền thảm, nhưng là lại hết sức tò mò ngao túc đột nhiên toát ra đến nữ nhi lớn lên trông thế nào vì thế suy nghĩ hồi lâu vẫn là vui vẻ vui vẻ đến đây vạn năng quản gia ở cửa chiêu đãi nên đón khách nhân lấy thân phận của ngao túc địa vị hắn không đi nghênh đón khách nhân cũng nói được đi qua dù sao lấy hắn ngạo mạng tính cách chính là lạc sinh tần vu lễ đến đây hắn cũng không nhất định đi nghênh đón chính là đi đối phương chỉ sợ hội hoài nghi hàng này là khiên đại pháo đi nghênh đón sao lạc sinh tần vu lễ đồng trong lúc nhất thời trình diện, lúc này nhân cũng đã đến đông đủ, tề soát soát quay đầu đến xem hai người bọn họ. Nhân không là cái gì trường hợp chính thức, cũng không có đức cao vọng trọng trưởng bối ở, hai mươi mấy cái người trẻ tuổi đều rất tùy ý, nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau vào cửa, thấu đi lên chế nhạo. Đây là bị ngao túc làm cho đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Lạc ca tần ca cùng ta giải thích hạ, vì sao vị kia phải muốn ở trên mạng các ngươi sao? huynh đệ đối này vào đầu bức tai tò mò thật lâu. Lạc sinh mặc màu lam đậm Tây Trang, tần vu lễ mặc màu đen Tây Trang, hai người đồng thời bước ra bộ pháp, khóe miệng nhất bất trí nhất từ, bọn họ hướng bên trong đầu đi đến, ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm bên trong. Tể tể liền ở bên trong, bị không biết xấu hổ đồ điên nhận thức làm nữ nhi. Không có thanh lịch âm nhạc, chỉ có nhất thủ khoan khoái nhạc thiếu nhi làm lời dạo đầu, ngao túc ôm khuê nữ xuất ra, tươi cười đầy mặt hăng hái. Các vị, ngao mổ cảm tạ các vị đã đến, hôm nay chính thức cùng đại gia giới thiệu hạ, nữ nhi của ta ngao âm âm. Nắm từ chối hạ, đang muốn sửa chữa thúc thúc, nàng không gọi ngao âm âm, nàng kêu hứa âm âm. Ngao túc đè lại nắm tiểu đầu, cúi đầu ở nàng bên tai nói. Quên đáp ứng ba ba sao. Hôm nay muốn ngoan muốn nghe nói, ngày mai sẽ đưa ngươi về nhà, mang ngươi đi tìm, tìm bạch bạch. Nắm buông tha cho dãy dụa, Ngao túc đem nàng đặt ở trên sàn, nắm tay đi tới. Mặt chuyên môn định chế kim lóng lánh tiểu long tể ngay cả thể y, chỉ lộ ra trong mũ một trương tinh xảo tiểu mặt béo phì, mắt to chớp chớp xem nhân thời điểm, ở đây người trẻ tuổi đều bị sát đến, nhất là mấy nữ sinh, kinh hô. Thật đáng yêu. Bọn họ không khỏi vụng trộn đánh giá hạ nắm nắm thủ nam nhân, này nam nhân lại điên lại ngạo mạn mặt kệ làm chuyện gì cũng không ấn lẽ thường ra bài, tỳ khí có thể tạc trên trời, vừa vô cùng, cứ như vậy một người nam nhân, có thể sinh ra như vậy đáng yêu ngoan nhuyễn nữ nhi sao? Bọn họ đối này bảo trì hoài nghi thái độ. Cho đến khi, nắm đứng ở bọn họ trước mặt, ngưỡng tiểu mặt béo vì xem nhân, lộ ra ngại ngùng cười, tiểu nải âm lại ngoan lại nhuyễn kêu nhân. Thúc thúc A Di Hảo. Bọn họ nhất thời thụ sủng nhược kinh, bọn họ cũng có thể bị ngao đồ điên nữ nhi khách khí như vậy chào hỏi. Quả nhiên ngẩng đầu vừa thấy, khi nam nhân vẻ mặt khó chịu, phản phất hắn nữ nhi hô bọn họ một câu có thể thiếu khối thịt dường như. Lạc sinh tần vu lễ tiến lên, bọn họ nhìn cũng không thèm nhìn ngao túc, ngồi sổng xuống, ở nắm trước mặt, tần vu lễ đang muốn đưa tay niết nắm khuôn mặt nhỏ nhắn, ngao túc chân dài nhất khóa đem nhân trắng sau lưng tự mình. Nhưng này phòng được ngoại nhân, phòng không được ăn cây táo, rào cây sung, nắm, nàng béo trảo tiểu môi ba ba đùi lộ ra nửa tấm tiểu đầu xem nhân còn nhớ rõ cùng này thúc thúc ước định, vương móng vuốt lắc lắc chào hỏi. Ba ba. Tần vu lễ nhất thời mày giảng ra, tuấn giật trên mặt lộ ra một chút tươi cười, ba ba mang ngươi về nhà được không được. Nắm tưởng mang nàng hồi xê thì cái kia da, nhãn tình sáng lên, trong lúc nhất thời đã quên cùng ngao túc ước định, điểm điểm tiểu đầu, thanh âm vang dội hòa cùng. Hảo. Tần vu lễ trên người hơi thở nháy mắt trở nên như một xuân phong, thừa dịp không khí thích hợp, tay mắt lanh lẹ đem nắm ôm ở trên người. Còn lại tuổi trẻ tân khách đều sợ ngây người, bọn họ vừa rồi nghe thấy được gì, ngao túc nữ nhi quản tần vu lễ tên là ba ba. Chính khi bọn hắn không hiểu ra sao thời điểm, lạc sinh cũng gia nhập chiến trường. Nam nhân không nhanh không chậm theo tay trang trong túi lấy ra một khối màu lam tiểu mảnh vải. Hắn đặt ở nắm trước mặt, bàn tay to thác ở lòng bàn tay, cười đến tao nhã mà hàm súc, âm âm, còn nhớ rõ này sao? Nắm mở to hai mắt nhìn, thúc, thúc thúc, lạc thúc thúc. Căn cứ vào dĩ vãn đối lạc thúc thúc yêu thích cùng quen thuộc, nắm nhất thời hoang hô một tiếng, vương hai cái tiểu béo thủ hướng lạc sinh kia vương, này tấm quen thuộc cầu ôm ôm tư thế làm lạc sinh sung sướng khẽ cười thành tiếng. Hắn đưa tay dễ dàng đem nải nắm tiểu long tể tể ôm vào trong ngực, hưởng thụ nắm phá lệ thân lại ôm ấp, nàng đem hai cái móng vuốt ôm ở trên cổ hắn, làm nũng dường như vô cùng thân thiết cọ cọ, cọ lạc sinh đầy người hương sữa vị. Nắm phá lệ hưng phấn, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy lạc thúc thúc, nhưng không chút nào không xa lạ, đối nắm mà nói ở thời điểm mấu chốt trợ giúp quá của nàng, còn đưa quá nàng lễ vật, cùng nàng thông tính thật lâu lạc thúc thúc. Sau mặt khác hai cái, một tháng kỳ hạn ba ba, một ngày kỳ hạn ba ba, muốn quen thuộc rất nhiều, nàng có nói không xong lời nói tưởng cùng lạc thúc thúc lại nhảy. Thúc thúc, âm âm làm cho ngươi oa nhi ngươi thu được. Nam nhân nhéo nhéo nàng xúc cảm vô cùng tốt tiểu béo má, mỉm cười. Thu được. Vậy ngươi có thích hay không? Chỉ cần là âm âm đưa đều thích. Mắt thấy một lớn một nhỏ vô cùng thân thiết vô cùng, phản phất liền muốn đạp đất biến thành cha và con gái. Tần vu lễ. Ngao túc. Nhưng vào lúc này, quản gia đến hội báo. Tiên sinh, cửa có vị không ở ngài mời danh sách người trên đi lại. Ngao túc nhíu mày. Ai? Quản gia nhớ tới vị kia thanh tuyển đoan chính nam nhân, có chút nghi hoặc, nhà hắn tiên sinh cùng mặt gia vị này không có bất kỳ cùng xuất hiện a. À. Hắn tận chức tận trách hội báo. Mạc Lâm Thanh Mạc Giáo Sư Tác giả có chuyện muốn nói Thật có lỗi khờ tác giả Tồn Cảo Trương đã quên đúng giờ, sau đêm ngày hôm qua thêm càng chuyển cho tới hôm nay thuận tiện lại nhảy hạ, tu la tràng siêu cấp siêu cấp tạp văn, lại là nhóm tượng diễn, sợ không nghĩ qua là lậu ai, còn phải không băng nhân thiết, ta biết rất nhiều xem văn cục cưng đều là thượng bản tới được, cho nên cũng sẽ sợ không đạt được của các ngươi mong muốn viết hỏng rồi, cho nên mỗi lần mã lời đặc biệt chậm, một giờ 500 tự cái loại này, ta nhất chương ít nhất 4.500 tự, các ngươi tính bị cho là viết bao lâu. Thúc giục càng cục cưng thỉnh ôn nhu chút A. À phụ phân thúc giục càng rời đi là được, mỗi một cái không tốt bình luận đều thật ảnh hưởng tác giả trạng thái, ta hy vọng ta yên lặng viết, viết xong liền kết thúc, nguyện ý xem liền xem, về sau cũng sẽ không thể hứa hẹn thêm càng, có thể viết bao nhiêu viết bao nhiêu, liền có chuyện như vậy. Chương 26 Chương 26 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 26 nhẹ nhàng chậm chạp quy luật bộ pháp đạp ở màu vàng trên thảm, nam nhân phản quang mà đến, dáng người gầy cao gầy, khí chất thanh tuyển sơ đạm. Ở đây mọi người trong lúc nhất thời có chút sững sờ, vị này. Phản phất cực nhỏ cùng bọn họ này đó, hơi tiền vòng, giao tiếp, sao sẽ tới ngao túc yến hội. Thanh tuyển nam nhân đi được gần, nhìn đến lạc sinh trong lòng, tiểu long tể, nắm, bước chân vi không thể nhận ra nhanh một tia. Hắn đứng định sau đối yến hội chủ nhân ngao túc lễ phép gật đầu, tiện đà nhìn về phía lạc sinh, lạc. Lạc sinh gật gật đầu, tuy rằng đồng mạc lâm thanh không phải là rất quen thuộc nhưng tốt xấu xem như hàng xóm ngẫu nhiên thời điểm cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp lạc sinh hỏi làm sao ngươi đi lại rất ít thấy ngươi tham gia như vậy yến hội mạc lâm thanh nhìn về phía trong lòng hắn đứa nhỏ mặt mày mấy không thể nhận ra lơi lỏng vài phần hắn nói ta là tìm đến nhân ngao túc trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo cảnh giác hỏi tìm ai Mạc Lâm Thanh xem lạc sinh trong lòng nắm, kia một trương cùng một đời trước có năm sáu phân tương tự khuôn mặt nhỏ nhắn, một đời trước giống hắn ba bốn phân, đời này càng thêm tinh xảo đẹp mắt ngũ quan, ngược lại đầy đủ cùng hắn giống năm phần. Hắn ngữ khí nhàn nhạt phản phất nói hiện tại khí cũng không tệ giống nhau không có chút trung động nào nói. Tìm nàng. Lạc sinh trong lòng nắm lúc này đang tò mò chớp mắt to xem mới tới bộ dạng đặc biệt đẹp mắt thúc thúc, gặp Mạc lâm thanh nhìn qua, nắm không hiểu cảm thấy thân thiết nàng theo bản năng ngửa đầu đối này thật có cảm tình hảo xem thúc thúc lộ ra cười ngọt ngào vì tỏ vẻ thân cận nắm còn vương tiểu vì trảo quơ quơ nải thanh nải khí đánh một tiếng tiếp đón thúc thúc hảo nam nhân trên mặt không hiện giấu ở tơ vàng biên mắt kính sau con ngươi lại hơi hơi mềm mại ba phần trung hòa hắn một thân thanh lãnh hơi thở thúc thúc thật là đẹp mắt nắm hồng tiểu mặt béo vì khoa một câu Khoa ở đây ba nam nhân trầm mặt. Chật, có cái gì đẹp mắt, cả ngày nhốt tại phòng thí nghiệm Lý Bạch trảm kê. Mặt lâm thanh không biết bọn họ làm gì tưởng, đó là biết chỉ sợ cũng không thèm để ý. Hắn hạng nặng tâm thần bị nắm hấp dẫn ở, lúc này lại nghe được kia thanh xa lạ thúc thúc, mới rồi đột nhiên phản ứng đi lại, từ ngay từ đầu, nắm sẽ không giống trước kia giống nhau, thấy nhân liền bái đi lên muốn ba ba ôm, cũng không có dính dính hồ hô ba ba, lại kết hợp trước mắt này một tiếng thúc thúc, hắn như có đâm chiêu. Đây là mất trí nhớ. Mạc Lâm Thanh cũng vẫn tính bình tĩnh, nhưng là nếu một cái nhân biết nữ nhi đem hắn quên mất chỉ sợ lại làm yêu, hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, qua một lát làm ra đưa tay muốn ôm nắm động tác, nắm nhưng lại cũng không sợ người lạ, nửa điểm phản kháng đều không có. Lạc sinh một cái lắc mình, ngăn trở của hắn động tác, hẹp dài mắt xếp hiện lên một tia lãnh ý, lão mạc ngươi có ý tứ gì? Từ lúc đến phía trước mặt Lâm Thanh đã thác nhân điều tra quá, ở trên đường đem điều tra kết quả nhìn một lần. Nữ nhi bị Khương Lão Gia tử mang sau khi trở về, ở Thọ Yến Thượng lại bị Ngao Túc mang đi, đối ngoại Mỹ kỳ danh viết mang về ngoạn vài ngày, nhưng là hôm đó Ngao Túc lại công nhiên ở Uy Bộ Thượng huyển hoa tự xưng có nữ nhi, Tần Tam cùng lạc sinh hành động cũng có chút quá dị. Lấy mặt Lâm Thanh thông minh đầu óc không khó nhìn ra này trong đó có vấn đề bọn họ ba người đều đang ở cục trung thấy không rõ lắm, thân là đem sự tình điều tra qua đi sắp nhập cục, người ngoài cuộc, mặt Lâm Thanh nhìn xem rất rõ ràng. Ngao lạc tầng ba người đều tài đại thế đại niên kinh đầy hứa hẹn, ở qua lại trong những việc trải qua hiển nhiên cũng không phải cái gì yêu thích đứa nhỏ nhân, lại càng không khuyết thiếu một cái hài tử, như thế quay chung quanh một cái hài tử tranh đấu, này trong đó tất nhiên có kỳ quái, khả năng lớn nhất mấu chốt điểm xuất hiện tại âm âm trên người nhưng mặc dù ý thức được này trong đó khả năng có vấn đề lấy hắn tính cách cũng đều không phải là bị động hình cho dù hắn thoạt nhìn tương đương lạnh lùng tự chế nhưng giống như làm thí nghiệm thông thường mạc lâm thanh lựa chọn trực tiếp đánh thẳng cầu đánh tới thông quan mới thôi hắn đạm một trương khuôn mặt tuấn tú khinh phiêu phiêu sái sái nghiêng bỏ lại một viên đủ để tạc phiên ở đây ba nam nhân siêu cấp tạc đạn âm âm là nữ nhi của ta ta đến nàng về nhà ngao túc lạc sinh, tần vu lễ. Này ba cái đã từng cường đại nói đủ để uy hiếp đến một cái thế giới an nguy, làm thời không quản lý cục đau đầu không thôi nhân vật phản diện nam nhân. Hiện thời bọn họ đã có cũng đủ lịch duyệt bình tĩnh tự giữ, ở nghe thế câu lại như cũ không tự chủ được tiết lộ ra vài phần không thể tin cảm xúc. Phẫn nộ, khiếp sợ, nghi hoặc đủ loại cảm xúc tại nội tâm quay cuồng, cùng khỏa nóng bỏng tiểu hỏa cầu dường như, phiền lòng thật sự bọn họ đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu đến rõ ràng âm âm là của chính mình nữ nhi làm sao lại lại toát ra một cái cha vẫn là mạc lâm thanh như vậy nhìn như cùng bọn họ không hề liên hệ nhân hắn không phải là cái loại này hội cùng học thuật làm bạn cả đời cùng phòng thí nghiệm kết hôn người sao long tôn các hạ lần đầu tiên vô liêm sĩ cảm thấy khiếp sợ này một cái hai cái nhân loại rõ ràng ở nhân loại thế giới gia thế thành tựu đều thuộc loại đỉnh đầu cố tình muốn tới thưởng của hắn tể nhi, mạo nhận thức nhà hắn đảng tể ba ba. Hắn đảng tể thân ái phụ thân là ai, chính hắn ấp nở tể nhi, trong lòng có thể không sổ nhi. Long lửa giận tới lại mau lại hung mảnh, toàn hướng không có mắt tới cửa thưởng tể không biết xấu hổ nhân loại phun trào, hắn so với mặt lâm thanh cao thượng như vậy mấy cm, lại cho chủng tộc thiên phú, dáng người cũng là so với hắn rắn chắc cường tráng, này làm Long cảm thấy một tia sung sướng hắn hơi hơi dương khởi hạ ba, hèn mọn nhìn về phía hắn, mặt da thiếu người thiếu đến loại trình độ này sao? Tới cửa đến thưởng ta ngao túc nữ nhi, mặt cũng không cần. Tần vu lễ trong lòng buồn bực không thể so ngao túc thiếu, hắn thật vất vả mới tìm được khuê nữ, chỉ là ôm đi ra ngoài huyển một phen, khuê nữ đã bị ngao túc cướp đi, hắn còn chưa có cướp về đâu, lúc này lại toát ra một cái mặt danh kỳ diệu cha. Dù là trong lòng lại hỗn độn, hắn cũng gian nan duy trì cơ bản nhất phong độ, giống như nhất lão hồ ly giống như mặt mỉm cười xem mặt lâm thanh, mặt tiên sinh phản phất còn chưa hôn. Mặt lâm thanh gật đầu, thì tính sao? Nghe nói mặt tiên sinh hàng năm đãi ở phòng thí nghiệm trung, cũng cũng không kết giao bạn gái, càng không có kết hôn, tại sao nữ nhi? Lạc sinh ở một cái khác cường đại kẻ thù bên ngoài xâm nhập hạ, nhanh chóng lựa chọn cùng tần vu lễ đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Lão mặt thật là không kết hôn, cũng không đứa nhỏ, mặt lão gia tử phản phất mỗi ngày ở thúc dục hôn. Mặt lâm thanh cũng không thừa nhận vì không kết hôn không tiểu hài nhi cùng hắn tìm khuê nữ có quan hệ gì. Mặc dù bị không khách khí đổi, nam nhân vẫn cứ thanh tuyển lạnh nhạt, quanh thân hơi thở càng thêm thanh lãnh một phần, hắn theo áo khoác trong túi xuất ra một tấm hình, cùng với một trương lâm thời xê thị mổ ngã tư đường phái xuất sở chứng minh. Khớp xương rõ ràng như ngọc giống như trong sáng thon dài ngón tay mang theo trang giấy phản phất ở sáng lên, đây là ta cùng với nữ nhi chụp ảnh chung, cùng với. Hắn dừng một chút, nói. Xen vào âm âm mẫu thân không chịu trách nhiệm, bởi vậy ta hướng dép ép sinh lâm thời giám hộ quyền, cho đến khi của nàng thân sinh mẫu thân trở về mới thôi, chư vị có thể nhìn xem. Ba nam nhân nháy mắt thay đổi mặt, khó coi âm trầm dọa người sợ tới mức một đám ăn qua thiếu gia yên lặng lui ra phía sau vài bước, nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Mặt lâm thanh mặt danh kỳ diệu toát ra đến thưởng ngao túc nữ nhi còn chưa tính, vậy mà còn làm ra nhận nuôi một con rồng, còn đều làm tốt. Bọn họ xem mặt khác ba người sắc mặt, cảm thấy không tốt lắm, lại lui lại mấy bước, cách được thật xa. Bốn vị này bất cứ cái gì một vị xuất ra đi đều không thể trêu vào, càng miễn bàn tụ tập ở cùng nhau, nhìn nhìn kia khó coi sắc mặt sợ không phải muốn ngay tại chỗ đánh lên ba nam nhân cùng đưa tay nắm ảnh chụp cùng chứng minh cuối cùng cho nhau liếc nhau cơ hồ không chút do dự đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng cùng xem ảnh chụp cùng chứng minh khi trương ảnh chụp thoạt nhìn có chút mơ hồ như là lúc lơ đãng bị người chụp được nhưng không khó nhìn ra bái ở nam nhân trên đùi nỗ lực hướng lên trên đi nắm chính là bọn hắn nữ nhi bối cảnh là màu trắng tường mặt văn phòng nam nhân một thân thanh lãnh áo dài trắng phản phất cùng kia mặt trắng sắc lạnh như băng vách tường hòa hợp nhất thể. Hắn buông xuống mặt mày xem trên đất nắm, nhìn không ra cái gì biểu cảm, kết hợp trên đùi nỗ lực hướng lên trên đi nắm, đã có loại quỷ dị đáng yêu ấm áp cảm, càng như là cái tuổi trẻ tân thủ phụ thân bị nữ nhi cuốn lấy chân tay lúng cuốn. Não bổ ra này một phen, ba nam nhân đồng tử hơi co lại, một cổ vĩ đại nguy cơ cảm chợt đánh úp lại. Bản thân nữ nhi cái dạng gì bọn họ phi thường rõ ràng, cho dù đời này tể tể diện mạo so với một đời trước càng thêm tinh xảo chút, chỉ có năm sáu phân giống nhau, bọn họ như củ liếc mắt một cái liền nhận ra đến. Mà trước mặt này trương ảnh chụp chẳng sợ chỉ có tể tể một nửa sườn mặt cùng bóng lưng, bọn họ cũng cơ hồ trước tiên liền khẳng định người ở phía trên nhất định là nữ nhi không thể nghi ngờ. Dù sao, không ai có thể giống như nàng niêm nhân, chuyên thích ôm nhân đại chân bọn họ theo bản năng nhìn về phía kia trương chứng minh, cái xe thị mổ ngã tư đường phái xuất sở con dấu chứng minh, thêm thô màu đen tự thể tiêu đề vì nhận nuôi nhân thảo hạch chứng minh. 20 năm 20 nguyệt 20 ngày, công dân Mạc Lâm Thanh hướng bị nhận nuôi nhân chỗ hộ tịch xe thị hạnh phúc ngã tư đường phái xuất sở xin nhận nuôi. Bởi vì quá mức khiếp sợ, một vị vụn trộm thấu đi lên nhìn lén công tử ca không tự chủ được niệm xuất ra, xen vào sinh nhân công dân cống hiến độ, cá nhân tổng hợp lại tố chức cập năng lực, cùng với đảm bảo nhân phối hợp, bản phái xuất sở xuất phát từ nhân đạo lo lắng, đồng ý lần này nhận nuôi sinh, nhận nuôi khảo hạch kỳ 3 tháng. Hắn nhếch miệng vụng trộn xem xét ba vị sắc mặt càng ngày càng đen đại lão, ở sau người một đám người giật dây hạ, quyết định mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiếp tục niệm xuất ra cấp đại gia ăn qua. Tại đây 3 tháng nội, như nhận nuôi nhân ở nhận nuôi kỳ nội biểu hiện hoàn toàn phù hợp quy định nhận nuôi tiêu chuẩn. Hoàng Mỹ làm được một cái người giám hộ trách nhiệm, làm bị nhận nuôi nhân cuộc sống trạng thái đạt tới quốc dân tiêu chuẩn, lần này nhận nuôi đem vô kỳ hạn thông qua, cho đến khi đứa nhỏ thân sinh mẫu thân trở về, cái khác thương nghị, nhưng ít nhất nhận nuôi nhân có được một nửa giám hộ quyền. Lần này nhận nuôi sinh từ quốc khoa viện trưởng trắc phụ giáo sư, sinh dược viện viện trưởng trương tích, di đại tá dài. Đảm bảo. Đam, đảm bảo. Niệm xong thật dài một chuỗi danh sách, hắn kinh thấy mặt trên tất cả đều là đại lão cấp nhân vật sợ tới mức đầu lưỡi thắt không dám tin lặp lại một lần ở đây mọi người đồng hắn không dám tin nhìn về phía cái kia nam nhân như vậy một phần cơ hồ tất cả đều là đại lão nhân vật đảm bảo danh sách bắt tại phần này nhận nuôi khảo hạch chứng minh thượng chỉ cần không có sai lầm hắn cơ hồ là như đinh đóng cột nhận nuôi người hắn là làm như thế nào đến mọi người không khỏi nghĩ đến mặt lâm thanh công tác cùng của hắn thành tựu yên lặng nuốt xuống một ngụm chanh. Hướng về phía phần này danh sách, này nam nhân tại hôm nay, ở trong này, hắn chính là cái sói diệt. Bọn họ lặng lẽ lui về phía sau một bước, này họ đừng nam nhân, bình thường vô thanh vô tức vùi đầu làm nghiên cứu, tuy rằng nghiên cứu thành quả hạng nhất hạng nhất xuất ra, luôn nghe được trong vòng luẩn quẩn trưởng bối khen hắn khoa cùng cái gì dường như, nhưng đối nghề này không có hứng thú cũng không phần này thiên phú bọn họ cuối cùng rốt cuộc là không nhiều lắm cảm giác, lúc này cũng là thực rõ rành rành cảm nhận được của hắn đáng sợ. Loại này nhường một chuỗi phải tính đến cự lão ra mặt vì hắn làm đảm bảo chuyện, nghe qua liền xuất ngay người tốt sao. Từ Hoa Quốc ở tiến vào 2.500 năm sau kỷ nguyên mới, tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển sau, quốc nội phúc lợi viện cô nhi viện chờ tình yêu cơ cấu nhanh chóng tăng trưởng, nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn cứ có rất nhiều bị vứt bỏ, hoặc bị bắt trở thành cô nhi đứa nhỏ không nhà để về, bọn họ ở xã hội phúc lợi cơ cấu cũng không cảm thấy hạnh phúc hạnh phúc lũy thừa tương đương tiêu cực vì bọn nhỏ tâm lý khỏe mạnh ở dân gian nhân đạo tổ chức nhiều lần đề nghị hạ ZF ép thông qua hạng nhất quyết nghị cho rằng gia đình thức nuôi nấn xã hội cơ cấu thức tán dưỡng bị ba mẹ qua đời đứa nhỏ có thể có nhân nhận nuôi so ở phúc lợi cơ cấu tốt hơn nhiều lắm thông qua quyết nghị sau cái này tân tăng nhận nuôi quy định lý trọng định nghĩa mới kiểu mới nhận nuôi điều kiện trong đó một cái nhận nuôi kỳ thử việc bị quốc tế nhân quyền tổ chức nhiều lần tán dương, cho rằng là nhân loại văn minh tiến hóa dấu hiệu chi nhất, một cái tràn ngập nhân vị nhân, pháp luật. Này pháp luật quy định nhận nuôi nhân ở phù hợp tư chất sau, thủ lý phương ZF cơ cấu đầy đủ điều tra sau cũng phê chuẩn nhận nuôi nhân sinh, ban 3 tháng kỳ thử việc. Ở kỳ thử việc nội, thủ lý phương ZF cơ cấu có nghĩa vụ quan sát cùng giám sát bị nhận nuôi nhân cuộc sống trạng thái, nếu tại đây 3 tháng nội nhận nuôi nhân biểu hiện tốt, là có thể thông qua kỳ thử việc trở thành chính thức giám hộ giả. Này quy định phía dưới có một hàng không chớp mắt tiểu tự, đánh dấu mổ ta chức nghiệp nhận nuôi đặc quyền, cổ vũ bọn họ, cho bọn họ ưu tiên tốc hành thông đạo. Mà Mạc Lâm Thanh chức nghiệp đúng là một trong số đó. Làm độc thân dẫn cực cao, vô cùng có khả năng cả đời chưa hôn vô tử đồng phòng thí nghiệm làm bạn chức nghiệp, ZF vì nghiên cứu khoa học cùng đại lão nhóm thao nát tâm. Không kết hôn không sinh đứa nhỏ. Có thể, vừa vạn quốc gia có một đống gào khóc đòi ăn thằng nhảy con, tùy thời có thể chờ các ngươi nhận nuôi, vừa không dùng sinh đứa nhỏ có năng lực hưởng thụ thiên luân chi nhạc cớ sao mà không làm. ZF không chút do dự cho này đó cống hiến tính thật lớn, thân gia bối cảnh đáng tin đến không thể phá vỡ nhân đặc quyền, cho bọn hắn đại khai căng liền chi môn. Mạc Lâm Thanh là ở theo xe thì sắp phản hồi đế đô khi, xuất phát từ trực giác Lâm thời làm ra quyết định. Hắn phản trở về, lại đánh vài cái điện thoại, nhưng trợ lý giúp hắn đánh một phần đảm bảo chứng minh, chạy tiền chạy sau cấp có thể lúc đó có thể ký tên trưởng bối ký tên đảm bảo, sau đó xem xét phát lại đây. Hắn cấp ra nhận nuôi lý do là, cho rằng đứa nhỏ cùng hắn lớn lên giống, cảm thấy có mắt duyên có cha và con gái duyên phận, cho nên muốn nuôi nấng như vậy cơ hồ có lệ lý do vậy mà không chê vào đâu được, phụ trách tiến hành nhân viên công tác nghiêm cẩn đối lập hạ ảnh chụp, phát hiện thần kỳ là này phiến trong khu có tiếng nhặt cái chai tiểu hài như vậy mà bộ dạng cùng vị này đại lão thật sự có vài phần giống. Bọn họ tin. Mạc Lâm Thanh làm vì quốc gia sinh dược viện gian cầm, sau lưng lại có chứa nhiều đại lão vì này làm đảm bảo, ở xét duyệt quá thân phận sau, bên này phái xuất sở cơ hồ không chút do dự thông qua sinh, bọn họ thậm chí sợ cây này kim đùi lâm thời sửa chủ ý hôm đó liền cấp bay nhanh tiến hành chứng minh đã từng đi hạnh phúc tiểu khu hỗ trợ trảo quá tặc cùng tiểu hài nhi từng có tiếp xúc trung niên cảnh sát lộ ra đãi người giàu có vui mừng ý cười có vị này nhận nuôi giả chắc hẳn cái kia đáng thương nhu thuận đứa bé hiểu chuyện về sau cuộc sống sẽ không cần sầu dù sao phần này nhận nuôi hiệp nghị sau lưng có bao nhiêu vị đại lão đảm bảo mặc dù nhận nuôi nhân lại không đáng tin cũng có kia một chuỗi kinh người đảm bảo nhân giám sát tiểu nắm thật có phúc mặt lâm thanh xảy ra này nhất chiêu là ở tràng bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được mặc dù là ngao túc lạc sinh tần vu lễ ba người lại thủ đoạn thông thiên cũng không thể tưởng được còn có này nhất chiêu bọn họ cơ hồ khống chế không được bộ mặt biểu cảm mắt lộ ra cơn tức xem xong chỉnh trương chứng minh hận không thể đem kia trương chứng minh thiêu cái sạch sẽ nhưng có tác dụng đâu loại này đã có hiệu lực chứng minh ở ZF ép hệ thống lý là tồn tại cho dù xé bỏ đồng dạng có thể bổ khai mặt gia thân là đế đô ngũ đại gia tộc chi nhất cũng là lấy thư gia truyền là nổi danh gia học sâu xa thư hương thế gia tổ tiên ra quá rất nhiều người tài ba tài tử làm này một thế hệ chủ gia duy nhất đích hệ đầu lĩnh nhân mặt lâm thanh ở trong vòng luẩn quẩn là thuộc loại chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể gần đùa tồn tại hắn tuy rằng trí nhiều gần yêu có tiếng thiên tài yêu nghiệp, nhưng tự hồ vô dục vô cầu, chỉ thích làm nghiên cứu, giống cái không thực nhân gian yên hỏa nghiên cứu quái. Hắn sống được thanh tĩnh mà lý trí, chán ghét phiền toái, thanh cao tự hạn chế không giống cá nhân, người như vậy đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng được hắn sẽ đến thưởng người khác tể nhi, còn làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Ngao túc mau khí điên rồi. Chương 27 Chương 27 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 27 khoan khoái nhi đồng âm nhạc diễn tấu bỗng nhiên ngừng lại mọi người theo bản năng nín thở không khí trong lúc nhất thời lâm vào ngưng trệ ba nam nhân đứng ở đồng một vị trí thượng cùng thanh tuyển nam nhân đối lập mà đứng sắc mặt không hẹn mà cùng trầm xuống dưới này nhất giấy chứng minh đủ để làm bọn hắn nhiều năm qua tu dưỡng cơ hồ đều uy cẩu Yên tĩnh yến hội thính phản phất bảo tác tiến đến đêm trước. Đột nhiên, một cái bàn tay to vương đến đoạt lấy kia tờ giấy, xoát xoát tê giấy tiếng vang lên, bất quá một cái hô hấp gian kia trương nhận nuôi khảo hạch chứng minh liền bị bàn tay to tê thành mảnh nhỏ, giống bông tuyết giống nhau rơi ở. Ngao túc chợt nổ súng, một quyền tấu đi qua, cười lạnh nói. Ta đi ngươi con mẹ nó nhận nuôi chứng minh. Mọi người đều biết, long tộc từ trước tỳ khí đều rất không tốt, có táo bạo long gia tộc danh xưng, mà thân là trong long tộc đáng chú ý, lấy ngao túc kiêu ngạo có thể chịu được bị người tới cửa thưởng tể. Đây là không có khả năng. Có thể kiên trì đến bây giờ mới động thủ đã là long tôn đại nhân xem ở đảng tể trên mặt, ở nhân loại thế giới không nghĩ nghiệp chứng sợ ảnh hưởng đến đảng tể. Hắn ở huyện nguyên đại lục tiêu diêu tự tại mấy vạn năm, duy ngã độc tôn nói một không hai khi nào bị như vậy đùa giỡn quá. Ai dám tới cửa đến công nhiên thưởng của hắn tể nhi, còn tiên hạ thủ vi cường làm cái văn bản chứng minh. Như vậy, danh chính ngôn thuận, cướp đi Long Tể Nhi, nhường Mạc Lâm Thanh cơ hồ ở trong nháy mắt nhảy vượt qua lạc sinh, trở thành ngao túc chán ghét nhất người loại, không có chi nhất. Cùng Mạc Lâm Thanh như vậy lý trí thanh lãnh tính cách bất đồng. Ngao túc theo ngay từ đầu liền theo tiềm thức cho rằng đảng tể là của chính mình tể nhi, đây là không hề nghi ngờ, bởi vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhân loại thế giới còn có thể làm cái trò này đến chứng minh tể là của chính mình tể nhi. Đối Long mà nói, đây là ở rất vớ vẩn. Đồng lý, chẳng sợ sinh trưởng ở địa phương tim cũng hoàn toàn là nhân loại hai vị tuổi trẻ ba ba, lạc sinh cùng tần vu lễ cũng là cùng ngao túc một cái ý tưởng. Bọn họ theo bản năng cho rằng kia là của chính mình khuê nữ, sẽ không nghĩ tới còn muốn chỉnh một bộ nhận nuôi thủ tục, thế cho nên hiện tại lâm vào bị động cục diện. Hai người sắc mặt đều không rất đẹp mắt, nhìn thấy ngao túc động thủ, hai người cho nhau liếc nhau, có chút nóng lòng muốn thử ngao túc bất ngờ không kịp phòng một quyền vốn là muốn đánh ở mặt lâm thanh trên mặt nhưng hắn theo bản năng né tránh hạ kia một quyền đánh trật lạc trên bờ vai hắn ngao túc lực đạo rất lớn đủ để làm mặt lâm thanh cũng không tính gầy yếu thân thể lung lay hạ bước chân lui về phía sau nửa bước trong cơn giận giữ nam nhân quát nàng là lão tử tể nhi lão tử tể nghe thấy không trên yến hội mọi người bị liền phát hoảng ngoan ngoãn đây là thần tiên đánh nhau a à. bọn họ không khỏi nhìn về phía lạc sinh trong lòng một mặt mờ mịt đáng yêu đứa nhỏ kia đứa nhỏ ngưỡng tiểu mặt béo phì nhìn trái nhìn phải trên mặt tất cả đều là mờ mịt sắc hiển nhiên tuổi nhỏ nắm cũng không thể lý giải này đó anh tuấn thúc ba thúc ba nhóm là ở phát cái gì điên bọn họ liếc nhau đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc kinh ngạc sắc này vài vị đều là đế đô trong vòng luẩn quẩn có uy tín danh dự nhân vật đây là vì một cái hài tử đánh lên. Hôm nay việc này, ở đây ai đều vô pháp lý giải, một cái hai cái, cuối cùng rốt cuộc ai là đứa nhỏ cha. Ngao túc cười lạnh. Lão tử mặc kệ ngươi cái gì chứng minh, hôm nay không có khả năng cho ngươi mang đi của ta tể nhi. Lạc sinh đem nắm ông thật chặt, sắc mặt thâm trầm, lão mạc, là gần đây thí nghiệm không hảo ngoạn sao. Ta cho ngươi đầu tư vài cái hạng một nghiên cứu nghiên cứu. Tần vu lễ nói muốn bao nhiêu tiền đều khả, thêm ta một cái. Ngao túc ném ra một trương hắc tạp, nguyên lai like là đòi tiền. Đi, tạp ngươi lấy đi, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, tể không thể cho ngươi. Mạc Lâm Thanh Mọi người Lạnh lùng phần tử trí thức cấm dục hệ mạc giáo sư lại có thể nại cũng không làm gì được quá long quỷ dị não đường về, hắn thoạt nhìn giống thật thiếu tiền bộ dáng, hơn nữa là vì tiền tới cửa đến, Mạc Lâm Thanh sắc mặt càng thêm thanh lãnh, một câu nói đem oai điệu trọng tâm đề tài một lần nữa vòng vo trở về, hắn nhìn về phía Lạc Sinh, vương hai tay làm ra muốn ôm đứa nhỏ hành động. Lạc, ta là hợp pháp nhận nuôi nhân, căn cứ pháp luật quy định, ngươi có nghĩa vụ đem đứa nhỏ giao cho ta, bằng không ta có thể lấy cường thưởng người kia đứa nhỏ vì từ báo nguy bắt ngươi. Hắn toàn bộ quá trình mặt không biểu cảm, mang theo đặc hữu lý trí cùng quạng cua ẻ, tiện đà nhìn về phía ngao túc ngao tiên sinh ngươi có biết đã thương nhân viên chính phủ cần gánh vác tội gì danh sao lạc sinh dừng một chút nhẹ giọng nhắc nhở nói lão mạc bởi vì ở sinh dược lĩnh vực cống hiến hai năm trước nghiên cứu ra nhất khoản đặc hiệu dược bị quân đội trao tặng thiếu giáo quân hàm có lẽ tiếp qua không lâu lấy người này năng lực còn có thể lại thăng ngao túc mặc dù lấy của các ngươi địa vị khả năng không cần thiết sợ cái gì nhưng là nếu các ngươi thực sự đứa nhỏ lời nói nàng chỉ sợ sẽ không thích một cái phạm pháp phụ thân. Hắn ánh mắt lạnh lùng, giấu ở tơ vàng biên mắt kính sau con ngươi ở trên người bọn họ lưu lại một cái chớp mắt, không vội không hoảng nói. Như vậy các ngươi thoạt nhìn thật vô lễ, hội giáo hư đứa nhỏ. Cuộc đời, Mạc Lâm Thanh giáo sư lần đầu tiên nói như vậy một chuỗi dài nói, lấy hắn lạnh lùng tính cách mà nói thật là hiếm thấy. Nhưng lời nói này hiển nhiên hiệu quả. Ba nam nhân rõ ràng ngây ngẩn cả người, lâm vào trầm tư trong lúc nhất thời vậy mà chưa lại đối hắn tranh phong tương đối lạc sinh trong lòng thăm dò một viên mao nhung nhung tiểu đầu nàng quay đầu đến bái ở lạc sinh trên cánh tay mở to hai mắt tò mò đánh giá này thúc thúc hắn thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng nắm ánh mắt tinh lượng mang theo một tia sùng bái tuy rằng này đẹp mắt thúc thúc nói những lời này nàng hoàn toàn nghe không hiểu lại không trở ngại tuổi nhỏ nắm lộ ra sùng bái đôi mắt nhỏ Mạc Lâm Thanh thuận thế cúi đầu nhìn lại, cùng nắm đúng rồi vừa vặn. Hắn hơi ngừng lại, vương hai tay, nắm suy tư hạ, hỏi. Thúc thúc, ngươi là ai? Vấn đề này nếu là đổi thành ngao túc, tất nhiên trực tiếp đương nhiên nói ta là cha ngươi. Mạc Lâm Thanh tắc nói. Tương lai đem do ta phụ trách sinh hoạt của ngươi, hiện tại, chúng ta về nhà. Thúc thúc mang âm âm về nhà. Mạc Lâm Thanh nói chờ gặp qua Gia Gia, liền mang ngươi về nhà. Nắm vỗ tay, nàng cao hứng hoang hô một tiếng, sau đó dè dặt cẩn trọng hỏi. Thúc thúc có thể mang âm âm tìm được tiểu hắc sao? Nàng nhướng mày lên, vẻ mặt lo lắng nói thầm. Âm âm lâu như vậy không ở nhà, cũng không biết tiểu hắc có thể hay không tìm trở về. Ngao túc sau khi lấy lại tinh thần nghe được lời nói này, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, không hổ là của hắn tể nhi, chỉ biết nhớ thương hắn này phụ thân đại nhân. Hắn cơ hồ muốn khẩn cấp thừa nhận bản thân chính là cái kia tiểu hắc miêu, nhưng là đột nhiên nghĩ tới cái gì, dám nuốt xuống lời vừa tới miệng. Hắn nhìn chung quanh tuần sau vây, không được. Đảng tể đã từng như vậy sùng bái nàng cường đại phụ thân, luôn là vỗ tiểu mã thí cùng cái kia tiểu thiên đạo nói nàng phụ thân lợi hại nhất, nếu biết nàng lợi hại nhất vĩ đại nhất phụ thân biến thành một cái nhược không kéo mấy tiểu hắc miêu, chỉ sợ hắn ở đảng tể trong lòng hình tượng hội sụp xuống. Ngao túc kịp thời ngăn lại muốn cùng đảng tể thừa nhận xúc động, lại nói. Chung quanh này vài cái không biết xấu hổ cùng hắn thưởng tể nhân loại nam nhân, nếu biết hắn đã từng biến thành một cái miêu. Nhất định sẽ thừa dịp này cơ sẽ không nể tình cười nhạo hắn. Ngao túc sắc mặt thoạt nhìn có chút cổ quái, tần vu lễ nói. Ngươi tưởng đi toilet sao? Không quan hệ, ngươi đi đi, ta sẽ xem âm âm ngao túc hắn theo trong hàm răng bài trừ thanh âm lão tử không nghĩ mạc lâm thanh xem nắm chờ mong đôi mắt nhỏ nói có thể người muốn tìm ai cũng có thể vô luận bất cứ cái gì thời điểm mạc lâm thanh đều sẽ không cự tuyệt nữ nhi yêu cầu theo trước kia đến bây giờ luôn luôn như thế chẳng sợ hắn luôn là một bộ lãnh lạnh tanh không dễ nói chuyện bộ dáng nhưng trên thực tế hắn sao phó nhân cách cái kia gia hỏa muốn sủng tể nhiều lắm, dù sao đó là cái cùng ba tuổi nữ nhi hội thưởng đồ ăn vặt gia hỏa. Nắm tự nhiên cảm giác được đến từ này đẹp mắt thúc thúc thiện ý, nàng không chút do dự vương hai cái tiểu béo thủ cầu ôm, muốn cùng người đi. Ngao lạc tầng ba cái vú em. Lạc sinh chặt chẽ bắt lấy trong lòng tiểu béo nắm, nhéo nhéo nàng tiểu mặt béo vì cúi đầu hỏi, âm âm thật sự muốn cùng này thúc thúc đi những người khác cũng nhìn về phía nắm. Tuổi nhỏ nắm rốt cục cảm giác được áp lực, nàng sâu sắc tiểu động vật giống như trực giác nói cho nàng, giờ phút này, không thể nói sai nói, bằng không thúc thúc nhóm sẽ rất mất hứng. Nàng theo bản năng dỗ nói, thúc thúc các ngươi cũng có thể cùng âm âm đi nha. Thằng nhảy con cùng mạc lâm thanh đi, bọn họ cùng thằng nhảy con đi, bốn bỏ năm lên tương đương bọn họ cùng mạc lâm thanh đi. Ba nam nhân không hề nghĩ ngợi cự tuyệt như thế nào có thể ở đối thủ cạnh tranh trước mặt nhận thức túng. Bọn họ tình nguyện đao thật thực thương tới cửa thưởng tể đi. Nắm sai lệch vai tiểu đầu nói, là các ngươi không cùng âm âm đi nha. Không phải là âm âm muốn cùng đẹp mắt thúc thúc đi. Ngao lạc tần. Không muốn nhận thức túng, cũng không nguyện ở thằng nhãi con trước mặt can phạm pháp chuyện. Ba nam nhân chỉ có thể trơ mắt xem bản thân tể nhi bị người khác danh chính ngôn thuận ôm đi bọn họ đứng ở tại chỗ xem nam nhân cao gầy gầy rời đi bóng lưng, cùng với. Trong lòng hắn lộ ra một cái mau nhung nhung tiểu đầu. Khi khỏa tiểu đầu giật giật, một lát sau chuyển qua đến, một trương tinh xảo đáng yêu tiểu mặt béo vì đối bọn họ cười đến rực rỡ, giống mới ra lô kẹo đường giống nhau sốt ngọt. Nàng vương tiểu béo thủ vẫy vẫy, lạc thúc thúc, một ngày ba ba, một tháng ba ba, tái kiến. Nắm thật cao hứng thật hưng phấn, Nãi thanh nãi khí cùng bọn hắn nói lời từ biệt, âm âm phải về nhà. Đột nhiên nàng nhớ tới chút gì, bồi thêm một câu. Lạc thúc thúc, âm âm sau khi trở về hội nỗ lực kiếm tiền. Lạc sinh bỗng nhiên bật cười, nguyên bản bởi vì khuê nữ bị mạc lâm thanh xuống tay trước một bước thâm trầm ảo não tâm tình trở thành hư không, xem kia trương chân thành tiểu mặt béo phì, hắn gật gật đầu. Những người khác không rõ chân tướng, Lạc sinh biết, tiểu béo khuê nữ ý tứ là hội nỗ lực tích góp tiền, về sau trả lại cho của hắn. Này mới 3 tuổi đại nhỏ bé, còn tại tuổi nhỏ thời điểm cũng đã có tri ân báo đáp trân quý phẩm chất, ở vào thời điểm này còn có thể nhớ tới này, hắn bất đắc dĩ sủng nịch ngoé một cái khóe môi. Nắm ghé vào đẹp mắt thúc thúc trên bờ vai, cái mũi nhỏ ở hắn thon dài trên cổ ngửi ngửi, nói. Thúc thúc, trên người ngươi hương vị hảo hảo nghe thấy nha. Đặc biệt hương. Mạc Lâm Thanh cuối mâu nhìn lại, hắn chẳng phải hội thơm nước thủy nhân, cũng chưa bao giờ chú ý quá trên người bản thân có thập yêu vị đạo. Nắm nhớ mày lên suy tư một lát, vì sao âm âm cảm thấy rất quen thuộc tất hương vị, giống như, giống như nghe đến quá. Ân, ừ. giống ba ba hương vị. Mạc Lâm Thanh nắm giữ tay lái thủ lo lắng, thả chậm tốc độ xe, nhưng là nắm nhớ được trong mộng ba ba tự hồ không phải là dài này thúc thúc bộ dáng một lát sau nắm mắt sáng lại sáng bừng tỉnh đại ngộ ta đã biết nhất định là thúc thúc dùng là hương hương cùng âm âm giống nhau cho nên mới sẽ cảm thấy rất quen thuộc nha. mạc lâm thanh ân ừ. xe một đường chạy khai vào mạch gia đại trạch bảo vệ cửa nghi hoặc xem đại thiếu xe lúc này đại thiếu không phải là hẳn là ở phòng thí nghiệm lý sao bình thường cũng chỉ có trên tay không thí nghiệm thời điểm ở ngày nghỉ ngẫu nhiên trở về hạ, đại tiểu thư cũng mãn thế giới chạy loạn, toàn bộ mặt gia liền lão gia tử một cái, thanh lãnh kỳ quái. Màu bạc Bentley đứng ở trong gara, mặt lâm thanh đem nắm bế xuống dưới, nói. Đợi lát nữa ba ba mang ngươi đi gặp gia gia. Nắm lúc này còn không biết bản thân bị trước mắt thúc thúc thu dưỡng, về sau quản hắn gọi ba ba, nàng nghi hoặc nháy nháy mắt sửa chữa, thúc thúc, không phải là ba ba. Mạc Lâm Thanh ngừng lại, nhìn về phía nắm là ba ba nắm ngay người nàng theo bản năng không dám phản bác tiểu đầu mai ở trong ngực nhỏ giọng than thở nhưng là minh rõ ràng ba ba không phải là dài như vậy mặt lão gia tự lúc này đang ở hậu viện trong hoa viên cấp hoa hoa thảo thảo kiêu hoa hắn về hưu sau sẽ không sự ước lão hữu câu câu cá ở nhà kiêu hoa loại thảo cái gì loại này ngày xem rất thích ý kỳ thực quá lâu lão nhân cảm thấy nhàm chán cực kỳ cố tình hai cái hài tử một cái trời nam bắc phiêu duy nhất con trai vẫn là cái thí nghiệm cuồng nửa năm không nhất thiết gia một hồi liền lúc này hắn đứng thẳng thân giúp đỡ hạ bên cạnh thân cây cùng lão quản gia cảm thán nói dưỡng nhi vô dụng lâu lão quản gia nói người người đều ở khoa chúng ta đại thiếu nói hắn múc trời tài tương lai quốc bảo ngày kiêu ngạo cao hứng còn không kịp đâu như thế nào vô dụng Lão nhân mất hứng hừ một tiếng, đều ba mươi còn không kết hôn, còn mỗi ngày không thấy da, muốn nhiều như vậy thành tựu can thí dùng. Đúng lúc này, lão quản gia mắt sắc thấy một đôi màu đen dày da đạp ở trên cỏ, hắn dương mắt nhìn lên, cao hứng nói. Lão gia tử, chúng ta đại thiếu đã trở lại. Trong ngực nam nhân ôm một cái phấn niêu ngọc mài tiểu nắm, cầm đặt tại hắn trên cánh tay, lộ ra một trương tinh xảo đáng yêu tiểu mặt béo phì, tràn đầy tò mò xem nhân giống chỉ mới sinh tiểu ấu tể. Mạc lão gia tử ném hoa bình, lấy cùng tuổi hào không tương xứng tốc độ chạy vội tới con trai trước mặt, xem trên tay hắn ôm tiểu nữ hài nhi. Cười đến hòa ái dễ gần, ánh mắt đều mạo lục quang, xú tiểu tử, đây là ngươi khuê nữ ta cháu gái. Mặt lâm thanh gật đầu. Lão nhân nháy mắt cao hứng, sau năm đó bạn già sinh con trai cao hứng, nhiều năm như vậy từ lúc bạn già đi rồi sẽ không như vậy nét mặt tỏa sáng quá hắn chà sát thủ, đưa tay muốn ôm nắm, cùng cái dụ dỗ tiểu hồng mạo đại hôi lan dường như, đứa nhỏ, ta là Gia Gia, nhường Gia Gia ôm ôm. Nắm dương mắt nhìn xuống thúc thúc, thấy hắn gật đầu, nắm vương tiểu béo thủ đi qua, kỳ thực nắm đối mặt Gia Đại Trạch, đối thúc thúc cùng này Gia Gia từ trong lòng một điểm sợ hãi đều không có, cũng không có chút xa lạ cảm, phản phất thật lâu thật lâu trước kia. Nàng cũng từng ở trong này ở thật lâu dường như nàng không chút nào khách khí ngọt ngào hô thanh. Gia gia. Thanh âm nhuyễn nhu ngọt lượng. Mặt lão gia tử vội vàng ôi một tiếng, đem thình lình xảy ra kinh hỉ tiểu cháu gái ôm ở trên tay, hắn tâm tình thoải mái thật sự, đưa tay chụp ở con trai trên bờ vai, cũng không so đo cũng không tìm tòi nghiên cứu đứa nhỏ thế nào đến, lòng tràn đầy đầy mắt tất cả đều là cháu gái, khoa nói. Làm được không sai ta đánh vừa thấy đến đứa nhỏ này liền cảm thấy này phải là ta thân cháu gái tiểu tử ngươi lúc này cuối cùng nhường lão tử cao hứng một chút quản gia có chút bất đắc dĩ lão gia tử rõ ràng là thư hương thế gia đọc thư cũng không ít cố tình tì khí bạo cùng binh lính càng quấy tử dường như cũng không biết chỗ nào truyền đến tính cách hắn tò mò nhìn về phía lão gia tử trong lòng kia đoàn tin bột hồng nắm gặp có người xem nàng vương tiểu béo trảo liền hướng nhân chào hỏi Nhất cái miệng nhỏ nhắn ba ngọt ngào kêu. Gia Gia Hảo Mặt lão gia tử vừa nghe mất hứng, hắn mới là Gia Gia. Ngươi gọi hắn quản Gia 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 là được. Phải gọi cháu gái phân chia mở ra mới tốt, bằng không quay đầu hắn ôm cháu nữ xuất môn loanh quanh tản bộ, cấp kia giúp lão gia này nhóm thấy được tả một cái Gia Gia hữu một cái Gia Gia, hắn này Gia Gia còn có uy nghiêm không? Thế nào biểu hiện ra độc nhất vô nhị thân Gia Gia tầm quan trọng? nắm sai lệch quay tiểu đầu, biết nghe lời phải, giống như rất sớm rất sớm trước kia cũng như vậy dỗ quá da da dường như, thuận miệng liền sửa lại miệng. Nhất lão nhất tài lẽ vừa gặp mặt liền thân thiết đắc tượng là thất lạc nhiều năm gia tôn, mặt lâm thanh xem ở trong mắt, khóe môi hơi vĩnh lên. Hắn không biết sao, bỗng nhiên đối này song song thế giới có vài phần lòng trung thành, tựa như giống như trước đây, không có gì bất đồng. Một đời trước ở cái thế giới kia cũng là như thế, bạo tỳ khí lão nhân đối cháu gái so đối ai cũng hảo, gia tôn lưỡng cảm tình hảo kỳ quái, hắn thường thường giống cái ngoại nhân bị lão nhân ghét bỏ, còn phải dựa vào nắm ở gia gia trước mặt duy hộ ba ba. Lần này cũng thế, nắm bị gia gia ôm ở trên tay đi, qua một lát, nàng quay đầu hô một tiếng. Ba ba, làm sao ngươi còn không đi nhanh chút? Chương 28 Chương 28 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 28 ngao gia trận này yến hội từ lúc tiểu chủ nhân công bị mạc gia vị kia ôm lúc đi lặng yên không một tiếng động đã xong. Các tân khách về dặt cẩn trọng giải tán, sợ chọc tới kia ba cái đang đứng ở bùng nổ bên cạnh đáng sợ nam nhân. Ba người đứng thẳng hồi lâu, tần vu lễ mở miệng nói. Hiện tại các ngươi tính toán như thế nào? Nếu ngao túc là nổi giận, lạc sinh là thâm trầm, tần vu lễ tắc càng nhiều hơn chính là mê hoặc đến nay mới thôi hắn còn chưa có làm rõ ràng, vì sao hắn ôm khuê nữ xuất ra đi một vòng hội dần dần diễn biến thành hôm nay loại tình huống này. Ngao túc lạc sinh trước sau nhảy ra cướp người không nói, hiện tại lại toát ra một cái nhìn như hào không liên quan mặt lâm thanh, còn có lý có cứ công nhiên đem khuê nữ ôm đi. Lạc sinh như cũ trầm mặt, ngưng mi suy nghĩ sâu xa. Ngao túc hừ lạnh nói, không phải là một cái phá khảo hạch kỳ đã là khảo hạch đã nói lên việc này còn chưa có thành kết cục đã định. Muốn cướp của hắn tể nhi không dễ dàng như vậy. Ngao túc trợ lý đứng sau lưng hắn đang ở lật xem cái gì vậy, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiên sinh nói đúng, căn cứ pháp luật quy định, nhận nuôi khảo hạch kỳ 3 tháng nội nếu là bất cứ cái gì có một cái không đạt tiêu chuẩn, tắc thủ tiêu nên nhận nuôi nhân tư cách. Mặt khác, bị nhận nuôi nhân hòa nhận nuôi nhân sinh sống quá một đoạn thời gian sau, nếu là đưa ra dị nghị cũng sẽ làm tham khảo trọng yếu ý kiến ngao túc gật đầu đối trợ lý thượng đạo rất là vừa lòng ba nam nhân liếc nhau hết thảy không cần nói ngao túc đang muốn đuổi khách tần vu lễ xem hai người bọn họ nói nếu ta nhớ không lầm lời nói âm âm ngay từ đầu là ta ôm xuất ra cũng là ta khuê nữ các ngươi hai vị không thiếu tiền cũng không thiếu người vì sao lại nhảy ra theo ta thưởng lạc sinh cùng ngao túc trăm miệng một lời nói kia là của ta tể nhi sau đó cho nhau ghét bỏ liếc nhau tựa đầu bỏ qua một bên tần vu lễ ta là nói các ngươi vì sao nhận định âm âm liền là các ngươi nữ nhi vấn đề này đề cập đến ba nam nhân sâu nhất bí mật ai cũng không đồng ý mở miệng nói cùng người nghe chẳng lẽ cùng người nói đời trước thằng nhãi con chính là bản thân khuê nữ có một ngày khuê nữ đột nhiên tiêu thất vì thế bản thân hứa cho nguyện muốn tới tìm khuê nữ, sau đó đuổi theo một cái thế giới. Này so huyền huyển còn huyền huyển chuyện xưa, nói ra đi ai có thể tính. Trái lại, thật muốn tin kia mới phiền toái. Ba nam nhân đều lựa chọn im miệng không nói, chẳng sợ ngay từ đầu là tần vu lễ mở miệng hỏi, cũng không có nghĩa là hắn hội đem chuyện này nói ra. Cho là chuyện này trở thành nhất kiện án chưa giải quyết ăn ý bắt tại bọn họ trong lòng, thế cho nên sau này có một ngày chân tướng rõ ràng thời điểm, vài cái công thành danh toại ngoại giới người người kính ngưỡng đại lão nội tâm bôn chạy dương đà so trên thảo nguyên còn nhiều. Mặt lâm thanh đau đầu cúi đầu nhìn về phía môi bản thân chân không tha nắm, tình cảnh này chẳng bao lâu sau cũng thường xuyên phát sinh, quen thuộc đến trong khung. Trên đùi nắm dùng sức môi hắn đùi, bất mãn ngửa đầu lên án. Thúc thúc ngươi nói dối, rõ ràng nói muốn dẫn âm âm về nhà tìm tiểu hắc nam nhân lại một lần nữa sửa chữa. Kêu ba ba. Nắm hừ một tiếng, đưa ra giao dịch. Kia, kia đêm nay làm ba ba ngươi muốn cùng âm âm ngủ Nga, không thể trộn đi cái loại này. Mặt lâm thanh chú ý tới nắm trong mắt vòng vo chuyển, còn vụn trộn đem tiểu đầu chuyển hướng một đầu vụn trộn nhạc. Tiểu gia hỏa này rõ ràng là tới đến một cái xa lạ địa phương không thì ra mình ngủ, vì thế tìm lấy cớ cùng hắn, giao dịch. Nam nhân trong mắt xẹt qua mỉm cười, đến thế giới này, tể tể tinh tranh hơn. Giang kế đạt được, nắm ôm bản thân tiểu túi sách, theo bên trong lấy ra một cái tiểu rối, liền muốn tiến vào giường lớn trong ổ chăn, bị một đôi bàn tay to theo phía sau nhắc tới, nam nhân lạnh giọng mệnh lệnh. Đi tắm rửa đổi áo ngủ. Nắm vội vàng bị Mạc Lâm Thanh ôm hồi mặt da đại trạch, hiển nhiên là không có tắm rửa quần áo, Mạc Lâm Thanh đem tẩy quan không lưu thu nắm bộ tiếng nhất kiện sạch sẽ miên tê bên trong, đem nhân nhét vào ổ chăn, dặn dò nói. Ngoan ngoãn ngủ, không được nhúc nhích, không được ầm ĩ Mập mạp tiểu thân mình ở mềm mại trên giường lớn lăn hai vòng nhi, đây là trừ bỏ gừng da da da, bần cùng nắm ngủ quá thoải mái nhất giường. Nàng vụng trộm nhìn về phía ba ba đẹp mắt sườn mặt, sau một hồi, mở miệng kêu nhân. Ba ba. Mạc lâm thanh ừ một tiếng, nghe được nắm hỏi. Thúc thúc ngươi thật sự phải làm âm âm ba ba sao? nhưng là nghe nói ba ba không dễ làm. Mạc Lâm Thanh quay đầu đến, xem nắm, lại nang cũng đương đắc. Nắm nhãn tình sáng lên, như vậy làm ba ba ngươi, mau cấp âm âm kể chuyện xưa bá. Mạc Lâm Thanh Mạc Lâm Thanh cứng đờ, này quen thuộc lời nói, quen thuộc yêu cầu, phản phất hôm qua tái hiện, khi đó cũng có một cái niêm nhân nắm, mỗi đến buổi tối tổng yếu ôm tiểu gấu bông oa nhi, yêu cầu ba ba cho nàng kể chuyện xưa trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm ở yên tĩnh ban đêm vang lên, thời kỳ xen lẫn vài tiếng nải thanh nải khí hỏi thanh, nắm phản phất có 10 vạn cái vì sao giống nhau, không ngừng đưa ra vấn đề. Tối làm nắm kinh hỉ là, ba ba ngươi làm sao mà biết âm âm thích nghe mỹ nhân ngư chuyện xưa. Mạc Lâm Thanh tiếp tục giảng này cơ hồ có thể đọc lầu lầu chuyện xưa cho nàng nghe. Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến đều đều tiếng hít thở, mặc Lâm Thanh cúi đầu vừa thấy, nắm nằm ở trong ổ chăn phình nhất tiểu đoàn, mập mạp cái bụng nhi cùng nhau nhất phục, hắn nhìn một lát, cúi đầu ở nắm ngạch gian nhẹ nhàng in xuống một cái hôn, ngủ ngon. Dĩ vãng nắm đều sẽ trước khi ngủ hoặc không yên hoặc đúng lý hợp tình yêu cầu ba ba cho nàng một cái ngủ ngon hôn, mà hiện tại, lâm vào trong giấc ngủ nắm không biết, đến từ ba ba ngủ ngon hôn đúng hạn tới. Nắm tự hồ mơ thấy cái gì mộng đẹp, một trương tiểu mặt béo phì cho dù đang ngủ cũng cười ngọt tư tư. Tỉnh lại thời điểm, nắm rối rắm nhìn chầm chầm này mới nhậm chức ba ba kia trương khuôn mặt tuấn tú nhìn thật lâu, như là ba ba lại không giống. Nắm tối hôm qua lại một lần nữa mộng ba ba, cùng lần trước ba ba không phải là đồng một người. Lúc này đây ba ba bộ dạng cùng nàng mới nhậm chức ba ba giống nhau như đúc, chỉ là nắm luôn cảm thấy không phải là này ba ba. Mặt lâm thanh chính mang theo nắm dạo thương trường cho nàng mua quần áo mua đồ chơi bình thường chưa thấy qua vài món hảo quần áo, thấy xinh đẹp tiểu váy đi không nổi như nắm phá lệ cũng không bị trong thương trường này xinh đẹp tiểu váy hấp dẫn trụ tầm mắt, mà là có phải không phải ngẩng đầu rối rắm nhìn về phía mặt lâm thanh. Mặt lâm thanh dừng bước lại, cúi đầu nhìn về phía nàng, đi mệt. Hắn đưa tay đem nắm ôm lấy. Nắm do dự nói. Ba, ba ba, âm âm tối hôm qua mộng ngươi. Nàng rối rắm chỉnh trương tiểu mặt béo vì đều nhíu lại, trong mộng ba ba với ngươi bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng, nhưng là. Nắm nói. Âm âm luôn cảm thấy kia không phải là ngươi. Là ba ba cũng không phải ba ba. Mặt lâm thanh nhìn về phía nữ nhi nghi hoặc ánh mắt, kia trong suốt đồng tử bên trong ảnh ngược mặt hắn, hắn hào không ngoài ý muốn, có lẽ ngươi mộng là một người khác. Nhưng không thể tránh khỏi, thanh lãnh lý trí như mặt lâm thanh trong lòng cũng khó miễn vi vi phím toan lão quản gia cùng một cái tiểu người hầu đi theo chuyện này đối với cha và con gái phía sau bao lớn bao nhỏ dẫn theo, hắn này một chuyến đi theo đại thiếu xuất ra vì thay thế nhà mình lão gia tử, cấp ngoan cháu gái mua này nọ. Dọc theo đường đi, phàm là nắm thật tốt kỳ xem qua vài lần quần áo đồ chơi hết thảy bị mạc lâm thanh mua xuống, cho dù hắn không chú ý tới cũng sẽ bị quản gia phân phó mua xuống. Lại theo thương trường lúc đi ra, nắm trên người đã thay đổi nhất áo liền quần. Ngày hôm qua nàng mặc tiểu long tể quần áo bị Mạc Lâm Thanh theo ngao da ôm đi, hiện tại đổi thành một thân hồng nhạc công chúa váy, trên đầu đội đỉnh đầu thỏ lỗ tai mũ, mặc thật dài tiểu áo bông đem toàn bộ tiểu béo thân mình tàn ở bên trong. Nắm sinh ở phía nam đối đế đô thời tiết có chút không thích ứng, cũng may bị ba ba ôm vào trong ngực, dùng áo bành tô chặt chẽ bao vây trụ, nàng vặn vẹo hạ thân thể, cảm động hứa hẹn nói. Ba ba, chờ âm âm trưởng thành toàn rất nhiều rất nhiều tiền, cũng cho ngươi mua nga. Tuổi nhỏ nắm đến nay mới thôi đã hứa cho rất nhiều cái hứa hẹn, nàng nho nhỏ trên bờ vai áp lực rất lớn, ký muốn tích góp tiền trả lại cho lạc thúc thúc, vừa muốn cấp tân ba ba mua quần áo mua lễ vật, nắm vẻ mặt thành thật nói. Còn có thống A-di, chờ A-di đã trở lại, âm âm cũng muốn cho nàng mua. Ngô. Còn có vương nải nải cùng tôn A-di, đều đối âm âm hảo, đại vương muốn mỗi ngày ăn đại xương cốt tiểu hắc muốn mỗi ngày cấp nó ăn ngư. Tuổi nhỏ nắm tư duy phát tán, vừa rồi còn nói cấp cho ba ba mua này nọ, lúc này là muốn đến cái gì nói cái gì, theo mặt quần áo mới thỏa mãn cảm quá độ đến về sau toàn tiền phải muốn đến nơi nào. Còn bài ngón tay sổ cấp cho người nào mua này nọ, lão quản gia xem nắm đáng yêu nhịn không được đậu nàng. Khi gia gia đâu? Âm âm tiểu thư nhỏ không cho gia gia mua lễ vật. Nắm lập tức xua tay, mua mua, Gia Gia mua, quản gia 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 cũng mua. Nàng cuối cùng trùng trùng điểm điểm tiểu đầu, phiền muộn thở dài, rất nhiều rất nhiều nhân Nga. Các ngươi đại nhân chính là không ly khai âm âm, muốn âm âm cấp mua xong thật tốt đa lễ vật mới có thể. Chờ âm âm đi trở về muốn nỗ lực nhặt cái chai tiếp cấp tiền thỏa mãn của các ngươi nguyện vọng. Ở đây đại nhân mấy người. Cuối cùng rốt cuộc là ai trước tiên là nói cấp cho nhân mua lễ vật lão quản gia cùng một bên tiểu người hầu không nói gì qua đi nhịn không được cúi đầu cười trộn, nhặt cái chai tích góp tiền. Mệt nàng nghĩ ra, liền đại thiếu hôm nay cho nàng mua mấy thứ này, nắm nhặt 10 năm cái chai chỉ sợ cũng toàn không đến. Nhưng phần này non nớt chất phát tâm ý lại làm người không thể bất động dung, dù sao ở phức tạp trưởng thành trong thế giới. Như vậy một cái hết sức chân thành đáng yêu tiểu gia hỏa bất cứ lúc nào chỗ nào đều như người không thể cự tuyệt lão quản gia nghĩ đến lão gia tự nói, ta nhìn thấy tiểu âm âm luôn cảm thấy thì phải là ta lão mặt gia đứa nhỏ, ta sống lâu như vậy đời này ánh mắt không sai quá, nhìn một cái đứa nhỏ này bộ dạng nhiều con nê tô giống ta mặt gia nhân. Chính là tính cách. Không giống ta cũng không giống lâm thanh kia xú tiểu tử, biến dị phá lệ vĩ đại, ân đối. Là thảo nhân thích, mặt gia hướng lên trên sổ hai bối cũng không như vậy đáng yêu tiểu khuê nữ. Đương gia lão gia tự đối nắm ấn tượng tốt cùng bay nhanh nhận tốc độ, cùng với nắm ở diện mạo thượng bích sát cùng đại thiếu giống nhau đến mấy phần, lão quản gia thật đúng không hoài nghi quá huyết thống quan hệ, lúc này xem kia đoàn nho nhỏ thân ảnh, càng xem càng từ ái. Một hồi dạo phố, Mạc Lâm Thanh theo khuê nữ cái này cần một đống ngân phiếu khống bởi vì được rất nhiều tân sinh đẹp tiểu y phục cùng đồ chơi nắm hơi có chút ngượng ngùng, dọc theo đường đi liên miên lại nhảy ưng thuận rất nhiều lời hứa đem tương lai 10 năm cái chai tiền hứa cho cái không còn một mảnh mặt lâm thanh không ngăn cản nhậm nàng nói chờ nàng nói xong liền nhàn nhạt từ một tiếng tỏ vẻ đã biết nhưng liền là như thế này đứng đắn đơn giản đáp lại làm nắm áp lực tăng nhiều đoan chính nghiêm túc tiểu biểu cảm nắm chặt tiểu nắm tay âm âm nhất định sẽ nỗ lực tích góp tiền nắm yếm lý vẫn là có mấy cái tiểu tiền tiền đương nhiên tiền trinh đây là đối đại nhân tới nói đối nắm mà nói đây là nhất bút cự khoản là nàng nhặt hồi lâu cái chai toàn đến cự khoản. Nàng sờ sờ túi tiền, quyết định muốn hảo hảo nhặt cái chai tích cấp tiền, nếu, nếu quả có khác kiếm tiền phương thức, cần lao một mặt nắm cũng là không để ý làm. Chờ trở về mặt gia đại trạch, mặt lão gia tử sớm chờ, nếu không phải là con trai lạnh mặt không cho phép, hắn cũng tưởng mang theo cháu gái dạo thương trường huyết hợp lại đi. Cứ việc là lần đầu tiên gặp, nhưng hắn tổng thấy cấp tiểu tôn tôn làm cả đời gia gia dường như, cái loại này yêu thương bản năng cùng sinh câu đến, hận không thể đem hết thảy tốt nhất đều phủng đến trước mặt nàng, liền ngay cả con trai cũng phải sang bên. Lão gia tử không hề giống ngoại giới truyền như vậy, thân thể kém đến không có cách nào khác tham gia các loại yến hội, tương phản hắn gần càng già càng cay, một phen theo con trai trong lòng đoạt lấy ngoan cháu gái, cao dơ lên cao khởi, lớn tiếng cười nói. Tiểu âm âm hôm nay mua cái gì thứ tốt? Nắm sữa chữa nói. Gia gia, là ba ba cấp âm âm mua, chờ về sau âm âm toàn tiền lại cho ba ba mua. Còn có Gia Gia. Lão quản gia cười bồi thêm một câu. Âm âm tiểu thư nhỏ ở trên đường nhắc tới về sau cấp cho Gia Gia mua xong nhiều này nọ đâu, còn nói muốn nỗ lực nhặt cái chai tiếp góp tiền. Mặt lão Gia tử miệng nhất A, dừng không được cao hứng, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì mày cao gầy, hỏi. Nhặt cái chai ngày hôm qua cháu gái bị con trai từ bên ngoài ông trở về, mặt lão gia tự đối nắm lúc trước cuộc sống hoàn toàn không biết gì cả, lão quản gia cũng đồng dạng không biết, chỉ cho là đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, chỉ hiểu được nhặt cái chai như vậy một mặt dễ hiểu kiếm tiền phương thức. Nắm cũng là đương nhiên nói. Đương nhiên, âm âm nhặt cái chai khả lợi hại, có thể toàn đến rất nhiều rất nhiều tiền. Mặt lâm thanh hơi ngừng lại, nhớ tới đi xe thị khi chứng kiến sở nghe thấy, quay đầu nói về sau, ba ba cho ngươi tiền. Nắm chớp trong suốt mắt to hỏi lại. Âm âm có thể kiếm tiền vì sao còn muốn ba ba tiền. Âm âm lợi hại như vậy, chờ vừa được giống ba ba cao như vậy thời điểm, nhất định sau ba ba còn nhiều tiền, đến lúc đó âm âm là có thể mua xong thật tốt nhiều này nọ đưa gia gia cùng ba ba. Nắm cũng không phải khiêm tốn, nói đến bản thân am hiểu nhặt cái chai lĩnh vực, một trương tiểu mặt béo vì thượng tràn đầy tự tin sáng rọi còn kém vỗ tiểu bộ ngực cam đoan tuổi nhỏ nắm đương nhiên bộ dáng khắp nơi tràn phức tạp người trưởng thành xem ra không khỏi nghĩ đến càng nhiều có lẽ đứa nhỏ này từ trước cuộc sống cũng không làm gì hảo cho nên mới sẽ như vậy năm cũ kỹ liền đối với mấy cái này quen thuộc như vậy dùng tối đương nhiên ngữ khí nói xong tay làm hàm nhai bản thân kiếm tiền lời nói ký làm người ta cảm động lại không khỏi cảm thấy xót xa mặt lão gia tự lau ánh mắt Ông cháu gái hừ nói. Về sau gia gia cho ngươi tiền, gia gia toàn rất nhiều tiền, về sau đều cấp âm âm hoa. Mạc Lâm Thanh Lâm thời ngày nghỉ cũng không dài, kế tiếp hạng mục tài chính đoàn đội sớm đúng chỗ, sẽ chờ hắn này cổ đông phong đến. Bởi vậy mang theo nữ nhi về nhà không vài ngày, cho nàng an trí tốt lắm hết thảy, lại dỗ chờ thêm hoàng năm liền mang nàng hồi xê thị gặp đại vương tìm tiểu hắc, Mạc Lâm Thanh liền trở về viện nghiên cứu cùng nghĩ phép tiền bất đồng là nghĩ phép thời điểm hắn thanh thanh lãnh lãnh lẽ loi một mình hồi đi làm thời điểm bên cạnh hơn một cái phấn điêu ngọc mài niêm nhân nắm đối này mạc lão gia tử là cự tuyệt con trai vội vàng công tác hắn về hưu không vội a à, hoàn toàn có thể mang theo tôn nữ bảo bối nhưng này một lớn một nhỏ cũng không như của hắn nguyện nắm làm nũng xấu lắm muốn đi theo ba ba đi làm mạc lâm thanh cũng ngầm đồng ý vì thế lại đi làm thời điểm Mạc Lâm Thanh trong lòng treo một cái nấm. Sinh Dược Viện nghiên cứu viên nhóm khiếp sợ xem mặt giáo sư tiến vào, không thể tin được xoa xoa ánh mắt. Đừng, Mạc giáo sư, đây là như vậy quen thuộc cảnh tượng ở một đời trước cũng từng có. Mạc Lâm Thanh hiện tại một lần nữa đã trải qua một hồi vô cùng thuần thục, vuốt cầm nói. Nữ nhi của ta, nghiên cứu viên nhóm. Chương 29. Chương 29 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 29 nắm cười tủng tỉm ghé vào ba ba trong lòng vương tiểu béo trảo hướng bọn họ chào hỏi thúc thúc các gì hảo mãi cho đến kia đạo thân cao chân trưởng gầy bóng lưng biến mất ở hành lang tận cùng quẹo vào tận cùng bên trong kia gian văn phòng mọi người mới hồi phục tinh thần lại một cái buổi sáng thời gian sinh dược viện mạch giáo sư này kim cương cấp quái già đại lão có khuê nữ chuyện truyền khắp thế cho nên cùng mặt lâm thanh so khá quen thuộc vài vị đều lặng lẽ sờ qua đến hắn văn phòng xem tể cấp mặt lâm thanh đảm bảo trong sách ký tên vài vị đại ngưu trưởng bối cấp mặt lâm thanh treo điện thoại nội bộ tiểu đừng a có thời gian đem tiểu khuê nữ mang đến nhận thức nhận thức a tiểu đừng này vú em đương đắc còn rất tận chức tận trách đều mang đi làm như hình với bóng quay đầu kia trương nhận nuôi kiểm tra đánh giá thượng cho ngươi nhớ loại ưu mới được mặc dù thế giới bất đồng nắm vẫn là kia chỉ nắm bằng vào nàng đáng yêu nhuyễn nhu bề ngoài cùng cường đại giao tế năng lực mạc lâm thanh lại một lần nữa thấy được một đời trước tình cảnh tái diễn của hắn ba tuổi tiểu khuê nữ ở ngắn ngủng vài ngày nội lại một lần nữa đem viện nghiên cứu lý già trẻ lớn bé tất cả đều chinh phục đem ba ba chen điệu trở thành sinh dược trong viện đoàn sủng nắm hỗn như cá gặp nước nàng khả tính mở mang tầm mắt nguyên lai đọc sách niệm hảo về sau sẽ giống ba ba cùng thúc thúc các gì giống nhau, tại như vậy địa phương công tác. Nắm ngay trước mặt Mạc Lâm Thanh lại một lần nữa ưng thuận một cái tâm nguyện, âm âm về sau nhất định phải nỗ lực đến trường, làm cùng ba ba giống nhau công tác. Mạc Lâm Thanh khóe môi hơi vĩnh lên, anh Tuấn Sườn nhan dạng xuất thanh thiển độ công. Nắm đang nghiên cứu trong viện qua như cá gặp nước vài ngày, hoàn toàn không biết mặt khác vài cái ba ba đều nhanh vội muốn chết ngao túc lạc sinh tần vu lễ chẳng sợ lại có tinh diệu kế hoạch cùng cao siêu thủ đoạn mạc lâm thanh cả ngày đem đứa nhỏ đưa nghiên cứu khoa học trong viện bọn họ cũng không có biện pháp quốc gia khoa học cố vấn nơi quốc khoa viện có tiếng an bảo nghiêm cẩn chỉ cần không phải bên trong nhân viên đó là một con chim đều khó có thể ra vào cũng may mạc lâm thanh cũng không có cách nào khác lúc nào cũng khắc khắc đem nắm mang ở bên người của hắn tân hạng một lập tức muốn bắt đầu nhất cấp giữ bí mật hạng mục toàn phong bế thức thí nghiệm, này biểu thị hắn luôn luôn đợi đến thí nghiệm hoàn thành tài năng rời đi phòng thí nghiệm, trong lúc này không có cách nào khác lại mang đứa nhỏ. Này không chỉ có nhường mấy nam nhân thấy được hy vọng, cũng vui vẻ hỏng rồi mạc lão gia tử. Hắn bãi bắt tay vào làm nói. Con trai ngươi yên tâm đi công tác, đứa nhỏ giao cho ta đến. Mạc lão gia tử sớm đã nghĩ mang mang cháu gái, còn có thể mang cháu gái đi vài cái lão da này trước mặt khoe ra nhất ba, nhưng vẫn không tìm cơ hội, như thế rất tốt, con trai lại quan phòng thí nghiệm một đoạn thời gian, cháu gái còn không phải làm cho hắn mang theo. Mặt lâm thanh nghĩ đến kia ba nam nhân, mày đẹp đầu nhíu lại, thanh âm thanh lãnh dặn dò. Thiếu ra ngoài, gặp được khả nghi nhân viên muốn tránh đi, không muốn cho âm âm một mình một người. Nếu quả có nhân ôm đi đứa nhỏ, gọi điện thoại báo nguy đừng lão gia càng nghe càng không kiên nhẫn, ai tới dám thưởng chúng ta mạc gia đứa nhỏ. Được rồi ngươi cũng đừng cỏ cây đều là binh lính, ta cháu gái ta có thể không hảo hảo mang theo. Mạc Lâm Thanh biết lão nhân đối cháu gái coi trọng tuyệt đối không thua gì hắn, gật gật đầu. Nắm ở sau người nói. Ba ba ngươi phải nhanh một chút xuất ra Nga. Xuất ra mang âm âm về nhà tìm đại vương cùng tiểu hắc. Mặt sau những lời này nắm không nói ra, ánh mắt lưu luyến không rời xem ba ba bóng lưng, Mạc Lâm Thanh bước chân một chút, ân. Chờ con trai đi làm, Mạc Lão Gia Tử cùng giải phóng phạm nhân dường như, mệnh lão quản gia chuẩn bị này chuẩn bị kia, còn cầm lấy điện thoại liền đến chỗ gọi điện thoại, ước nhân tổ cục. Quy. Lão Lạc A, đến câu cá. Đúng, chỗ cũ. Lão Khương. Chỗ cũ câu cá, không gặp không về. Đừng cọ sát, mang theo công cụ. 3 giờ chiều không gặp không về. Hắn đầy đủ đánh 5-6 cái điện thoại mới quải điệu, một trương nét mặt già nua thượng hiện ra mê chi mỉm cười, nhìn nhìn lại một bên ngồi ở trên thảm ngoan ngoãn ngoạn đồ chơi tiểu cháu gái, càng xem càng yêu thích. Lạc tiên sinh tuy là cùng mặt lão gia tử cùng thế hệ tương giao, nhưng hắn mấy tuổi cùng bề ngoài thượng đều so mặt lão gia tử muốn tuổi trẻ một ít, năm nay không đến 50 tuổi niên kỷ, bảo dưỡng hảo, hoặc nhìn giống chuyện này nghiệp có thành trung niên xuất đại thúc không hề giống là đã về hưu ở nhà, lão nhân. Hắn là mang theo phu nhân đến, lạc phu nhân đồng dạng bảo dưỡng tốt, cười rộ lên gần có mắt vĩ một tia nếp nhăn nơi khóe mắt tỏ rõ nàng cũng không tuổi trẻ niên kỹ. Lạc gia cùng mạc gia cùng ở một cái tiểu khu, tuy rằng không dùng thường lui tới, nhưng quan hệ tóm lại thân cận chút. Nhìn thấy mạc lão gia tử rất xa đi lại, trong tay còn nắm nhất tiểu đoàn nhắm mắt theo đuôi theo ở bên cạnh, nhìn không được đem ánh mắt dời qua đi chờ mặt lão gia tử mặt mày hồng hào đến trước mặt, hai người nhìn về phía nắm, đứa nhỏ này là. Lời này khả hỏi mặt lão gia tử tâm khảm thượng, hắn sẽ chờ nhân hỏi đâu, cười đến hết sức đắc ý nói. Ta cháu gái, con ta khuê nữ, lạc gia vợ chồng kinh ngạc, lâm thanh. Hắn không phải là đồng ta gia tiểu tử giống nhau, còn chưa tìm đối tượng cũng không kết hôn. Lão gia tử xua tay. Quảng hắn kết hôn không kết hôn, có hay không đối tượng, nhưng này cháu gái là thật làm không được giả. Các ngươi xem, đứa nhỏ này có phải không phải theo chúng ta Gia Lâm Thanh Dung Mạo rất giống. Lại tuấn vừa đáng yêu lắm. Nắm tiểu tay nắm lấy Gia Gia tay áo không tha, thẹn thùng vụng trộn nắm nhân, lạc Gia Gia lạc nải nải hảo. Các ngươi thật là đẹp mắt. Sao Gia Gia còn trẻ, giống thúc thúc A Di, nhưng là Gia Gia muốn âm âm kêu Gia Gia nải nải. Mạc lão Gia tử. Lạc tiên sinh cùng lạc phu nhân nhịn không được nở nụ cười, từ vừa thấy mặt bọn họ liền đối này bộ dạng tinh xảo mượt mà đứa nhỏ tràn ngập hảo cảm, bị một phen nói trong lúc vô tình vỗ mã thí càng là chọc cười. Lạc phu nhân đem nắm kéo đến trước mặt, nhéo nhéo nàng thịt cảm mười phần tiểu béo trảo, cười nói. Ngươi kêu âm âm. Năm nay mấy tuổi? Nắm một bộ nghiêm trang nói. Âm âm năm nay ba tuổi. Đã đi nhà trẻ Nga. Lạc phu nhân nhớ tới cái gì, hỏi nhà mình tiên sinh. Đại bá gia bân bân giống như cũng vừa đi nhà trẻ. Sau đó lại hỏi nắm thượng nhà ai nhà trẻ, biết được nắm thượng là kim nghe nhà trẻ, lạc tiên sinh kinh ngạc nói. Lạc sinh kia tiểu tử khoảng thời gian trước có phải không phải đầu tư một cái nhà trẻ? Tên giống như đã kêu kim nghe. Cũng không phải là. Vẫn cùng ngao gia cái kia kẻ điên tranh quá một trận đâu. Lại nhắc đến, Tiểu bân bân sang năm cũng muốn chuyển tới kim nghe nhà trẻ, nói không chừng có thể cùng tiểu âm âm niệm một cái bang. Bọn họ cho rằng thân là mặt gia đứa nhỏ hẳn là cũng là lại đế đô nhà trẻ đọc sách, cũng không biết nắm là xê thị. Tuổi nhỏ nắm cũng không nghĩ tới điểm này, nàng từ trước đến nay nhiệt tình hiếu khách, cũng thích kết giao tiểu bằng hữu, vỗ tay nói tốt, còn một mặt tiểu đại nhân hình dáng. Ta hội chăm sóc thật tốt tiểu bân bân sau đó lại có khác vài cái lão gia này đi lại, mặt lão gia tử không mang theo nửa điểm không kiên nhẫn, phàm là đến một cái hắn liền giới thiệu một cái, một điểm cũng không ngại phiền. Cho đến khi Khương lão gia tử đi lại. Khương lão gia tử phía sau đi theo cái yên tĩnh nhưng tuấn tú đứa nhỏ, đối phương bộ dạng tinh xảo đẹp mắt, đại khái khoảng 4 tuổi, rõ ràng vẫn là một bộ bé gia gia bộ dáng, bản khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái tự phụ nghiêm túc tiểu đại nhân dường như. Khương lão gia tử xa xa thấy một cái quen thuộc nắm bị vài cái lão gia này vây ở bên trong câu hỏi, tay nhỏ bé thượng nâng không hiếm thấy mặt lễ. Trận này cảnh quỷ dị quen thuộc, hắn nhìn lên vui vẻ, này không phải là lúc trước thọ yến khi hắn mang lưỡng đứa nhỏ cùng lão hữu nhóm gặp mặt cảnh tượng sao. Thật đúng đừng nói, có vị lần trước tham gia Khương lão gia tử 70 đại thọ, thấy nắm kỳ quái nói. Đứa nhỏ này không phải là lần trước ở lão Khương nơi đó nhìn thấy quá nguyên lai là ngươi lão mặt gia đứa nhỏ a Mặt lão gia tử tuy rằng không rõ ràng việc này nhưng cũng không phủ nhận càng không có hỏi chờ lão khương đi lại hắn lại lén hỏi một chút một già một trẻ gia tôn lưỡng đến trước mặt nam hài nhất sửa phía trước nghiêm túc tiểu biểu cảm chạy đến nắm trước mặt kéo tay nàng âm âm ta tìm được ngươi nam hài từ trước ngại ngùng là cái dễ dàng thẹn thùng tiểu thân sĩ thấy nắm ánh mắt lượn lượn khóe miệng nhợt nhạt mân khởi Khương lão gia tử cười vạch trần tôn tử đoạn nhi, âm âm, trong khoảng thời gian này tiểu loan vụn trộn chạy đi vài thứ, liền vì đi tìm ngươi, khuyên trong nhà người ngã ngựa đổ. Nam hài nhĩ tim mạng thượng đỏ ửng, thấp kém đầu. Nắm kinh hỷ nói. Gừng da da, không công. Âm âm có thể tưởng tượng các ngươi. Nói xong nàng lôi kéo mặt lão gia tử cùng bọn họ giới thiệu. Đây là ông nội của ta, ba ta ba ba. Khương Lão Gia Tử một miệng trà hàm ở miệng kém chút phun ra đi, ngươi, ngươi da da. Lão Mạc Mạc Lão Gia Tử đắc ý gật đầu. Con ta khuê nữ. Khương Lão Gia Tử nhớ tới ở xê thị trụ kia đoạn thời gian, theo hàng xóm kia nghe tới về nắm thân thế, không thể tin được nhìn về phía Mạc Lão Gia Tử. Mạc Lâm Thanh kia đứa nhỏ từ trước đều là trong vòng luận quẩn tân đồng lứa mẫu, tự hạn chế vĩ đại bình tĩnh, nhân phẩm hảo đến không được là bọn hắn trong mắt xuất sắc nhất hậu bối người như vậy làm sao có thể không chịu trách nhiệm buông tay không trông coi chính mình khuê nữ vẻn vẹn vẹn ba năm nay cả mặt mũi cũng chưa bỏ sót hắn nói ngươi xác định con trai của ngươi là âm âm cha mặc lão gia tử tuy rằng cảm giác hắn ánh mắt không rất hợp sức lực nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là lão gia hỏa này ghen tị hắn có thể yêu tiểu cháu gái bởi vậy không chút do dự gật đầu thừa nhận Nhà chúng ta âm âm mới 3 tuổi chỉ biết về sau muốn tích góp tiền cấp gia gia cùng ba ba mua lễ vật. Mặt lão gia tử vô không đắc ý khoe ra. Khương lão gia tử lại cảm thấy nổi lên nói thầm, cái kia hắn nhìn mấy tháng, cùng nhau cuộc sống đứa nhỏ dĩ nhiên là lão Mạc gia đứa nhỏ. Hắn khả còn nhớ rõ ở C thị thời điểm tiểu gia hỏa cuộc sống có bao nhiêu gian nan. Ở tiểu phá ốc ngay cả cửa sổ đều là phá một cái ba tuổi đứa nhỏ liền muốn bản thân kiếm tiền cấp bản thân mua đồ ăn, cuộc sống gian khổ vô cùng, ngay cả kiện quần áo mới đều không có, như vậy đứa nhỏ dĩ nhiên là lão mạc gia. Hắn có chút một lời khó nói hết xem giàu dạc đắc ý mạc lão gia tử, trong lòng suy nghĩ, nếu lão mạc biết nhà mình cháu gái từ trước quá là như vậy cuộc sống, sẽ là cái gì biểu cảm? Có phải hay không đem hắn kia vĩ đại con trai phủ định toàn bộ? nam hài đã lôi kéo tiểu đồng bọn ngồi vào một bên tiểu trên cỏ hai cái hồi lâu không thấy mặt tiểu gia hỏa khe khẽ nói nhỏ nắm một mặt hưng phấn cùng tiểu đồng bọn chia sẻ bản thân trong khoảng thời gian này trải qua ta có ba ba hắn đặc biệt cao đặc biệt đẹp mắt trả lại cho âm âm giảng ngủ tiền chuyện xưa nam hài thấp kém tiểu đầu miệng không tiếng động mở ra ta cũng có thể cho ngươi kể chuyện xưa lạc phu nhân hết sức thích cực kỳ nắm trước khi đi mắt thèm nhân gia cháu gái nhịn không được cùng mạc lão gia tử đưa ra mang nắm về nhà đùa thỉnh cầu. Dù sao trụ một cái tiểu khu, quay đầu ta hôn lại tự cho các ngươi gia đưa trở về, nhà chúng ta tiểu bân bân đã ở, có thể làm cái ngoạn bạn. Nam hài nhĩ tim nghe nói như thế cảnh giác nhìn sang, giống cái tạc mau tiểu sói con nhi. Nhìn xem Khương lão gia tử nhất nhạc, hắn hàm nói. Nhà chúng ta tiểu loan cũng đi theo đi thôi, hắn một cái hài tử ở nhà quái nhàm chán nắm cũng không muốn cùng tiểu đồng bọn tách ra vì thế ở nắm chờ mong ánh mắt hạ mặt lão gia tử lo lắng như trên ý hoàn toàn đem con trai dặn dò để qua sau đầu hắn nghĩ tới là dù sao lão lạc gia cùng tồn tại một cái tiểu khu đi chơi cái nửa ngày có quan hệ gì đứa nhỏ tổng yếu cùng cùng tuổi đứa nhỏ ở cùng nơi ngoạn mới có thể cao hứng lạc tiên sinh vợ chồng khi đến tay không mà đến về nhà khi phía sau theo hai cái tiểu nắm nhắm mắt theo đuôi tay cầm tay đi lay động nhoáng lên một cái giống hai cái mượt mà tiểu chim cánh cục. Chương 30 Chương 30 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 30 này bậc thềm cao, đi chậm một chút nhi. Lạc gia đại trạch địa lý vị trí cao chút, nếu muốn đi lên còn phải đi cái tổng cao ước chừng hai thước bậc thềm, hai nhỏ nhỏ đoạn thủ đoạn chân đi thập phần gian khổ. Lạc tiên sinh lạc thái thái đứng ở hai nhỏ nhỏ phía sau trong chừng, trên mặt lộ ra mê chi từ ái mỉm cười, xem hai luồng tử ngốc động tác nhỏ càng xem càng yêu thích, trong lòng một trận nhuyễn hồ hồ. Chờ thưởng thức đủ nắm manh thái mới một người một cái bế dậy, Lạc Thái thái điểm điểm nắm cái mũi nhỏ chế nhạo. Âm âm than dây tử bộ dáng giống không giống cái tiểu chim cánh cục. Lấy nắm càng cỗi kiến thức cũng không biết chim cánh cục là cái gì, nhưng không trở ngại nàng biết Lạc nải nải ở cười nhạo nàng, vì thế nắm hừ một tiếng, tiểu nải âm bất mãn nói: không giống. Lạc gia gia cùng nãi nãi mới giống chim cánh cục, âm âm cùng bạch bạch không phải là chim cánh cục, là đáng yêu nhất tiểu bằng hữu. Hai người nhất thời lại bị chọc cho cười ha ha, trên mặt tươi cười liền không dừng lại đã tới. Lạc thái thái trong lòng suy nghĩ đem đứa nhỏ tiếp trở về trong nhà ngoạn làm đúng rồi, nhất tưởng đến muộn điểm còn phải đưa đứa nhỏ trở về, trong lòng nàng đầu lại có điểm không vừa ý, không biết đổ lên ngày mai ngày sau lại đưa trở về đừng lão nhân hội sẽ không đồng ý. Nam Hài không thói quen người khác thân cận, dĩ tim hồng hồng dãy dụa muốn xuống dưới, nắm lời nói thấm thía dặn dò nói. Bạch bạch, ngươi muốn ngoan nga, không được nhúc nhích, như vậy lạc gia gia ôm sẽ rất vất vả. Bạch bạch, ông Nam Hài lạc tiên sinh mừng rỡ không được, vì không gọi nho nhỏ nắm xem thường, hắn dũng cảm nói. Lạc gia gia còn trẻ, ôm hai cái đều sẽ không mệt. Nói xong một khác chỉ thân đi qua theo lạc thái thái nơi đó đem nắm cũng ôm đi lại, một tay một cái, vừa khéo đối xứng Nắm ông tiểu béo mặt cùng tiểu đồng bọn đối diện Âm âm nói sai rồi, Lạc Gia Gia có chút lợi hại Nga Là cái đại lực sĩ đâu Lạc tiên sinh Ha 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 Nam hài Lạc Gia quản gia cùng vài cái người hầu kinh ngạc xem lão Gia cùng phu nhân trên tay ôm lưỡng nắm Này không phải nói tốt suốt môn câu cá Đây là câu trở về lưỡng đứa nhỏ nhìn phấn điêu ngọc mài tiểu bộ dáng, sợ không phải lão gia cùng phu nhân tham người khác gia đứa nhỏ trộm trở về. Lạc gia quản gia là cái khoảng 30 tuổi trẻ tuổi đại thúc, dè dặt cẩn trọng hỏi câu. Tiên sinh, phu nhân này hai cái hài tử là. Hắn nghĩ, nếu lão gia cùng phu nhân phạm vào tội, bắt cóc nhi đồng cái gì, hắn là đại công vô tư báo nguy đâu vẫn là gọi điện thoại nhường thiếu gia trở về cứu tràng đã 45 tuổi vẫn như củ bảo dưỡng ung dung xinh đẹp lạc thái thái thấu đi qua ở hôn hôn trượng phu trong lòng tiểu nắm khuôn mặt, Mỹ tư tư nói. Là mặt da đứa nhỏ, ta xem hợp mắt duyên, mang về đến ngoạn nhi. Lại chỉ chỉ một bên trầm mặt nhã nhặn tuấn tú nam hài nhi, này, nhân tiện. Nam hài. Vừa nói lại tiếp đón tiểu quản gia cùng người hầu nhóm. Chúng ta không phải là nhiều đồ ăn vặt đồ chơi. Đều làm ra vội tới lưỡng đứa nhỏ ngoạn nhi nói xong quay đầu cùng trượng phu lẩm bẩm nói. Lão lạc, lại nhắc đến trước kia con trai của ta còn chưa có sinh ra thời điểm, ta không phải là chuẩn bị cho hắn nhiều công chúa váy tiểu vương miệng búp bê cái gì. Lúc đó hai ta đều tưởng cái nữ qua cấp chuẩn bị rất nhiều, bây giờ còn tồn không? Vừa vặn cấp tiểu âm âm dùng tới. Này đó việc vặt hồi nhớ tới thật là có, lạc tiên sinh nhớ tới con trai hồi nhỏ đã từng bị trong nữ sốt ruột thân mẹ xuyên qua một hồi váy, kết quả xuất môn sau bởi vì bộ dạng rất xinh đẹp bị quái các gì lầm cho rằng là nữ hài tử. Từ kia khởi liền cự tuyệt bị làm mẹ nó thu thập quần áo, còn tuổi nhỏ liền học xong bản thân cấp bản thân thay quần áo mang giày, lạc tiên sinh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, con trai hồi nhỏ thật sự là quá khó khăn, khó trách sau khi lớn lên làm quá nhiều chút năm phản nghịch hoàng khố thiếu niên. Chính là có một ngày đột nhiên mạc danh kỳ diệu giác ngộ, nói muốn xuất ngoại du học, lại sau đó ở nước ngoài hỗn vui vẻ thủy khởi, hiện thời muốn học lịch có bằng cấp, muốn lý lịch có lý lịch, chỉnh một ngoại nhân trong mắt tinh anh cấp hào môn công tử ca, không biết hắn hồi nhỏ cùng thiếu niên khi khả nhận người phiền. Xem tiên sinh trên mặt mang theo mê giống nhau mỉm cười lâm vào trầm tư, tuổi trẻ quản gia hồi đáp. Phu nhân, cấp thiếu gia, vài thứ kia đều thu lắm, đặt ở lầu ba tàn thất, chúng ta có định kỳ quản lý. Lạc thái thái vỗ tay một cái, tràn đầy phấn khởi nói đi làm xuống dưới chúng ta âm âm nhất định sẽ thích nắm mờ mịp chớp chớp mắt thích gì lạc gia tuy rằng đại lại không có gì nhân khí nghi trừ bỏ quản gia cùng người hầu ngoại một nhà ba người hiện tại chỉ có lạc tiên sinh lạc thái thái ở nhà đã thay nhận công ty đại nhậm lạc sinh thường thường không ở nhà thông thường đều sẽ cách công ty gần nhà trọ nghỉ ngơi một chu có thể về nhà cái hai ba lần đã xem như tần suất cao Lạc thái thái xem trống rỗng phòng khách chỉ có người hầu nhóm qua lại, liền biết tự mình con trai hôm nay lại không trở về, nàng thở dài hỏi. Lạc sinh vài ngày rỗi đã trở lại. Quản gia nói. Thiếu gia. Nghe nói tuần này có chuyện gì bán trụ, tương đối vội, đã 5 ngày không đã trở lại. Lạc thái thái nói. Gọi cuộc điện thoại, gọi hắn trở về ăn cơm chiều, chờ cơm nước xong vừa vặn làm cho hắn đưa hai cái hài tử hồi lão mặt gia quản gia đi ra ngoài trở về một chuyến, nói. Đánh qua là lý trợ lý tiếp, nói thiếu gia bề bộn nhiều việc, không rảnh trở về. Lạc thái thái lấy ra chính mình di động, hướng con trai tư nhân trên di động đánh qua, qua ước chừng 30 giây tả hữu tiếp khởi, trầm thấp sơ lãng thanh âm mang theo rất nhỏ mệt mỏi, mẹ, chuyện gì? Lạc thái thái tâm mềm nhũng, tâm tưởng nhi tử vừa mới thay nhận tập đoàn quyền to, vội chút cũng là bình thường liền quan tâm vài câu, sau đó nói con trai, ngươi đều năm ngày không về nhà, đêm nay trở về ta nhường quế tẩu làm chút ăn ngon, còn có chúng ta còn hai cái đáng yêu tiểu khách nhân, ngươi cũng trông thấy, đặc biệt đáng yêu. Lạc Thái thái hưng phấn mà khoa mang về nhà tiểu khách nhân có bao nhiêu con neto đáng yêu, còn tiếc núi thở dài nói kia không phải là nhà mình đứa nhỏ, thật sự là đáng tiếc. Lạc Sinh đã nhiều ngày vội vàng tìm nữ nhi có chút mệt mỏi, hắn không có nghiêm cẩn nghe rõ ràng làm mẹ nó ở nói cái gì đó chỉ mơ hồ biết trong nhà tựa hồ đến đây cái gì tiểu hài nhi được mẹ nó niềm vui, trong điện thoại tựa hồ còn loáng thoáng truyền đến vài tiếng tiểu hài tử tiếng cười, nghe không rõ lắm. Hắn nhéo nhéo mi tâm cảm thấy bản thân sinh ra ảo giác, nói: "Mẹ, ta gần nhất có việc liền không quay về, quá hai ngày lại trở về, ngài cùng ba chăm sóc thật tốt bản thân." Nói xong liền treo. Lý trợ lý ở một bên nhìn thấy rất đau lòng đó là lúc trước lão bản tiếp nhận tập đoàn công ty thời điểm cũng chưa như vậy mệt quá lão bản gần nhất cùng họ ngao còn có họ tần kia hai vị đi được rất gần cũng không biết đang làm những gì trợ lý tưởng cố gắng có cái gì bí mật buôn bán hợp tác đang nói đi có thể nhường lão bản như vậy hao hết tâm thần nhất định là cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại hạng mục lạc thái thái chính cùng nắm ngoạn con trai không trở lại nàng cũng thói quen tả hữu không kém một hai thiên chờ thêm hai ngày bận hết lại làm cho hắn hảo hảo bổ bổ cũng xong nàng hết sức chuyên chú đồng nắm tiến hành đổi trang trò chơi đem trước kia cấp con trai chuẩn bị tiểu y phục tiểu vật phẩm trang sức hướng trên người nàng bộ này đó quần áo tuy rằng niên đại cửu viễn chất lượng cũng là không kém thậm chí có rất nhiều là lạc thái thái chỉnh hảo vải dệt hồi đến chính mình tự tay làm bởi vậy vừa rồi lâm thời nhường người hầu ôm đi dùng máy giặt tẩy nhất tẩy hong khô ôm trở về vẫn cứ cảm giác như là tân kiểu dáng phục cổ đáng yêu, sắc thái hoặc bát tiên diễm, thích hợp nhất âm âm như vậy đáng yêu đứa nhỏ mặt. Lạc thái thái xem nắm trên người một bộ ren biên tiểu công chúa cười đến nha không thấy mắt, này khả quá vẹn toàn chừng nàng trang điểm tiểu bút bê tâm. Trước kia vận khí không tốt sinh cái xú tiểu tử, không nữ nhi có thể giả dạng, hiện tại đương nhiên cũng không cái kia phúc khí có cái cháu gái có thể ngoạn. Nhưng là trùng hợp, mặt da này tiểu cháu gái nàng xem xét hợp mắt duyên thật sự, luôn cảm thấy minh minh trung cùng bản thân cháu gái cũng sấp xỉ. Nếu nàng nếu có cái cháu gái, đánh giá cũng liền tiểu âm âm cái dạng này, ngày thường xinh đẹp đáng yêu nho nhỏ một đoàn, lễ phép nhu thuận cực kỳ. Lúc ấy cấp con trai chuẩn bị quần áo còn mang theo thời đại đặc sắc, có một thân tiểu quân phục, lạc thái thái xem xét thích, cấp nắm đổi hoàng một thân váy, lại cho nàng khoác lên này thân tiểu quân phục, cuối cùng còn đem đỉnh đầu mũ quả dưa tử đội vành nón tiếp theo trương đỏ bừng tinh xảo tiểu mặt béo vì mờ mịt chung quanh. Lạc tiên sinh phao chén trà đi tới nhìn lên, nở nụ cười, ngươi khả nghỉ ngơi một chút đi, xem ngươi đem đứa nhỏ ép buộc thành cái dạng gì nhi. Quay đầu lão mạc đã biết còn không tìm ngươi tính sổ. Lạc thái thái thật vất vả được mềm yếu nhu nhu hợp mắt duyên tiểu nắm, như thế nào nghe hắn. Nàng nhéo nhéo nắm tiểu mặt béo phì, dỗ nói. Âm âm ngoạn vui vẻ không? nắm lại tiểu cũng là chỉ trang điểm tiểu nắm, trước mặt chính là một mặt rơi xuống đất đại gương, nàng vòng vo chuyển tiểu béo thân thể, nỗ lực nghẹn khẩu khí, ý đồ đem bởi vì mặt tiểu quân trang mà hiện lên xuất ra bụng nhỏ lùi về đi, nỗ lực vài hồi sau, nắm khuôn mặt hồng hồng nhục chí nói. Bộ này khó coi. Bởi vì rộng rãi tiểu váy có thể che khuất nắm tiểu đoạn chân cùng tiểu béo bụng, còn có vẻ tao nhã lại thục nữ, nắm quyết đoán nói. Vẫn là váy đẹp mắt. Lạc Thái Thái đôi cùng chung quanh đứng tùy thời chờ phu nhân phân phó người hầu nhất thời cười đến không thể tự ức, cố tình lại không dám bật cười, chỉ phải quay đầu, nỗ lực nghẹn thanh âm, không bật cười sợ bị thương nghiệp dư nắm tuổi nhỏ tiểu tâm linh. Nắm nhìn nhìn một bên chờ nhàm chán tiểu đồng bọn, nhìn hắn vẫn là khi đến quần áo trên người, nhất thời cảm thấy không công bằng, bạn tốt hẳn là cùng nhau chơi đùa đổi trang trò chơi mới đúng. Nắm kéo tiểu đồng bọn thủ dơ dơ lên, cường điệu nói lạc nải nải bạch bạch cũng muốn mặc không thể vắng vẻ bạch bạch hắn bộ dạng đẹp mắt như vậy không phải hẳn là lãng phí nga nam hài vì thế luôn là đứng ở một bên yên lặng thủ hộ giống cái yên tĩnh trầm mặc tiểu thân sĩ nắm bị duy nhất tốt nhất tiểu đồng bọn hố một phen hắn bản một trương tiểu khuôn mặt tuấn tú đứng ở tại chỗ xem lạc thái thái nhãn tình sáng lên thần sắc trầm mặc bước vào hố lửa nhi nam hài tưởng có lẽ đây là trong sách nói giọt thủy chi ân dũng tuyền tướng báo, ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Đối đãi tiểu đồng bọn kim tiểu ân nhân, hẳn là khoan dung một ít. Nửa giờ sau, nam hài mặt không biểu cảm bị thay thứ ba bộ. Váy. Nắm vui vui mừng mừng thay đệ N bộ xinh đẹp tiểu váy, còn năng nỉ lạc gia gia dùng di động cấp bản thân cùng xinh đẹp tiểu bạch bạch chụp ảnh. Chụp được đến vô số trương trong ảnh chụp, hơi chút ải thượng nửa cái đầu nhưng càng béo hồ nắm tươi cười rực rỡ cười đến nha không thấy mắt, một khác chỉ nắm kỳ quái dắt làng váy, tiểu khuôn mặt tuấn tú thượng mặt không biểu cảm, một một trừng mắt màn ảnh. Hai người khác biệt giống như băng cùng hỏa, cố tình cái kia bản một trương mặt vẽ mặt viết không vừa ý nam hài nhi lại cam tâm tình nguyện tùy ý một bên nữ hài nhi dắt tay nhỏ bé cánh tay bãi chụp. Lạc tiên sinh không nhịn xuống đem trung hai trương chụp ảnh chung phát ra bằng hữu vòng, khoe ra nói thật đáng yêu. Nhưng trong lòng vi diệu cảm giác, hắn cố ý không nói đây là người khác gia đứa nhỏ, chỉ khoa đáng yêu, phía dưới một vòng nhân nhắn lại bình luận kinh hô. Lão lạc, ngươi gia khi nào thì thêm đứa nhỏ. Lạc gia 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 nãy nãy bối đều mất, lạc tiên sinh này đồng lứa chỉ có hắn còn có một huynh đệ, hai nhà tách ra cuộc sống, lạc tiên sinh có một đứa con nhưng còn chưa có tôn tử, hắn huynh đệ nhất nhi nhất nữ, có cái mau bốn tuổi tôn tử, khi đứa nhỏ diện mạo đại gia hỏa nhi đều gặp qua cũng không phải trong ảnh chụp hai cái hài tử chi nhất có người nhận ra đến nói cái kia nam hài tử là lão khương gia đi chỉ chốc lát sau có cái tên là gừng đại gia bình luận hồi phục nói không sai nam oa nhi chính là ta tôn tử cho nên cái kia diện mạo tinh xảo đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương là ai lạc tiên sinh chụp ảnh liền bất kể cả buổi đối mặt hỏi cũng không hồi phục Khương lão gia tử xuất phát từ nào đó nguyên nhân cũng không giúp đỡ hồi phục. Trong lúc nhất thời người quen của bình luận đôi vài điều đều ở đoán lão lạc bằng hữu vòng phát đứa nhỏ là ai. Thông thường sẽ xuất hiện ở bằng hữu vòng đứa nhỏ tất nhiên là cực kỳ thân cận yêu thương, bằng không không có việc gì chụp người khác gia đứa nhỏ làm cái gì. Giống lão lạc như vậy bình thường không thương phát bằng hữu cán bộ kỳ cựu càng là như thế. Lạc sinh mở sẽ về đến tùy tay cầm lấy di động nhìn nhìn, hắn điểm tiếng bằng hữu vòng, một giờ trước, hắn lão cha phát ra điều động thái, thật đáng yêu. Hắn ánh mắt ngừng lại, mở ra hai trương ảnh chụp.